Cái này hỗn độn chi khí, chính là hồng hoang sơ trừ ra đến lực lượng, cũng là thế gian quý hiếm nhất, lợi hại nhất lực lượng. La Quân phá ngũ hành đại thủ ấn, hắn tiếp lấy không chút nào dừng lại, chính là tiến lên trước một bước, như thiểm điện đi vào ngưng mâu trước người. Sau đó, La Quân lấy long chảo thủ bắt bóp hướng ngưng mâu vị trí hiểm yếu. Một chảo này phía dưới sắc bén vô cùng, như bạo đánh hoa đăng. Ngưng mâu bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, La Quân trong nháy mắt cũng là bắt cái khoảng không. Sau đó, ngưng mâu xuất hiện sau lưng La Quân. La Quân bỗng nhiên quay người, lập tức mặt hướng ngưng mâu. Hắn trong lúc cấp thiết, thì triển ra đại băng đống thuật. Cái này ngưng mâu chính là thần linh, cũng nhưng nói là thần hồn, không có thân thể. Không có thân thể người, sơ hở rất ít, mà lại, ngưng mâu tại cái này mê thất đại lục bên trong có thể nói là như cá gặp nước, bởi vì trong không khí ngũ hành nguyên tố chờ một chút, hết thảy đều là có thể vì nàng sử dụng. Cho nên nàng có thể bộc phát ra rất cường lực lượng tới. Nếu như thần hồn là tại chủ thế giới bên trong, cái kia người thế giới bên trong lại là có thật nhiều khiến thần hồn vô pháp sinh tồn đồ, vật. Tỷ như ác liệt không khí, tỷ như điện lực phần tử, tỷ như thiên đạo chờ một chút, đều là thần hồn kiếp nạn. Mà ở cái này mất phương hướng thế giới bên trong, lại là thần hồn thiên đường. Đương nhiên, người là khó mà rời đi thân thể. Thần hồn lợi hại hơn nữa, người đều rất khó bỏ qua thân thể. Thân thể là tới đón tiếp xúc ngoại giới, cảm thụ ngoại giới một cái từ truyền thông. La Quân trong lòng cũng biết, ngưng mâu thân thể ở chỗ này cũng không sợ dương cương chi khí. Cho nên chính mình quyền lực cùng cuồn cuộn khói báo động tinh khí đều không thể thương tổn nguyên thần. Đã thân thể lực lượng đối nàng không thể tạo thành thương tổn, như vậy thì dùng ma pháp đi. Đại băng đống thuật cấp tốc đem ngưng mâu thân thể đóng băng lại. La Quân tại hỗn độn chi khí bên trong ẩn chứa mạnh đại võ đạo tinh thần. Cỗ này tinh thần thực hiện đến đại băng đống thuật bên trong, lập tức liền để cái này đại băng đống thuật trở nên sắc bén vô cùng. Ngưng mâu lúc này, quả nhiên không thể tiếp tục biến hóa. La Quân gặp ngưng mâu bị đông lại, hắn lại là tâm bất an. Bởi vì nếu như thần tôn nguyên thần có thể bị một chiêu đơn giản đại băng đống thuật đông cứng, vậy liền thật sự là gặp quỷ. Bất quá La Quân nhưng cũng mặc kệ, sau đó, hắn bạo giống một tiếng, lại là hai tay vây quanh, đại lực xé rách bốn phía nguyên tố chi lực. Giống, thiên địa rung lô, linh hồn lốc xoáy. Trong một chớp mắt, như vũ trụ hắc động lò luyện xuất hiện, đem ngưng mâu cuốn vào. Cỗ này điên cuồng bạo liệt lực lượng liền muốn đem ngưng mâu rảo sát thành phấn vụn. Cái kia ngưng mâu đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, nàng đôi mắt đẹp vừa mở, lập tức, trên thân hàn băng vỡ vụn. Sau đó, nàng làm vung tay lên, lập tức lóe ra chúng diệu chi môn tới. Ngưng mâu trốn vào chúng diệu chi môn, tiếp lấy thì ra linh hồn lốc xoáy. Ngay sau đó, ngưng mâu không cho La Quân phản ứng cơ hội, nàng lại hướng La Quân nhấn một ngón tay. Lần này lại là thi triển ra hắc ám kỷ luật. La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cái kia bóng tối bao trùm tới, sau đó bốn phía cũng là bịt kín hắc ám nhà tù. Cái này hắc ám nhà tù bất quá là 2 mét vuông lớn nhỏ, đồng thời đang nhanh chóng thu nhỏ, hướng phía La Quân đè ép tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn hiểu được trước mắt hắc ám nhà tù lại là một cái kỳ diệu tiểu thế giới. La Quân nhớ tới trước đó cái kia tạo hóa ngọc toa phá huyết ma hạt giống tình huống, ngay sau đó, hắn cũng liều lĩnh, thi triển ra liệt hỏa thần kiếm thăng cấp bản. Trong nháy mắt, vạn đạo quang diễm cùng hỏa diễm dung hợp thành kiếm ánh sáng. Vạn đạo kiếm quang ẩn chứa La Quân sát phạt tinh thần, không gì không phá, như châu chấu giống như giải lụa chảm giết ra ngoài. Răng rắc một chút, cái kia hắc ám nhà tù trực tiếp liền bị chém vỡ. La Quân thế mà dựa vào chính mình pháp thuật, đem hắc ám kỷ luật cho phá vỡ. Lần này, quả nhiên là hoàn toàn ra khỏi ngưng mâu cùng ngân y hậu ngoại lệ. La Quân tiến bộ cùng cường hãn. Thật sự là quá khiến người ngoài ý. Phải biết trước đó, ngân y hậu bị vây ở hắc ám kỷ luật bên trong, hắn là dựa vào tạo hóa ngọc toa mới thoát ra tới. Cho ta thu, La Quân bạo giống một tiếng, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy hỗn độn chi khí cầm ra một đạo đại thủ ấn đến. Đạo này đại thủ ấn chính là hắn tại cái này một cái chớp mắt từ sáng tạo ra hám thiên ấn. Lấy một cô anh dũng có đi không có về tinh thần, thế muốn tranh phong với trời. Đem thiên đô thu nạp tại trong tay hào khí. Cái này hám thiên ấn trong nháy mắt liền đem ngưng mâu bao phủ ở chính giữa. Ngưng mâu sắc mặt biến hóa, nàng ý thức được hám thiên ấn lợi hại, trong nháy mắt lại lần nữa tế ra chúng diệu chi môn tới. Đáng giận, La Quân lần này, lập tức lại bắt cái khoảng không.
Ngưng Mâu thông qua chúng diệu chi môn chạy đi, sắc mặt nàng âm trầm tới cực điểm. Đường đường thần tôn, thế mà liền một cái tiểu tặc đều lâu bắt không được, cái này khiến nàng tại Ngân Y Hậu trước mặt quả nhiên là mất hết mặt mũi. Không được, ta nếu không đưa nàng đạo này kỳ diệu chi môn phá mất, cũng là có lại nhiều chiêu số, đều không có cách nào đưa nàng đánh bại. La Quân trong lòng cũng là nổi nóng, liên tục mấy chiêu ngoan chiêu đều bị Ngưng Mâu lấy chúng diệu chi môn nhẹ nhõm tránh đi. Ngay sau đó, La Quân lập tức lần nữa thi triển ra hám thiên ấn tới. Hắn hỗn độn chi khí vô cùng cường đại, liên tục thi triển nhiều như thế lợi hại chiêu số, tinh thần lực lại là y nguyên liên tục không ngừng. Lần này bản sự, khi thật là khiến người ta thán phục. Đối mặt La Quân hám thiên ấn, Ngưng Mâu lại là không làm hắn nghĩ. Không phải nàng không có bản khác sự tình chống cự, mà chính là chúng diệu chi môn chính là thoải mái nhất. Ngưng Mâu cũng hoàn toàn cảm nhận được La Quân cổ quái, gia hỏa này, bây giờ thì có bản lãnh như vậy. Nếu là không nhanh chóng diệt trừ, đợi một thời gian, tất thành họa lớn trong lòng. Ngay tại Ngưng Mâu chúng diệu chi môn đi ra trong nháy mắt, La Quân lập tức tế ra huyết ma hạt giống. Một sát na này, huyết ma hạt giống tiểu thế giới đem chúng diệu chi môn bao phủ lại. Cái kia chúng diệu chi môn liền xuất hiện tại cái kia Tân Hải thành phố quán ba giữa đường mặt. Tuy nhiên quán ba trên đường đã là một mảnh tàn phá, nhưng chúng diệu chi môn đứng sừng sững ở trên đường, lại là rước lấy chung quanh người đi đường ghé mắt. Cái kia trên đường, còn thật nhiều xe cảnh sát sắp hiện ra trận phong tỏa. Bên trong thế giới nhỏ kia cũng là một cái thế giới, đang diễn ra nhân quả phồn hoa. Mà La Quân là sống sờ sờ đem chúng diệu chi môn phong tại bên trong tiểu thế giới. Lẽ nào lại như vậy? Ngưng Mâu trong mắt phát lạnh, liền muốn đem chúng diệu chi môn điều ra tới. La Quân lập tức cảm giác đến chúng diệu chi môn đang biến hóa, lại muốn đem chính mình tiểu thế giới thôn phệ, diễn biến thành thuộc về chúng diệu chi môn tiểu thế giới. La Quân suy nghĩ thôi động, cấp tốc đem tiểu thế giới diễn sinh. Bên trong thế giới nhỏ kia, liền gặp chúng diệu chi môn thần tốc di động, lập tức xuất hiện tại trên đường cao tốc, lập tức xuất hiện tại trong hải dương, lập tức lại xuất hiện tại Yến Kinh, sau cùng lại xuất hiện tại Los Angeles. Nhưng mặc kệ chúng diệu chi môn như thế nào di động, La Quân đều gắt gao đem chúng diệu chi môn vây ở bên trong tiểu thế giới. Nói đến, cái này cũng nhờ có La Quân thế giới quan rất lớn. Nếu như hắn tư duy theo không kịp chúng diệu chi môn biến hóa, vài phút liền để chúng diệu chi môn trốn tới. Cái này phong tỏa ngăn cản chúng diệu chi môn, La Quân hám thiên ấn cũng lập tức đem Ngưng Mâu vồ bắt trên tay. Muốn chết, Ngưng Mâu cảm nhận được hám thiên ấn bên trong ẩn chứa tinh thần cùng lực lượng, nàng tại gấp trong lúc cấp bách, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Con rối pháp thân. La Quân sững sờ, hắn cảm giác được mình đã dùng hám thiên ấn giết chết Ngưng Mâu. Có thể sự thực là, Ngưng Mâu đã chạy đi. Lập tức, La Quân cũng liền minh bạch, chính mình giết chết là nhất tôn con rối pháp thân. Tại nguyên bắt đầu thánh điển bên trong, Ngưng Mâu có 100 tôn con rối pháp thân. Vừa rồi tại trong nguy cấp, Ngưng Mâu trực tiếp vận chuyển một đạo con rối pháp thân đi ra. Người cái này ti tiện phàm nhân, người hoàn toàn đem bản tôn chọc giận. Ngưng Mâu giận không kềm được, nàng mỹ lệ khuôn mặt đã phẫn nộ đến vặn vẹo trạng thái. Người đi chết đi, La Quân không chút khách khí, tiếp lấy thì xông lên, lại một chiêu hám thiên ấn chảo nhiếp tới. Liên tục mấy lần đại chiêu cấp cho, La Quân tinh thần rốt cục cảm nhận được mỏi mệt. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà lại giờ phút này, niềm tin của hắn càng thêm bạo dạp. Cái kia Ngân Y Hậu ở một bên nhìn xa xa, trong lòng hắn phát lạnh, thầm nghĩ, gia hỏa này, hoàn toàn bằng vào thân thể, thế mà có thể có dạng này lực lượng, thật sự là khủng bố. Đối mặt hám thiên ấn, lần này Ngưng Mâu cũng không có lại dùng con rối pháp thân. Chỉ gặp nàng lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn mang tăng vọt, sau đó, trong tay nàng xuất hiện một ngụm trường kiếm màu xanh. Cái này trường kiếm sắc bén cùng cực, đột nhiên xuất hiện, liền dẫn dậy một mảnh thanh mang. Bàn hoàng kiếm, Ngân Y Hậu thấy thế không khỏi hãi nhiên thất sắc. Ngưng Mâu trong tay bàn hoàng kiếm đột nhiên chém ra một đạo kiếm quang tới. Đạo kiếm quang này lượn vòng mà ra, trong nháy mắt liền đem La Quân hám thiên ấn chảm thành phấn vụn. Sau đó, đạo kiếm quang này thiểm điện chém tới La Quân. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Ngân Y Hậu đồng thời minh bạch một việc. Cái kia chính là La Quân sở dĩ có thể cùng Ngưng Mâu chiến lâu như vậy, cũng không phải là bởi vì La Quân thật có thể chống lại Ngưng Mâu. Mà chính là Ngưng Mâu một mực không có dưới tránh thức sát thủ, nàng thủy chung là muốn bắt sống La Quân.
Bàn hoàng kiếm đạo kiếm quang này cũng có thể nói thành là thực chất hình kiếm khí. Đạo kiếm khí này tốc độ nhanh đến không gì sánh được tốc độ. Mà lại sức mạnh công kích là càng đáng sợ. La Quân căn bản cũng không kịp thi triển ra hắn chiêu thức, mà lại, nhìn hết thảy chiêu thức đều ngăn cản không đạo kiếm khí này. Kiếm khí này quá sắc bén, bất luận cái gì tinh thần lực lượng, còn có lực lượng nguyên tố đều ngăn cản không. La Quân mắt thấy là phải chết bởi bàn hoàng kiếm dưới, trong nguy cơ, La Quân đem cái kia huyết ma hạt giống chúng rượu chi môn thả ra. Sau đó, hắn lấy huyết ma hạt giống đem đạo kiếm khí này bao phủ đi vào. Răng rắc một tiếng. Tốc độ quá nhanh, La Quân không kịp hoàn thiện tiểu thế giới, kiếm khí này đã xông phá huyết ma hạt giống tiểu thế giới, hướng phía hắn chạm giết tới. La Quân không khỏi hãi nhiên thất sắc, trong nguy cơ, hắn liều mạng ngưng tụ ra hàn băng hộ cháo đi ra. Kiếm khí một đường thế như trẻ tre, đem La Quân hàn băng hộ cháo cấp tốc đánh nát. La Quân thiểm điện lui lại, đồng thời không ngừng trên không trung ngưng tụ ra hàn băng trụ tới. Kiếm khí kia tựa như là tàu phá băng một dạng, một đường bẻ gãy nghiền nát rảo giết đi qua. La Quân trong lòng hãi nhiên, kiếm khí này, thật sự là biến thái đến giận sôi cấp độ. Trong lòng hắn đập mạnh, bất đắc dĩ bên trong, liền đem giới tu di bên trong phược long bao tay mang theo trên tay. La Quân tiếp tục lui lại, tiếp tục ngưng tụ hàn băng trụ triệt tiêu kiếm khí. Sau cùng chờ kiếm khí kia lực lượng rốt cục bị suy yếu về sau, hắn bạo giống một tiếng, đột nhiên nhấn một ngón tay, một chỉ điểm tại sống kiếm bên trên. Kiếm khí này cũng là thực chất một đạo kiếm thể, La Quân xuất thủ cực nhanh, một chút liền điểm chúng muốn hại. Trong một chớp mắt, một tiếng thanh thúy kiếm minh chi tiếng vang lên. La Quân một chỉ này chăm chú hắn thiên huyền chỉ kính, mạnh mẽ hình xoắn ốc điện lưu liền đánh vào đến kiếm thể bên trong qua. Đồng thời, La Quân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn mà đến, ngón tay hắn phát đau dữ dội. Ngay sau đó, La Quân lại nhất quyền đánh vào trên thân kiếm. Oanh một tiếng, kiếm kia thể mãnh liệt chấn động một tiếng, đồng phát ra kịch liệt kiếm minh thanh âm. La Quân rốt cục phát hiện kiếm này người yếu điểm, kiếm thể đối hết thảy năng lượng vật chất lực sát thương quá mạnh. Cũng có thể lý giải trở thành, kiếm này thể chính là thượng cổ bàn hoàng bội kiếm, kiếm này có bàn hoàng tinh thần, cho nên nó tinh thần trạng thái là vô địch. Bất luận cái gì vật chất năng lượng đều bị nó tinh thần chỗ tan rã. Mà La Quân quyền lực cũng không phải là thuần túy phương diện tinh thần, đây là thuần túy vật thể công kích. Mà lại, La Quân quyền lực bên trong còn ẩn chứa nội gia quyền bên trong đối sự vật tan rã cùng nghiền nát lực lượng. Nội gia quyền gì huyền diệu, cách sơn đả nghiêu, ma sát kình, xuất bi kình, băng kính đều là thiên biến vạn hóa. Phá, ngay vào lúc này, La Quân hét lớn một tiếng, tiếp lấy song tay nắm lấy kiếm thể, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem kiếm thể vỡ nát. Vì hóa giải bàn hoàng kiếm cái này một đạo kiếm khí, La Quân xem như trong chết sống tạm bợ, làm ra tất cả vốn liếng. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bàn hoàng kiếm phát ra một đạo kiếm khí mà thôi. La Quân lúc này cũng không dám lại coi thường ngưng mâu. Cái kia ngân y hậu ở một bên cũng là âm thầm sợ hãi, cái này bàn hoàng kiếm chính là thiên hạ thánh khí, uy lực thật sự là bẻ gãy nghiền nát a. Tiểu tặc, người tốt nhất hiện tại thúc thủ chịu trói. Nếu không lời nói, dưới một đạo kiếm khí cũng không phải là ngươi có khả năng hóa giải. Bản tôn khuyên ngươi không muốn sai lầm, ngưng mâu lạnh giọng quát. La Quân lại không đáp lời, hắn đột nhiên cắn răng một cái, vung tay lên, lần nữa thi triển ra một chiêu thiên lôi quyền ấn oanh sát hướng ngưng mâu. Sau đó, La Quân thi triển ra thiên lôi quyền ấn về sau, quay người nhanh chóng bỏ chạy. Hắn biết, chính mình lúc đầu muốn cùng ngưng mâu ganh đua cao thấp ý nghĩ quá ngây thơ. Vì kế hoạch hôm nay cũng là nhanh lên đào tẩu, nhất định muốn tìm ra khắc chế bản hoàng kiếm biện pháp, nếu không tuyệt đối không muốn theo ngưng mâu có bất kỳ giao phong. Đáng giận, ngưng mâu nháy mắt liền gặp La Quân đã trốn ra ngoài ngàn mét. Nàng không khỏi thẹn quá hóa giận, cái này La Quân, cũng là cược định chính mình không muốn giết hắn, cho nên mới lớn mật như thế làm bậy. La Quân mấy lần để giáo thần nhận khuất nhục, giáo thần bây giờ đáng giận nhất thì là La Quân. Nếu như thì như vậy giết La Quân, cái kia là tuyệt đối khó tiêu giáo thần mối hận trong lòng. Lúc này, ngưng mâu thu hồi bàn hoàng kiếm. Tiếp theo, nàng liền khống chế chúng rượu chi môn đuổi theo. La Quân vừa chạy ra một khoảng cách, phía trước chúng rượu chi môn xuất hiện. La Quân liền biết muốn hỏng việc, hắn hiện tại huyết ma hạt giống đã bị bàn hoàng kiếm kiếm khí gây thương tích, không thể sử dụng. Hắn lúc này cầm chúng rượu chi môn ép căn bản không hề biện pháp. La Quân thừa dịp ngưng mâu từ chúng rượu chi môn bên trong vừa mới đi ra,
hắn liền hướng xuống giới bay đi. Hiện tại là không thể giảng quy củ. La Quân ý nghĩ cũng là đến trong đám người qua, cái này Ngưng Mâu coi như lại bá đạo, nhưng cũng cần phải không dám ở Thiên Lăng trong thành lung tung giết người. Tốt nhất cái này nha lung tung giết người, sau cùng đem Thiên Lăng lão tổ gây ra. Ngưng Mâu thấy một lần La Quân hướng phía dưới bỏ chạy, nàng lập tức liền biết La Quân gia hỏa này lại là đầy mình ý nghĩ xấu. Đây là muốn kẻ gây tai họa. Ngưng Mâu khổ vì không muốn giết La Quân, nàng lúc này liên tục thi triển chúng diệu chi môn. Nhưng mỗi lần mới từ trong môn đi ra, La Quân liền cải biến phương hướng. Chỉ một lúc sau, La Quân cũng đã đáp xuống Thiên Lăng trong thành. Lúc này, La Quân nơi đó còn quản Thiên Lăng thành cái gì quy củ. Hắn trực tiếp chạy đến một nhà cửa hàng bên trong. Ánh nắng tươi sáng, hôm nay Thiên Lăng thành khí trời rất không tệ. Trời xanh mây trắng, trời trong gió nhẹ. La Quân vừa vào trong cửa hàng này bên trong chính là bán y phục. Bên trong có mấy cái khách hàng, còn có lão bản chính đang nhiệt tình làm ăn. La Quân vừa tiến đến, Ngưng Mâu ở phía sau thì cùng theo vào. La Quân hướng phía trước nhảy lên, sau đó hai tay liền lôi kéo ra nguyên tố chi lực tới. Hắn đem đại bộ phận y phục vải vóc kéo xuống không trung. Nhất thời, trong cửa hàng che khuất bầu trời. Sau đó, La Quân đem cửa hàng kia vách tường đánh nát, người cũng lập tức liền thoát ra ngoài. Cái kia trong cửa hàng trong một chớp mắt bụi đất tung bay, một đoàn loạn ma. Cái này quả nhiên là người ngã ngựa đổ. La Quân xuyên qua cửa hàng, đi thẳng đến sát vách trên đường. Cái kia Ngưng Mâu vừa vặn đuổi theo, La Quân hướng phía Ngưng Mâu cũng là một cái thiên lôi quyền ấn. Một tiếng ầm vang, thiên lôi quyền ấn tụ tập dòng nước lũ cuồn cuộn, thì như thần long thoát ra, lôi đình nhấp nhô, khủng bố cùng cực. Ngưng Mâu lập tức tế ra chúng diệu chi môn tới. Sau đó, Ngưng Mâu liền biến mất ở trong cửa. Cái kia thiên lôi quyền ấn đánh giết Ngưng Mâu đánh giết cái khoảng không, lập tức liền đem đằng sau phòng ốc ầm ầm phá hủy. Lần này uy lực, so cao bạo đạn đều lợi hại hơn. Lại là bụi đất tung bay, người ngã ngựa đổ. Trong một chớp mắt, trong không khí chính là bụi mù cuồn cuộn. Lần này, hiển nhiên là La Quân cố tình làm. Mà lại, một chiêu này tại cái này phố xá sầm uất bên trong đánh ra, nhất định là tội nghiệt vô số, muốn ngộ thương không ít vô tội. Nhưng La Quân không có khác biện pháp, nếu như hắn không đem cục diện quấy đục. Lần này nếu như bị Ngưng Mâu bắt đi, cái kia thì không còn có xoay người cơ hội. Ngày này Lăng Thành quy củ xâm nghiêm, dưới mắt liền muốn đem quy củ hoàn toàn đánh vỡ, để tràng diện càng loạn càng tốt. Như thế mới tốt đục nước béo cò, tìm ra một đường sinh cơ. Không thể không nói, La Quân tư duy là chuyển rất nhanh. Cuồn cuộn trong cho bụi nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, còn có hỗn loạn thanh âm. Hoàn hảo không chút tổn hại cửa hàng bên trong, các thương nhân, những khách nhân cũng đều chạy đến. Hiện trường hoàn toàn đại loạn, La Quân lập tức liền tại mảnh này loạn chiều bên trong chui vào đi vào. Những khách nhân kia, rất nhiều đều là có bản lĩnh ác ôn cùng lão ma. Bọn họ bị đè ép khó chịu, chính là trực tiếp xuất thủ đánh người. Kể từ đó, hiện trường liền càng thêm loạn. La Quân thừa dịp cái này loạn tướng, cấp tốc vận dụng ra thái cực hoạt kính. Hắn tựa như là hoạt bất lưu thu cá trạch một dạng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lên đường. Lúc này, Ngưng Mâu cũng là bất đắc dĩ. Nàng hiện tại biện pháp duy nhất cũng là trực tiếp thi triển đại pháp thuật đem người ở đây toàn bộ xử lý. Có thể cái này là không thể nào, hiện trường bên trong còn có không ít lão ma cùng cao thủ đâu, người chơi như vậy, người ta khẳng định phải phản kháng. Mà lại, giết nhiều như vậy người vô tội, bên trong không thiếu thương nhân các loại, đây là vi phạm Thiên Lăng lão tổ quy củ. Đến lúc đó Thiên Lăng lão tổ cũng yếu vấn trách. Và lại, Ngưng Mâu trong thân thể còn có giáo thần nguyên thần tồn tại. Nói cách khác Ngưng Mâu là đại biểu giáo thần là từ bi, thần thánh. Ngay trước nhiều người như vậy mặt lạm sát kẻ vô tội, chuyện này truyền đi, cái kia nàng cũng không cách nào từ tròn nói. Bất quá, Ngưng Mâu lập tức liền bay đến không trung, chăm chú nhìn tình huống hiện trường. Đồng thời cũng lấy thần linh chiếu rõ hư không, nàng phải thừa dịp lấy La Quân trốn tới một cái chớp mắt, chặn đường đi lên. Lúc này, Ngưng Mâu tuyệt đối là đối La Quân càng thêm hận đến nghiến răng. Thật nghĩ một kiếm đem giết tính toán. Sau một hồi khá lâu, Ngưng Mâu tại thần linh bên trong chợt thấy La Quân phi tốc chạy đi. Ngưng Mâu ánh mắt phát lạnh, lập tức theo sau. Nàng lần này không có tùy tiện ra tay, nàng nghĩ đến chờ La Quân hơi đến trống trải địa phương sau đó lại ra tay. Có thể một lát nữa, Ngưng Mâu ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Nàng cấp tốc hạ giới,
đem cái kia chạy trốn La Quân vồ bắt lên. Cái này dưới lập tức thì thấy rõ ràng, người này nơi đó là La Quân A. Căn bản chính là một cái nam tử xa lạ mặc La Quân y phục mà thôi. Rất lợi hại hiển nhiên, ngưng mâu lại lên La Quân khi. Cái này nam tử xa lạ là bị La Quân lấy hỗn độn chi khí khống chế lại mà thôi. La Quân thiết trí tinh thần ý niệm, cũng là để người này nhanh chóng chạy trốn. Ngưng mâu trong mắt bắn ra vô cùng hàn ý tới, đáng chết. Nàng răng ngà thầm cắm, trong mắt đẹp thẳng muốn phun ra lửa. La Quân lập lại chiêu cũ, cũng không phải ngưng mâu đần độn mắc lừa. Mà là tại loại kia tình huống khẩn cấp dưới, người tư duy căn bản sẽ không suy nghĩ việc khác tình, trực tiếp liền sẽ đuổi theo. Đây là một cái tư duy theo quán tính. Tựa như là tại nhiệm vụ bất khả thi đệ tứ bộ bên trong, Jason cùng xe cùng một chỗ rơi trong nước, phía trên có thật nhiều đặc công vây quét. Jason đem một bộ xác chết đẩy đi ra, đám kia đặc công lập tức hướng xác chết cái sàng đồng dạng bắn phá xuống dưới. Mà Jason cùng đồng bọn lập tức thừa cơ đào tẩu. Về sau đồng bọn hỏi Jason, ngươi vì sao lại nhận định bọn họ sẽ lên khi? Jason trả lời là, ta cho rằng bọn họ cái gì cũng không biết nghĩ. Liền lấy La Quân cùng ngưng mâu đổi chỗ mà xử, nếu như hắn là muốn giết chết Thả Vĩnh Long dạng này cừu nhân. Lo lắng ở trên không nhìn lấy, đột nhiên trông thấy Thả Vĩnh Long trốn tới, nơi đó sẽ nghĩ tới hội sẽ không mắc lừa đâu. Trực tiếp thì đuổi theo giết A. Ngưng mâu rất nhanh liền rời đi hiện trường, nàng và Ngân Y Hậu hợp thành hợp lại cùng nhau. Ngân Y Hậu một mực đang trên không nhìn lấy hiện trường, hắn lúc này cũng chỉ có thể bồi tiếp cẩn thận. Ngưng mâu hỏi Ngân Y Hậu, nói, có thể hay không lập tức tra ra tiểu tặc này hạ lạc. Ngân Y Hậu nói ra, cái này ta muốn đi hỏi một chút Phúc Bá. Ngưng mâu gật đầu, nói ra, bản tôn cùng đi với ngươi. Ngân Y Hậu nói ra, thế nhưng là thần tôn, ta tạo hóa ngọc toa. Hắn tạo hóa ngọc toa nhận vĩnh hằng thương tổn, đây là hắn đau lòng nhất sự tình a. Mà lại, đây cũng là tai bay vạ gió, hắn là đến giúp đỡ ngưng mâu bắt La Quân a. Cho nên cái này tổn thất, khẳng định là muốn tìm ngưng mâu để đền bù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngưng mâu lạnh lùng mắt nhìn Ngân Y Hậu, Ngân Y Hậu không khỏi dùng mình. Bất quá lập tức, ngưng mâu liền nói, chờ bắt lấy tiểu tặc kia về sau. Bản tôn sẽ đem ngươi tạo hóa ngọc toa chữa trị, đồng thời đem vô cực kiếm quang hoàn thiện đi vào, mặt khác cho ngươi thêm một đầu thanh long tác. Nhưng là, tại bắt đến tiểu tặc kia trước đó, ngươi không cần theo bản tôn sách bất kỳ yêu cầu gì, hiểu không? Ngân Y Hậu đại hỉ, nói ra, tốt, ta biết. Sau đó, Ngân Y Hậu liền cùng ngưng mâu tiến về thần cơ diệu doanh phân bộ qua tìm Phúc Bá. Thần cơ diệu doanh trong tiệm cầm đồ, Ngân Y Hậu cùng ngưng mâu rất nhanh liền nhìn thấy Phúc Bá. Ngân Y Hậu lập tức muốn Phúc Bá tra ra La Quân vị trí đến, Phúc Bá đối vị thiếu chủ này người yêu cầu tự nhiên là nói gì nghe nấy. Chỉ một lúc sau, Phúc Bá thì tra ra La Quân vị trí chỗ ở. Sau đó, ngưng mâu cùng Ngân Y Hậu lập tức truy sát tới. Như vậy La Quân giờ phút này người ở chỗ nào đâu? La Quân cũng không thoát khỏi Thiên Lăng Thành, đại ẩn ẩn tại thành thị, đạo lý này hắn là hiểu. Hiện tại hắn nếu như chạy trốn tới Hoang Sơn Dã Lĩnh, đó mới thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay đây. Chí ít ở trên trời Lăng Thành bên trong, còn có thể dựa vào dòng người loạn triều tới làm lần thứ hai chạy trốn. La Quân trốn một nhà lữ điếm bên trong, hắn trong phòng rơi vào trầm tư. Giờ phút này, hắn chỉ là thô sơ giản lược đi xem dưới Duẫn Nhi cùng Lan Si. Duẫn Nhi cùng Lan Si tại trong chữ vật giới chỉ ngược lại là một mực an ổn, cũng không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Bất quá Duẫn Nhi rất là lo lắng La Quân tình cảnh, cũng lo lắng Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua an nguy. La Quân trầm giọng nói với Duẫn Nhi, trước mắt mà nói, Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua sẽ không có nguy hiểm. Chỉ cần ta không bị bắt được, cái kia giáo thần không đến mức đối bọn hắn hạ sát thủ. Duẫn Nhi lo lắng vô cùng, nói ra, vậy chúng ta phải làm gì? Đa Luân Tư đại ca cùng Phi Kê Lua tiên sinh đều phản bội giáo thần đối bọn hắn nhất định là hận thấu xương. Chúng ta có biện pháp nào qua cứu bọn họ nha? La Quân không muốn để cho Duẫn Nhi lo lắng, hắn y nguyên biểu hiện rất bình tĩnh, nói ra, ta tự có biện pháp, người chiếu cố thật tốt Lan Si, hắn hết thảy giao cho ta. La Quân luôn luôn cho Duẫn Nhi rất bình phục định cảm giác, tại Duẫn Nhi tâm lý, La Quân cơ hồ là không gì làm không được. Cho nên giờ phút này La Quân nói như thế chắc chắn, Duẫn Nhi cũng liền hơi hơi yên tâm. Sau đó, Duẫn Nhi tiếp tục tiến trong chữ vật giới chỉ chiếu cố Lan Si.
La Quân trấn an được Duẫn Nhi, trong lòng hắn lại là phi thường bất an. Hắn ý thức được cái kia Ngân Y Hậu là cái rất lợi hại nhân vật mấu chốt. Giáo thần vốn là vô pháp tìm tới chính mình đám người này. Nhưng là cái kia Ngân Y Hậu xuất hiện về sau, giáo thần lại vô cùng tinh chuẩn giết tới. Dưới mắt chính mình tuy nhiên tạm thời đào thoát, nhưng chỉ sợ đối phương rất nhanh liền có thể tìm tới. Càng đáng sợ là, giáo thần thế mà liền Lan Si tồn tại đều biết. Đây là thật không thể tin sự tình. Lan Si từ đầu tới đuôi đều không có cho hấp thụ ánh sáng qua, vì cái gì cái kia Ngân Y Hậu có thể đem đây hết thảy tình báo đều có thể thăm dò được rõ ràng. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, không được, ta không thể lấy thường nhân tư duy đến muốn chuyện này. Tại chủ thế giới bên trong, Trình Kiến Hoa như thế người đều có thể thôi toán thiên cơ. Mà dưới mắt cái này mê thất đại lục bên trong, lực lượng nguyên tố thịnh hành, các phương thần thông nhân vật đều có. Như vậy cái kia Ngân Y thanh niên nhất định là dựa vào một loại nào đó pháp khí đến thôi toán thiên cơ. Cho nên, cái này Ngân Y thanh niên có thể biết mình phương vị, cũng có thể biết Lan Si tồn tại. La Quân trong lòng cuồng loạn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy mình chẳng phải là không thể trốn đi đâu được sao? Nơi này cũng không an toàn. La Quân bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị từ chỗ cửa sổ đào tẩu thời điểm. Bên ngoài một đạo quang hoa hiện lên. Tiếp theo, một đạo kiếm quang hướng La Quân bổ tới. La Quân lui lại một bước, tránh đi đạo kiếm quang này. La Quân là thật giật mình, hắn còn tưởng rằng đạo kiếm quang này là bàn hoàng kiếm phát ra. Chờ tránh đi sau mới phát hiện, kiếm quang này chính là phổ thông kiếm quang. Nhưng lúc này, từ chỗ cửa sổ cũng bay thẳng tiến đến hai người. Hai người kia theo thứ tự là đẹp như tiên nữ, lạnh lùng như băng Ngưng Mâu, còn có cái kia Ngân Y Hậu. Ngưng Mâu trong mắt hiện ra hàn quang sát ý, nàng lạnh lùng nhìn lấy La Quân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tiểu tặc, bản tôn kiên nhẫn là có hạn. Ngươi như lại dám phản kháng, liền lập tức giết ngươi. Nàng câu nói này nói tuyệt đối không là đơn thuần uy. La Quân nhất thời cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, quanh thân cũng đi theo phát lạnh. Cái này là tuyệt đối sinh tử một đường, hắn hiểu được, giáo thần đã tức giận. Nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình lần nữa đào thoát, nếu như dưới mắt chính mình phản kháng, nàng hội thật hạ tử thủ. Cái kia bàn hoàng kiếm lợi hại, La Quân là kiến thức đến. La Quân biết, nếu như mình lúc này lần nữa phản kháng, như vậy Ngưng Mâu tuyệt đối sẽ phát động bàn hoàng kiếm để cho mình chết không táng sinh chi địa. La Quân lúc này, thật một cử động cũng không dám. Cái kia Ngân Y Hậu ở một bên lạnh lùng nhìn lấy La Quân, hắn nhưng là không có chút nào đồng tình La Quân. Hắn hiện tại liền muốn Ngưng Mâu nhanh lên bắt lấy La Quân, sau đó để cho Ngưng Mâu giúp hắn chữa trị tạo hóa ngọc toa, cũng cường hóa tạo hóa ngọc toa. Lúc này Ngân Y Hậu đối với nữ nhân đều không thế nào tưởng niệm. Tựa như là một cái xe yêu như mạng nam nhân, xe hỏng chờ lấy sửa chữa tốt cảm giác. La Quân ánh mắt gắt gao nhìn về phía Ngưng Mâu, hắn nói ra, cho dù ta không phản kháng, tốt nhất vẫn là chịu lấy chỉ ngươi tra tấn mà chết. Đã như vậy, vậy ta còn không như chết ngay bây giờ trong tay ngươi, như thế cũng là thống khoái. Ngưng Mâu ánh mắt phát lạnh, nói ra, đó là nói sau, bản tôn cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, 3 tiếng về sau, ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, liền muốn ngươi mạng chó. Một tiếng này mạng chó quả thực nhói nhói La Quân tâm. Hắn tại chủ thế giới đã có đầy đủ biệt khuất, không nghĩ tới đến cái này mê thất đại lục, lại để cho bị cái này giáo thần sống sờ sờ bức tử. Có thể mình tại cái này mê thất đại lục bên trong ép căn bản không hề trợ thủ, dưới mắt đến cái này tình trạng, trừ chết không khác đường. Thật chẳng lẽ đã đến một bước này, chính mình vận khí tốt phải dùng ánh sáng sao? La Quân tâm lý quá rõ ràng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều người nào phí công. Dưới mắt lấy chính mình tu vi đối mặt Ngưng Mâu bàn hoàng kiếm, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Ngay vào lúc này, Ngưng Mâu nói, 1, 2. Không được, ta không thể cứ như vậy chết, có lẽ chờ một chút hội có cơ hội, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. La Quân một sát na này vãi cả linh hồn, hắn lập tức nói ra, tốt, ta thúc thủ chịu trói. Sau khi nói xong, hắn giơ hai tay lên, khoanh chân ngồi xuống qua. Ngưng Mâu trong mắt sát ý lúc này mới thu liễm lại qua, sau đó, nàng hướng La Quân nhấn một ngón tay. Lập tức, thanh long tác bay ra, trực tiếp đem La Quân rắn rắn chắc chắc trói lại. La Quân chính là không thể động đậy, hắn lập tức liền cảm giác ra cái này thanh long tác phi diệu, thanh long tác trên người có nhỏ bé gai ngược.
càng giãy giụa, thanh long tác càng chặt, mà lại gai ngược cũng sẽ sinh trưởng, hướng phía trong thịt đâm vào. Cái này thanh long tác cũng không tính là đặc biệt cường đại pháp khí, nếu như La Quân Tại chưa bị trói trước đó có chủ tâm chống cự. Như vậy thanh long tác là không làm gì được La Quân. Nhưng bây giờ, La Quân đã bị trói ở, như vậy La Quân thì lại khó có cơ hội đào tẩu. Thanh long tác một khi đem người tác ở, cái kia chính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể tránh ra. La Quân ý thức được điểm này về sau, không khỏi khóe miệng đắng chát. Cái này tuyệt đối là chơi lớn, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, chính mình xem như đem giáo thần đắc tội thảm. Cái này giáo thần là hận không thể nhổ chính mình ra, uống chính mình máu. Hiện tại tốt, đại gia hỏa toàn bộ rơi vào trong tay nàng. Cái này tiếp xuống vận mệnh, La Quân đều không dám tưởng tượng. Ngân Y Hậu gặp La Quân bị bắt, hắn trong mắt lóe lên vui mừng, lập tức đập Ngưng Mâu mông ngựa, nói ra, thần tôn uy vũ. Ngưng Mâu nhạt lạnh mắt nhìn Ngân Y Hậu, theo rồi nói ra, người đem hắn chữ vật giới chỉ lấy xuống. Ngân Y Hậu theo lời, lập tức đến đây lấy La Quân chữ vật giới chỉ. Cũng bao quát hắn giới tu di, toàn bộ cùng nhau vơ vét qua. La Quân cái này xem như không một xu dính túi. Nhưng hắn căn bản liền không thể nào phản kháng. Ngưng Mâu tiếp nhận chữ vật giới chỉ cùng giới tu di, sau đó tay run một cái. Duẫn Nhi cùng Lan Si liền bị vứt ra. Duẫn Nhi vừa ra tới liền nhìn thấy giữa sân lần này tình huống, nàng trông thấy La Quân bị bắt, không khỏi khuôn mặt trắng bệch. Lan Si ngược lại tốt, tiểu gia hỏa này hiện tại lớn lên lớn hơn một chút, chẳng phải giống một con chó. Bất quá, vẫn là một mặt chó xù khí chất, láp đầu lưỡi đi hướng Ngưng Mâu lấy lòng. Ta dựa vào. Cái này Lan Si để La Quân cùng Duẫn Nhi đều cảm thấy im lặng. Quá không thiết tháo. Mà Ngưng Mâu cũng vô cùng không hữu hảo, cười lạnh một tiếng, trực tiếp thì bóp lấy Lan Si cổ. Lan Si lập tức oa oa kêu to lên. Buông ra nó, Duẫn Nhi thấy thế không khỏi đau lòng, nàng không lo được hắn, trong mắt phát lạnh, dưới chân đạp một cái, hung mãnh cùng cực nhất quyền công sát hướng Ngưng Mâu vị trí hiểm yếu. Ngân Y Hậu thấy thế không khỏi cười ha ha một tiếng. Hắn cấp tốc hướng phía Duẫn Nhi nhấn một ngón tay, lại là đem Duẫn Nhi dùng đại băng đống thuật định trụ. Sau đó, Ngân Y Hậu một thanh nắm ở Duẫn Nhi vòng eo, đồng thời trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Thảo, La Quân nhất thời muốn rách cả mí mắt, Duẫn Nhi là hắn nữ nhân a. Cái này Ngân Y Hậu ngay trước hắn mặt khinh bạc Duẫn Nhi, đối với La Quân tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn vô cùng nhục nhã a. Người buông nàng ra, La Quân bạo giống một tiếng. Ha ha. Ngân Y Hậu gặp La Quân kích động như vậy, hắn lại càng thêm hưng phấn. Hắn lập tức nói với Ngưng Mâu, thần tôn, tiểu tặc này tựa hồ phá lệ để ý nữ tử này. Đã thần tôn ngài như thế căm hận tiểu tặc này, không bằng ngài đem nữ tử này ban cho ta, ta đến để cho nàng làm tiểu thiếp. Cũng coi là cho ngài chút cơn giận. Có thể, Ngưng Mâu trong mắt lóe lên trả thù khoái ý. Nàng vốn là không có chút rung động nào người, nhưng lại tại đối mặt La Quân lúc xuất hiện nhân loại mới có cảm xúc. Nàng rất tình nguyện trông thấy La Quân như vậy nổi giận. Cái này khiến nàng trong lòng ác khí tiết ra, để cho nàng cảm thấy vô cùng thống khoái. Ha ha, Ngân Y Hậu cười ha ha. Duẫn Nhi nhất thời hốc mắt đỏ, nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Có thể giờ phút này, nàng lại không thể nhúc nhích. La Quân càng là khuất nhục tới cực điểm, thống khổ tuyệt vọng tâm tình đã tột đỉnh. Hắn tại thời khắc này hối hận, nếu như có thể lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định muốn cá chết rách lưới. Quyết không thỏa hiệp. Hắn đánh giá quá cao giáo thần đức hạnh. Thần tôn, La Quân huyết hồng hai mắt, đẫm máu và nước mắt nhìn về phía Ngưng Mâu, hắn nói ra, ta biết ta tội đáng chết vạn lần, ta trừng phạt đúng tội. Nhưng là, ta cầu ngươi, không nên làm khó Duẫn Nhi. Chỉ cần ngươi chịu thả nàng, sau này ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. La đại ca, Duẫn Nhi nhìn thấy La Quân như vậy thái độ khiêm nhường cầu khẩn, nàng nhất thời tan nát cõi lòng muốn tuyệt, La đại ca. Ngươi không yêu cầu nàng, ta có thể đi chết, nhưng là, Duẫn Nhi không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Duẫn Nhi từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Đây hết thảy tựa như là một trận khuất nhục luân hồi. Mặc kệ La Quân cố gắng thế nào, làm sao qua liều mạng, nhưng trên đầu của hắn mãi mãi cũng có một tòa núi lớn chân áp hắn. Vô luận hắn làm thế nào đều bị chân áp ở bên dưới mặt. Thả Vĩnh Long như là, Trần Thiên Nhai như là, Trần Diệc Hàn như là, Giáo Thần như là. Thiên mệnh giả, La Quân tại thời khắc này không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi. Nếu là thiên mệnh giả vận mệnh thủy chung cũng là như thế, vậy ta còn muốn làm cái này thiên mệnh giả làm gì? Chỉ là đáng tiếc,
mặc kệ La Quân nghĩ như thế nào. Thiên đạo là ở chỗ này lạnh lùng nhìn lấy hắn, thiên đạo không lại bởi vì bất luận cái gì hoan hỉ, buồn lo hoặc là phẫn nộ đến chuyển di nó ý chí. Bởi vì cái gọi là, thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão. Thực cũng liền giống, người trông thấy trong phòng tràn đầy con kiến, hắn chỉ sẽ nghĩ tới làm sao đem con kiến toàn bộ lấy đi hoặc là giết chết. Nhưng tuyệt sẽ không đi cân nhắc con kiến tình cảm nhu cầu hoặc là ân oán các loại. Càng sẽ không chú ý tới có một con kiến tại hướng hắn kêu gào vận mệnh bất công. Ngưng Mâu càng sẽ không qua thương hại La Quân cùng Duẫn Nhi, nàng đem Lan Si thu vào chữ vật giới chỉ bên trong nhốt lại. Nàng chữ vật giới chỉ tự nhiên là có thể hô hấp. Mà lại bên trong còn có bắt giữ phạm nhân nhà giam, cái kia Đa Luân Tư cùng Phê Kê Lua cũng là bị giam ở bên trong. Ngưng Mâu đối Duẫn Nhi cười lạnh một tiếng, nói ra, người đạo hắn là đau lòng ngươi. Bất quá là nam nhân tôn nghiêm quấy phá thôi, hắn có thể nhịn thụ ngươi chết, nhưng không thể chịu đựng ngươi bị người vũ nhục. Bởi vì ngươi là hắn nữ nhân, là hắn làm nam nhân sau cùng tuyến cùng tôn nghiêm. Ngưng Mâu nói đến đây đón đến, lại mặt hướng La Quân, nói ra, ngươi nói ngươi nguyện ý phục tùng tại bản tôn. Thật có lỗi, bản tôn không biết có gì cần làm phiền đến ngươi. Ngươi đối với bản tôn tới nói, duy nhất cũng là nhìn thấy ngươi thống khổ, dạng này sẽ để cho bản tôn cảm thấy một chút khoái ý. Lúc này Ngưng Mâu, phải nói là giáo thần, nàng lộ ra cực băng lãnh vô tình. Nàng tuy nhiên có thủ đoạn thông thiên, nhưng nàng một dạng là một người. Có nhân tính tự tư cùng lãnh khốc. Đại khái, thánh nhân mãi mãi cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết cùng truyện ký bên trong đi. Cũng hoặc là, thánh nhân cũng là nhân loại tưởng tượng ra tới. La Quân nhìn Duẫn Nhi liếc một chút, Duẫn Nhi cũng nhìn về phía La Quân. La Quân nói không ra bất kỳ lời nói đến, hắn bị thanh long tác trói lại, hắn chỉ cần quằn quại, thống khổ lập tức tăng lên. Ngân Y Hậu. Ngươi không là ưa thích nữ nhân này sao? Ngay ở chỗ này, ngươi còn khách khí làm gì? Ngưng Mâu theo rồi nói ra. Ngân Y Hậu không khỏi ngốc ngẩn ngơ. La Quân càng là như bị sét đánh. Lời này lại là xuất từ giáo thần miệng, cái này cao cao tại thượng nữ nhân, ngoan độc bị ổi đứng lên, quả nhiên là làm cho người giận sôi. Ngân Y Hậu lại là có chút xấu hổ, hắn tuy nhiên phong lưu, nhưng hắn không phải loại kia tiểu ma cà bông, cho nên hắn lập tức cự tuyệt Ngưng Mâu đề nghị. Thần tôn, ta vẫn là mang về lại hưởng dụng đi. Ngưng Mâu nói ra, ngươi như còn muốn bản tôn giúp ngươi đem tạo hóa ngọc toa chữa trị, tốt nhất lập tức liền chiếu bản tôn lời nói làm. Ngân Y Hậu cái này phiền muộn a. Hắn nhìn Ngưng Mâu liếc một chút, sau đó khẽ cắn môi, thầm nghĩ, tính toán, tuy nhiên lão tử cử động lần này xấu xí điểm. Nhưng là ngươi cái này đường đường thần tôn cũng coi là đầy đủ bị ổi. Chuyện này, cái này La Quân là chết chắc, đó chính là trời biết đất biết. Người biết ta biết. Suy nghĩ lại một chút, tại thần tôn dạng này trước mặt nữ nhân làm chuyện này, giống như cũng rất kích thích. Ngân Y Hậu nghĩ như thế, trong mắt cũng liền hiện lên hưng phấn quang mang. Hắn lập tức liền đến ôm lấy Duẫn Nhi, thượng hạ tay nâng tới. Dừng tay, La Quân thấy thế hai mắt huyết hồng, hắn bạo giận lên, lập tức mãnh liệt giãy giụa. Thanh long tác lập tức bắt đầu co vào, thế thì đâm lập tức sinh trưởng, hướng phía La Quân trong máu thịt hung hăng rảo qua. Phần này thống khổ là tuyệt đối không phải người. Suy nghĩ một chút, dùng cái vặn vít tại trong máu thịt rảo là tư vị gì? Giờ phút này, La Quân chính là cái này tư vị. Nhưng là La Quân không có lùi bước, nếu như, ta ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, nếu như ta muốn trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân bị người vũ nhục, như vậy, ta còn không bằng thì thống khổ như vậy chết đi. La Quân toàn thân cao thấp cũng bắt đầu tràn ra máu tươi đến, huyết nhục lăn lộn. Thanh âm hắn xé rách gầm thét, dạng này gào lên đau xót, dạng này giãy giụa khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, cũng rung động đến Ngân Y Hậu. Ngân Y Hậu lần thứ nhất nhìn thấy một người có thể tàn nhẫn đối với mình đến nước này. Tay hắn rốt cuộc duỗi không đi xuống, hắn có loại cảm giác, chính mình muốn tiếp tục làm tiếp. Như vậy trước mắt người này tương lai nếu như không chết, như vậy mình tuyệt đối là chọc thiên đại phiền toái. Và lại, dạng này hoàn cảnh dưới. La Quân dạng này tra tấn chính mình, Ngân Y Hậu cũng không phải biến thái, hắn như thế nào còn có thể tiến hành tiếp đâu. Ngân Y Hậu dừng tay. La Quân thấy thế, trong lòng của hắn bi phẫn giảm xuống, liền cũng liền đình chỉ giãy giụa. Mà tại lúc này, cái kia toàn tâm đau nhức liền càng thêm rõ ràng, hắn nhịn không được phát ra rên thanh âm. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, La Quân dưới thân rất nhanh liền hình thành vũng máu, hắn toàn thân đẫm máu, tựa như là một cái huyết nhân. Ngưng Mâu y nguyên mắt lạnh nhìn. Nàng nói với Ngân Y Hậu,
tại sao muốn dừng lại? Còn không tiếp tục. Ngân Y Hậu hít sâu một hơi, hắn đột nhiên nói ra, thần tôn, ta không thể lại tiếp tục. Vì cái gì? Ngưng Mâu hỏi. Ngân Y Hậu nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, ta tuy nhiên không phải người tốt, nhưng là luôn luôn đều coi trọng cái người tình ta nguyện. Huống chi, ta cảm thấy La Quân người này, liền xem như địch nhân, cái kia cũng đáng tôn kính địch nhân. Ta ngay thẳng nói với ngài đi, ta không thể tiếp tục nữa. Bởi vì ta sợ, chỉ cần La Quân một ngày không chết, ta thì sẽ biết sợ dạng này địch nhân. Nữ nhân ta rất nhiều, ta không cần thiết bởi vì một nữ nhân đến kết xuống dạng này một cái kẻ địch đáng sợ. Hắn sau khi nói xong, vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân, ngươi cũng nhìn thấy. Ta cũng không có thật đối nữ nhân ngươi như thế nào, cho nên, ta hy vọng một ngày kia ngươi liền xem như chạy đi, cũng không cần đem ta xem như là ngươi địch nhân. Như thế nào? La Quân nhìn về phía Ngân Y Hậu, hắn nhịn đau gật gật đầu, nói ra, được. Trò cười, Ngưng Mâu lạnh hừ một tiếng, nói ra, Ngân Y Hậu, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống được chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Ngân Y Hậu nói ra, mặc dù nhưng khả năng này rất nhỏ, nhưng gia gia của ta nói qua, vạn vật biến hóa, nhân lực là không thể ngăn cản. Chỉ cần hắn không chết, vậy liền đại biểu còn có biến hóa. Thế gian bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối. Ngưng Mâu nói ra, ngươi nói với bản tôn nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ bản tôn không vì ngươi chữa trị tạo hóa ngọc toa? Ngân Y Hậu nói ra, thần tôn, ta là mời ngài sợ ngài. Bất quá lúc trước, chúng ta điều kiện là bắt lấy La Quân. Bây giờ La Quân đã bắt lấy, ngài không có đạo lý muốn đổi ý, đúng không? Lại nói, tạo hóa ngọc toa cũng là bởi vì trợ giúp ngài mới nhận tổn hại. Ngươi không cần phải nói, hiện tại ngươi có thể đi, tạo hóa ngọc toa lưu lại. 3 ngày sau đó, trả lại ngươi hoàn chỉnh ngọc toa. Ngưng Mâu cắt ngang Ngân Y Hậu lời nói. Ngân Y Hậu trong mắt lóe lên vui mừng, hắn đem tạo hóa ngọc toa lấy ra. Cái kia tạo hóa ngọc toa phía trên che kín vết rách, cái này khiến Ngân Y Hậu chỉ là nhìn một chút đều đau lòng. Ngưng Mâu đem tạo hóa ngọc toa thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Ngân Y Hậu liền nói ra, tốt ha, thần tôn, vậy ta cáo từ. Bản tôn hy vọng, chuyện hôm nay... Ngươi không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên. Ngưng Mâu nói ra. Ngân Y Hậu gật gật đầu, nói ra, ta hiểu đạo lý này. Câu nói này trả lời rất lợi hại có thâm ý, kia chính là ta biết sự tình tính nghiêm trọng, ta hiểu đạo lý này, cho nên ngươi không cần lo lắng. Câu trả lời này để Ngưng Mâu cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, Ngân Y Hậu từ chỗ cửa sổ lăng không đứng vững rời đi. Về phần 3 ngày sau đó muốn làm sao tìm Ngưng Mâu, cái này tự nhiên không cần Ngân Y Hậu đến quan tâm. Ngân Y Hậu sau khi đi, La Quân cũng minh bạch một việc. Cái kia chính là, Ngưng Mâu thực căn bản là không có dự định thật làm cho Ngân Y Hậu đến khinh bạc Duẫn Nhi. Nàng bất quá chỉ là muốn thấy mình nhận tra tấn cùng thống khổ bộ dáng. Cho nên, tại chính thức nhìn thấy chính mình nhận hết thống khổ bộ dáng về sau. Ngưng Mâu không có khăng khăng để Ngân Y Hậu tiếp tục nữa. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đào thoát sao? Ngưng Mâu nhàn nhạt hỏi La Quân. La Quân toàn thân đều đau nhức, cái kia thanh long tác gai ngược còn rảo tại trong máu thịt. Nếu như không phải hắn thân thể cường đại vô cùng, loại này tra tấn cho ma pháp của hắn sư, chết sớm thấu. Lúc này, đối mặt Ngưng Mâu vấn đề, hắn chỉ là từ tốn nói, ta cho là ta có cơ hội đào thoát, mà lại một ngày kia, ta sẽ để cho ngươi trở thành ta tù nhân, ta sẽ còn để tại ta dưới hông. Tiểu tặc, Ngưng Mâu trong mắt thả ra hàn quang. Nàng đột nhiên đọc chú ngữ. Cái kia thanh long tác lập tức gai ngược lại lần nữa sinh trưởng. La Quân nhất thời đau nhức không thể cản. La đại ca, Duẫn Nhi thấy thế không khỏi kinh hô, nàng đau lòng tới cực điểm. Ngưng Mâu nói ra, tiểu tặc, ngươi mới vừa rồi còn tại chó vẩy đuôi mừng chủ, lúc này thì quên không miệng tiện. Cái này trong lữ điếm nam nhân phần lớn là, còn dám ngoài miệng phạm tiện, liền gọi những nam nhân này toàn bộ tới hầu hạ nữ nhân ngươi. La Quân đau đến quất thẳng tới khí lạnh, hắn cắn chặt hàm răng, không phát ra rên thanh âm tới. Còn tốt lúc này, thanh long tác đỉnh chỉ gai ngược sinh trưởng. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, quê nhà ta có câu chuyện xưa, gọi là này nhất thời vậy. Kia nhất thời vậy. Ngưng Mâu nói ra, bản tôn nhìn không ra mới vừa rồi cùng hiện tại, người tình cảnh có thay đổi gì. La Quân nói ra, có một cái biến hóa rất lớn, kia chính là ta nghĩ thoáng. Ta không hề e ngại tử vong, ngươi đơn giản không phải muốn dùng Duẫn Nhi đến đả kích ta. Ta xác thực quan tâm nàng, nhưng cũng là xác thực càng quan tâm ta tôn nghiêm.
bất quá, ngươi như lại làm như thế, ta đại không phải liền là chết. Sau khi ta chết, quản nó hồng thủy cuồn cuộn. Lời này La Quân liền nói rất lợi hại vô tình, không có cho thấy đối duẫn nhi tình nghĩa, hắn nói rất rõ ràng, kia chính là ta sau khi chết, quản ngươi đối duẫn nhi làm cái gì. Duẫn nhi tự nhiên hiểu lời này ý tứ, nhưng nàng không có quái La Quân. Trong nội tâm nàng là giải La Quân, biết La Quân nói bất luận cái gì lời nói đều là có mục đích tính. Bất quá duẫn nhi vẫn là làm ra chấn kinh thương tâm bộ dáng. Ngưng mâu thật sâu nhìn một chút La Quân. Ngươi vì cái gì không chịu giết ta? La Quân bỗng nhiên nói ra. Hắn câu này chất vấn để Ngưng mâu đều ngốc ngẩn ngơ. La Quân nhịn đau cười cười, nói ra, ngươi bây giờ duy nhất thắng ta cơ hội, cái kia chính là giết ta. Giết ta, ngươi mới có thể chân chính thắng. Bởi vì, chỉ cần ngươi không giết ta, ta thì nhất định có thể xoay người. Ngươi đã có nguyên thủy thánh điển, nên có thể suy đoán ra, ta chính là thiên mệnh giả. Cái gì gọi là thiên mệnh giả, vâng mệnh trời, thiên mệnh chỗ về. Cho nên, ta biết ma pháp, ngươi cũng không biết. Ta có hỗn độn chi khí, ngươi không có. Mà bây giờ, ngươi bất quá là ta một loại kiếp nạn, kiến nạn như vậy làm cho ta nâng cao một bước. Có thể ngươi tại thiên đạo ảnh hưởng dưới, lại vô luận như thế nào không có thể giết ta. Không thể giết ngươi, Ngưng Mâu trong mắt phát ra hàn quang, nói, ai nói bản tôn không thể giết ngươi. La Quân nói ra, vậy ngươi là sao không động thủ? Đây coi như là đối chọi gay gắt, mà lại là một loại khiến người ta phỏng đoán không thấu tranh phong tương đối. Tựa như là La Quân vội vàng cầu giống như chết. Ngưng Mâu hướng phía La Quân nhấn một ngón tay, theo nàng một chỉ điểm ra, bàn hoàng kiếm xuất hiện ở trong hư không. Cái này bàn hoàng kiếm trong nháy mắt liền đến La Quân nơi cổ họng. Nhưng là, bàn hoàng kiếm cũng không tiếp tục tiến lên trước một bước. Giờ này khắc này, La Quân sắc mặt chấn định vô cùng, hắn tử tốn nói, chỉ cần ngươi nhất động đọc, mệnh ta, ngươi. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Ngưng Mâu ánh mắt nhất thời phức tạp tới cực điểm. Lúc này, nàng xác thực là có thể giết La Quân. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng cũng là không muốn như thế giết La Quân. Thần nữ chính là cao cao tại thượng tồn tại, cho tới bây giờ đều là thụ vạn dân kính ngưỡng. Tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng cho tới bây giờ không ai dám đối thần nữ bất kính. Nhưng bây giờ, La Quân đem thần nữ từ thần đàn bên trên lôi kéo xuống. Đồng thời mấy lần để thần nữ nhận khuất nhục. Cho nên, giờ phút này thần nữ cũng chính là Ngưng Mâu, nàng đối La Quân là có phàm nhân căm hận. Hiện tại, Ngưng Mâu trưởng khống La Quân sinh tử. Nàng tuyệt đối không muốn cứ như vậy để La Quân chết đi. Cho dù là La Quân lần này ngôn ngữ bức bách, một kiếm kia lại là khó mà xuống dưới. Một kiếm, quá tiện nghi La Quân. Vì cái gì không giết ta? La Quân tiếp tục nói. Ngưng Mâu thu hồi bàn hoàng kiếm, nàng nhạt lạnh nói ra, ngươi sợ hãi ngươi hội nhận hết tra tấn, cho nên ngươi muốn cho bản tôn giết ngươi, liền để ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ lên ngươi coi. La Quân nói ra, ta nếu thật muốn chết, rất đơn giản, chỉ cần bạo phá ta trong óc quang não, như thế liền có thể hủy đi não vực. Không cần muốn tới kích ngươi giết ta. Hắn đón đến, nói ra, thực ta là nói một sự thật, cái kia chính là, thiên mệnh giả không hội dễ dàng chết như vậy. Ngươi thật chỉ là ta một trường kiếp nạn mà thôi. Thần tôn ở trên, ngươi là như thế học cứu thiên nhân người, vì cái gì không chịu dùng ngươi nguyên thủy thánh điển đến thôi diễn một phen. Ngưng Mâu trong mắt lóe lên một tia nổi nóng. Nói ra, muốn làm thế nào, bản tôn cần ngươi đến dạy. La Quân nói ra, thần tôn, ta trước đó đối ngươi nhiều có đắc tội, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Ta bất quá là muốn sống mà thôi. Bây giờ đã đến nước này, ngươi muốn báo thù cũng báo, ta cũng nhận hết tra tấn. Ngươi đã không nguyện ý giết ta, sao không đem ta cùng Đa Luân Tư bọn họ thả. Ngươi có thể đi thăm dò một chút, ta cùng Duẫn Nhi chính là đến từ chủ thế giới người, ngươi để cho chúng ta trở lại chủ thế giới. Chúng ta ân oán thanh toán xong, đến cái thiện duyên, ngươi nhìn có thể hay không? Ha ha, Ngưng Mâu giật mình khẽ giật mình, chợt cười to đứng lên. Nàng nói ra, nguyên lai nói như thế nửa ngày, ngươi lại là muốn bản tôn buông tha các ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi là tại nói chuyện viển vông sao? La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi nhất định muốn đem sự tình lấy tới không thể vãn hồi cấp độ sao? Ngươi chẳng lẽ không có thể thừa nhận ta xác thực có thể tính được ngươi địch nhân sao? Ngươi không giết ta, ta thì có đào tẩu cơ hội. Nếu ta chạy ra, ngày khác, người ta ở giữa thế tất trở thành thủy hỏa. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể như vậy buông xuống ân oán, ta cùng ta đồng bạn đều có thể rời đi mê thất đại lục.
chúng ta vĩnh viễn sẽ không tại Mê Thất Đại Lục xuất hiện, cái này ngươi có gì thương tổn? Vì cái gì ngươi liền không chịu buông xuống? La Quân đây là từng bước ép sát, muốn vì chính mình tranh thủ một tia sinh cơ. Ngưng Mâu nhìn chăm chú La Quân, nàng không nói một lời. La Quân thân thể tại thụ lấy vô tận quặn đau, nhưng trong lòng của hắn cũng đã bốc cháy lên hy vọng. Hắn mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Ngưng Mâu. Hắn cảm thấy, chính mình lần giải thích này cùng biện pháp giải quyết thật sự là hợp tình hợp lý. Đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng là rất nhanh, Ngưng Mâu trong mắt liền dần hiện ra một tia trào phúng, tiểu tặc, người bây giờ là bản tôn dưới thềm chi tù. Lại vọng tưởng bằng một phen lý do thoái thác để bản tôn thả ngươi một con đường sống. Ngươi không cảm thấy ngươi thật sự là quá ngây thơ sao? Nàng đón đến, nói ra, ngươi là thiên mệnh giả lại như thế nào? Ngươi là đến từ chủ thế giới lại như thế nào? Bản tôn ngược lại là càng phát ra có hứng thú, bản tôn liền muốn giữ lại ngươi, nhìn xem ngươi đến muốn thế nào từ bản tôn trong lòng bàn tay chạy đi. Bản tôn nếu là liền hàng phục ngươi tiểu tặc này lòng tin đều không có, cũng dám được người xưng một tiếng thần tôn. Ngươi thật coi bản tôn là cái kia ngân y hậu có thể so sánh với. La Quân tâm nhất thời lạnh xuống dưới. Hắn biết, chính mình lại phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Trước đó, ngân y hậu lui bước cho La Quân dũng khí. Nhưng là, ngân y hậu tuyệt đối là không thể cùng vị này thần tôn bằng được. La Quân tính toán sai chính là cường giả ngạo khí. Lúc trước La Quân đối mặt Thích Vĩnh Hổ lúc thì phạm như thế sai lầm, Thích Vĩnh Hổ dưới cơn nóng giận liền muốn giết người. Bây giờ, Ngưng Mâu cũng là như thế. Một cường giả, trong lòng sẽ không xảy ra ra e ngại, cũng không cho phép trong lòng sinh ra e ngại. Nếu như Ngưng Mâu bởi vì sợ La Quân tương lai sẽ trở thành họa lớn, từ đó lựa chọn thỏa hiệp, như vậy, một người như vậy lại làm sao có thể thu hoạch được to lớn như thế thành tựu đâu. La Quân triệt để tính toán sai cái này một gốc giả. Việc đã đến nước này, La Quân liền trầm mặc xuống dưới. Hắn đã không nói cho tốt. Trên thân bị Thanh Long Tác gai ngược thủy chung ôm lấy, hắn chịu đựng đau đớn, khống chế khí huyết chi lực, như thế mới không còn mất máu quá nhiều. Bất quá cũng may lúc này, Ngưng Mâu cũng không dự định tiếp tục tra tấn La Quân. Nàng tâm niệm nhất động, liền để Thanh Long Tác thu hồi sở hữu gai ngược. Thu hồi trong nháy mắt, thế thì đâm vào La Quân trong thân thể xé rách lấy lui lại, như vậy là một loại không phải người thống khổ. Loại thống khổ này tuyệt đối là làm cho người không rét mà run. Ngay sau đó, Ngưng Mâu lại đem La Quân nhốt vào trong chữ vật giới chỉ. Bị nhốt vào trong chớp mắt ấy là cái kỳ diệu thể nghiệm, chữ vật giới chỉ cửa vào có tia sáng chói mắt, một bước bước vào, liền tiến vào trong giới chỉ. La Quân tiến vào trong giới chỉ về sau, đứng trước cũng là một tòa đơn độc nhà tù. Cái này nhà tù bất quá 2 mét vuông, La Quân sau khi đi vào chỉ có thể ngồi. Hắn đang dưới trướng về sau, Thanh Long Tác một lần nữa đem hắn chói gô đứng lên. La Quân lúc đầu coi là sau khi đi vào còn có thể nhìn thấy Duẫn Nhi, Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra căn bản chính là vọng tưởng. Trong lao tù không có bất kỳ cái gì ánh sáng, một vùng tăm tối. La Quân khó chịu tới cực điểm, đây là sinh lý cùng trên tâm lý song trọng khó chịu. Thị giác bên trên, nơi này quá kiềm chế. Trong quân đội, bị nhốt phòng tối cũng là cái cực hình. La Quân cái này so nhốt phòng tối còn thảm. Mà trên tâm lý, La Quân nhìn không đến bất luận cái gì chạy đi hy vọng. Hô! La Quân thở một hơi thật dài đi ra, hắn cũng không có thật đang lúc tuyệt vọng. Nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Mặc kệ có bao nhiêu khó, đều muốn thử một lần. Lúc này, La Quân là không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn dò xét dưới bốn phía, liền cũng biết cái này chữ vật giới chỉ chế tạo vô cùng tinh diệu, bên trong cũng có huyền diệu trận pháp. Mình muốn đột phá ra ngoài. Vô cùng khó, coi như chạy ra giới chỉ, cũng trốn không thoát giáo thần lòng bàn tay. Mà trước lúc này, chính mình vẫn là muốn trước hết nghĩ, như thế nào giải quyết đầu này đáng giận Thanh Long Tác. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết mình thứ nhất muốn làm liền là trước tìm cho mình đến một con đường sống. Như thế mới có thể đàm cứu Duẫn Nhi các nàng. Dưới mắt, giáo thần đáp ứng trong vòng 3 ngày trợ giúp Ngân Y Hậu chữa trị tạo hóa ngọc toa. Nói cách khác, cái này trong vòng 3 ngày. Giáo thần không sẽ rời đi Thiên Lăng. La Quân sợ sẽ nhất là giáo thần rời đi Thiên Lăng, trở lại Thiên Nguyên Đế Quốc Thánh Giáo Đường. Đến Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Thánh Giáo Đường, vậy liền hoàn toàn là giáo thần địa bàn. Vậy mình là không có chút nào sinh lộ nha. La Quân đầu tiên cảm thụ dưới bốn phía tình huống,
khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn là. Cái này trong chữ vật giới chỉ, nguyên tố chi lực bị hoàn toàn ngăn cách. Cho nên, hắn cũng không có cách nào lấy thần linh chiếu rõ hư không, càng không có cách nào triệu tập nguyên tố chi lực đến liệu thương. Cái này giáo thần suy nghĩ rất là chu đáo, căn bản chính là không cho mình một tia chạy trốn cơ hội a. La Quân dưới mắt, duy nhất có thể trông cậy vào cũng là hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí nếu là huyền diệu nhất khí tức, hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Ngay sau đó, La Quân đem trong não vực hỗn độn chi khí đuổi ra một bộ phận. Bộ phận này hỗn độn chi khí trên không trung hình thành phiêu miểu nguyên thần. Lúc đầu hỗn độn chi khí tại có nguyên tố chi lực trong hư không, đó là có thể hình thành hư không nguyên thần. Bây giờ, cũng chính là chỉ có thể lấy cỗ khí tức này phương thức hình thành. Trên không trung, liền chỉ có một cỗ thanh khí tồn tại. Cỗ này thanh khí cùng La Quân não vực chặt chẽ tương liên, liền xem như bay ra ở ngoài ngàn dặm, La Quân đều có thể cảm nhận được hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí thì là La Quân con mắt. Lúc này, La Quân lấy hỗn độn chi khí vì pháp nhãn. Hỗn độn chi khí đầu tiên đứng trước khốn cảnh cũng là tòa này hắc ám nhà tù là bịt kín. Bất quá, cũng không có bịt kín đến hoàn toàn kín gió cấp độ. Bởi vì La Quân cũng là cần hô hấp mà. La Quân tìm một hồi, lập tức liền tìm tới một cái nho nhỏ thông gió lỗ. Sau đó, hỗn độn chi khí thì từ thông gió lỗ chậm rãi bay ra ngoài. Một màn này tràn ngập thần kỳ, tựa như là nhìn Tây Du Ký bên trong, cái kia tôn hầu tử hóa thành khói xanh bay ra. Bất quá lấy khoa học tới nói, thân thể là không thể nào tùy ý biến hóa, hoặc là hóa thành khói xanh. Nhưng La Quân cái này hỗn độn chi khí khác biệt, hỗn độn chi khí tương đương với mạnh đại tinh thần lực, cũng tương đương với nguyên thần. Vật này là không nhận thân thể trói buộc. Mà lại, giáo thần cũng xác thực không nghĩ tới La Quân còn có bản sự này. Bình thường ma pháp sư, liền xem như ma đạo sư cấp bậc, đều không có ngưng tụ nguyên thần bản sự. Bọn họ thần linh bên trong tinh thần lực rời đi não vực, nếu như không có nguyên tố chèo chống, chẳng mấy chốc sẽ phiêu tán. Có thể có được nguyên thần đại thần thông, đây không phải là tùy tiện có thể làm đến. Giáo thần biết La Quân người này cổ quái, nhưng nàng cũng biết, trong chữ vật giới chỉ không có nguyên tố chi lực. Dưới loại tình huống này, liền xem như nàng muốn tụ tập nguyên thần cũng có chút khó khăn. Cái này La Quân là không có đạo lý có bản sự này. Nhưng mà, hỗn độn chi khí đặc thù cũng là thể nghiệm ở chỗ này. La Quân rất lợi hại tự nhiên mà vậy để hỗn độn chi khí rời đi tòa này hắc ám nhà giam. Ra nhà giam, La Quân cảm thấy trong não vực nhất thời rộng mở trong sáng. Vậy bên ngoài lại là một tòa sâm nghiêm cung điện. Cung điện bốn phía hiện ra màu ngọc bạch, mặt đất bóng loáng như gương. Tại cung điện bên trái, có 10 tòa tiểu thái giám nhà tù. Đều là La Quân đợi loại này tiểu thái giám nhà tù, nhà giam đại môn đóng chặt. La Quân biết Duẫn Nhi, Đa Luân Tư, Phê Y Kê Lua còn có Lan Si bọn họ đều bị nhốt ở bên trong. Nhưng lúc này, La Quân cũng không có cách nào cứu bọn họ. Cho nên, hắn lựa chọn trước án binh bất động. La Quân tiếp tục lấy hỗn độn chi khí bốn phía quan sát tòa cung điện này. Giáo thần thân là thần giáo chi chủ, nàng trong chữ vật giới chỉ lại là một tòa cung điện. Tòa cung điện này kiến trúc vô cùng xinh đẹp, đều điện các ti, hành lang gấp khúc cùng đình đài chờ một chút đều là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa còn có đình viện, trong đình viện còn có liên hoa chỉ các loại. Trong đình viện có chuyên nghiệp ma pháp trận cung cấp chiếu sáng cùng chất dinh dưỡng chờ chút. Ở chỗ này, là cái rất không tệ nghỉ ngơi tràng sở. Có thể tưởng tượng, liền xem như đem giáo thần nhốt tại một cái phòng tối bên trong, nàng chỉ cần đi vào trong chữ vật giới chỉ, lập tức liền là một mảnh mới thiên địa. Loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu. Chữ vật giới chỉ là đem không gian sử dụng phát huy đến cực hạn. Không gian bên trong có quá nhiều huyền diệu tồn tại, liền xem như tại trong xã hội hiện đại, các khoa học gia cũng đang nghiên cứu trùng động khiêu dược. Trùng động khiêu dược liền là một loại cùng loại hư không xuyên toa tồn tại. Nếu như tại cực kỳ nhanh chóng độ bên trong, bắt được trùng động tần suất, có thể thực hiện mấy vạn dặm trong nháy mắt xuyên toa. Đây là chủ thế giới bên trong khoa học, cũng không phải là bất luận cái gì huyền huyễn. Chẳng qua trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn, còn không đạt được loại tốc độ này. Nhưng là, tại nước rất nhiều khoa huyễn đại phiến bên trong, trùng động khiêu dược sớm đã không phải là cái gì danh từ mới. Mà tại cái này mê thất đại lục bên trong, bởi vì nguyên tố chi lực có thể vận dụng. Cho nên chữ vật giới chỉ đạt được quảng bá, đối với không gian vận dụng, các ma pháp sư đã đạt đến cực hạn.
Bất quá loại này chữ vật giới chỉ một khi đến chủ thế giới bên trong, nơi đó không có nguyên tố chi lực chèo chống, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Trên thực tế, La Quân cẩn thận nghiên cứu chữ vật giới chỉ. Hắn cảm thấy rất khả năng, cái không gian này cũng không phải là tại trong giới chỉ, mà là có người dùng nguyên tố chi lực ở trong hư không đánh tạo thần bí không gian. Giới chỉ bất quá là một cánh cửa mà thôi. Cánh cửa này cũng là trùng động khiêu dược lý luật, trong nháy mắt thì đi vào bên trong không gian này. Về phần giới tu di cùng chữ vật giới chỉ tại trên bản chất lại có rất lớn khác biệt. Giới tu di lớn nhất đại không gian không cao hơn 10 mét vuông. Bên trong đồng dạng có tinh diệu trận pháp đến chèo chống không gian, mà lại chất liệu cũng rất đặc thù. Cho nên, giới tu di tại chủ thế giới bên trong, cái kia là tuyệt đối vật hi hãn. Thường nhân là nghĩ cũng không dám nghĩ đến chế tạo giới tu di. Lấy người hiện đại khoa học kỹ thuật tới nói, 10 mét vuông không gian cũng không phải là rất đại nạn đề. Mà chữ vật giới chỉ thì là có chút khoa trương, số 10 mét vuông bất quá là phổ thông giới chỉ. Giống giáo thần chữ vật giới chỉ, đã là nguyên một tòa cung điện. Tại chủ thế giới bên trong, trùng động khiêu dược, hư không xuyên toa bất quá là cái tưởng tượng. Có thể tại mê thất đại lục bên trong, bởi vì nguyên tố chi lực đầy trời khắp nơi đều có, cho nên La Quân cảm thấy chữ vật giới chỉ bất quá là một cánh cửa. Một cái trùng động chi môn. Nguyên tố chi lực trùng động khiêu dược xuyên toa nguyên lý hẳn là dạng này, tại ở ngoài ngàn dặm bưng có thủy nguyên tố, tại ở ngoài ngàn dặm bưng cũng có thủy nguyên tố. Hai cỗ thủy nguyên tố bị bắt đến giống nhau tần suất cùng nhảy vào tần suất, thế là tại cái kia một cái chớp mắt liền có thể từ đến. Đây cũng là trùng động khiêu dược một cái nguyên lý. Tại chủ thế giới cùng trong vũ trụ, cái này trùng động khiêu dược sở dĩ khó mà thực hiện, cái kia cũng là bởi vì hai cái giống nhau tần suất khó mà bắt. Bắt được về sau, tốc độ lại không đạt được, cho nên mới vô pháp thực hiện. Mà tại mê thất đại lục bên trong nhưng không có cái vấn đề khó khăn này. Như vậy, vì cái gì tại mê thất đại lục bên trong hội dễ dàng như vậy đâu? Trên thực tế, La Quân cũng hoài nghi qua mê thất đại lục tồn tại, hắn hoài nghi mê thất đại lục bát ngát như thế không gian, đến là trên địa cầu địa phương nào đâu. Địa cầu tồn tại, sớm đã là chủ thế giới nhân loại chung nhận thức. Như vậy, La Quân nghĩ, mê thất đại lục hẳn là tại thời không bên trên cùng chủ thế giới có chỗ khác biệt. Bình hành thế giới cái này lý luận cũng không phải La Quân nói ra. Có lẽ, mê thất đại lục là mùng 8 tháng 3 thế giới. Mà chủ thế giới lại là tại mùng 8 tháng 4 cái này tần suất đoạn trên đâu. Cả hai đồng hành, vĩnh không giao nhau. Không gian 3D tăng thêm thời gian chính là tứ duy không gian liền đem thời gian, không gian, vật thể toàn bộ lập thể đứng lên. Tựa như là tại trong tiệm sách, mùng 8 tháng 3 là một quyển sách, mùng 8 tháng 4 là một quyển sách, toàn bộ đều là lập thể. Mùng 8 tháng 3 là mê thất đại lục, mùng 8 tháng 4 là quy khư. Bất quá từ đầu đến cuối, mặc kệ thời gian làm sao quy hoạch quản lý, nhưng là thời gian đều là hướng phía trước đi. Cho nên, thời gian nhất định phải có một cái chính xác cùng chân thực thời gian. Cái kia chính là chủ thế giới. Lại nói một chuyện, người tại trong hiện thực nhiều khi đi qua một đoạn đường, cùng người nào đó nói chuyện đột nhiên thì sẽ cảm thấy, ta dựa vào, cảnh tượng này quá quen thuộc. Ở trong mơ giống như xuất hiện qua. Đây là mỗi người đều có kinh lịch, mà lại là rất lợi hại thường xuyên kinh lịch. Như vậy có hay không có thể giải thích vì, người ngủ về sau, tư tưởng liền không có như vậy tập trung. Linh hồn là từ vô số suy nghĩ cùng tin tức tổ thành. Lúc này, suy nghĩ cùng tin tức phiêu tán một bộ phận đến không trung. Mà không trung lại là trôi nổi vô số từ trường, tin tức, phần tử các loại. Người là có túc mệnh luận, số mệnh nếu là một đầu tuyến vây quanh một đời người, chỉ dẫn lấy người hướng phía trước đi. Lúc này, người trong giấc mộng, suy nghĩ tiếp xúc đến số mệnh tán gửi tin tức, thế là mới có cái kia cảm thấy giống như đã từng quen biết tràng cảnh. Còn có người hội tiếp xúc đến quan tâm người số mệnh tin tức, mộng thấy hắn ở nơi đó sẽ xảy ra chuyện, sau cùng người này thật xảy ra chuyện. Có lẽ đây mới thực sự là giác quan thứ 6 đi. Tại trong vũ trụ, có thể nói rõ tứ duy không gian, năm hạng không gian còn có một cái luận điệu. Cái kia chính là, thời gian không ngang nhau. Tại khoa huyễn điện ảnh tinh tế xuyên Việt bên trong, nam chính tại một cái tràn đầy đại hải tinh cầu hạ xuống hơn 4 giờ, về sau trở lại người thuyền lúc. Vị kia chờ đợi phi hành gia đã dần dần già đi, trọn vẹn lão 30 tuổi. Bọn họ vốn là tuổi không sai biệt lắm. Mà sau cùng, nam chính tại tận cùng vũ trụ, lại thông qua năm hạng không gian đem tin tức truyền lại cho trên địa cầu nữ nhi của hắn. Lại nói lúc này,
La Quân thông qua hỗn độn chi khí đã đem cả tòa cung điện toàn bộ tìm tòi rõ ràng. Trong cung điện có một tòa hạch tâm đại ma pháp trận, tòa này đại ma pháp trận có thể tự động hấp thu ngoại giới nguyên tố chi lực, sau đó tới chèo chống cung điện không gian. Nhưng là, nguyên tố chi lực thuộc về ma pháp trận nội bộ lưu thông. Phần ngoài cũng là bị thông thiên bảo tháp bao vây, cái này thông thiên bảo tháp cứng rắn vô cùng, ngoại lực rất khó xâm nhập. Càng là La Quân tại không có nguyên tố chi lực trợ giúp dưới, căn bản không có khả năng qua đột phá thông thiên bảo tháp. Không đột phá thông thiên bảo tháp, như vậy La Quân cũng liền vô pháp thu hoạch nguyên tố chi lực. Đây là một cái mâu thuẫn lẫn nhau địa phương, cũng là tòa cung điện này huyền diệu vị trí. Sau đó, La Quân lại thúc đẩy hỗn độn chi khí qua tìm kiếm ra miệng. Điều này càng làm cho La Quân cảm thấy tuyệt vọng, tòa cung điện này ra miệng, La Quân vô pháp tìm tới. Tựa như là đưa thân vào một tòa bên trong tiểu thế giới. Tại huyết ma hạt giống bên trong, La Quân đem ngũ hành âm dương chi khí hấp thu, tự nhiên mà vậy phá huyết ma hạt giống. Nhưng là tại bên trong tòa cung điện này, lại là căn bản không có ngũ hành âm dương chi khí. Cung điện này không là dựa vào ngũ hành âm dương chi khí mà chèo chống. Cung điện hạch tâm cũng là thông thiên bảo tháp bên trong ma pháp đại trận. Loại tình huống này để La Quân cảm thấy khắp nơi đều là khoai lang bỏng tay, vô pháp ra tay. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng tìm kiếm không ra như thế về sau. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ có đem hỗn độn chi khí thu hồi quang não bên trong. Vẫn là trước đem trên thân Thanh Long Tác nghĩ biện pháp giải quyết hết. La Quân biết mình cũng không thể trực tiếp tương Thanh Long Tác giải hết, không phải vậy lời nói, giáo thần phát giác được, ngay lập tức sẽ đem chính mình chế phục. Cái này bản thân liền là cái khó giải nan đề, nhưng La Quân lại không thể như vậy thúc thủ chịu trói. Nhất định muốn tìm ra một đường sinh cơ đến. Hít sâu một hơi về sau, La Quân không hề tùy tiện hành động, mà chính là lâm vào trầm tư. La Quân trọn vẹn trầm tư nửa giờ, sau nửa giờ, trong mắt của hắn thoáng hiện một sợi tinh quang. Sau đó, La Quân đem hỗn độn chi khí hoàn toàn xuyên vào đến Thanh Long Sori mặt. La Quân biết dạng này rất có thể để giáo thần phát giác được, bởi vì giáo thần cùng Thanh Long Tác là tâm ý tương thông. Nhưng La Quân nhất định phải muốn làm như thế, không phải vậy lời nói thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Hỗn độn chi khí xuyên vào Thanh Long Tác nội bộ về sau, lập tức minh bạch Thanh Long Tác kết cấu. Thanh Long Tác nội bộ không gian tựa như là một đầu cự long, bên trong gai ngược cũng là xanh long cốt thứ, cái này cốt thứ chiều dài 2 mét. Như thế xem ra, La Quân trước đó nếu như tiếp tục dày vò xuống dưới, loại này cốt thứ sinh trưởng xuống dưới, tuyệt đối có thể đem chính mình thân thể xuyên thủng, xoắn thành một đoàn loạn ma. Cái kia chính là tàn khốc nhất cực hình. Thanh Long Tác nội bộ còn có Thanh Long tinh hồn, cỗ này tinh hồn là đơn thuần ý thức thể, thụ giáo thần khống chế. La Quân lập tức liền thúc đẩy hỗn độn chi khí khống chế Thanh Long tinh hồn, cái kia tinh hồn ý thức thể bên trong có giáo thần ý niệm. Luyện hóa, La Quân cắn răng một cái, trực tiếp thúc đẩy mạnh đại hỗn độn chi khí đem luyện hóa. Cỗ này giáo thần ý niệm là cái đơn thuần kíp nổ, giáo thần là thông qua cỗ này kíp nổ đến khống chế Thanh Long Tác. Bây giờ, La Quân đem cái này kíp nổ luyện hóa, như vậy giáo thần thì không cách nào lại khống chế Thanh Long Tác. Thực La Quân còn không biết một việc, Thanh Long tinh hồn thụ giáo thần khống chế về sau, ngoại nhân là rất khó xâm nhập. Hẳn là nói là không thể nào xâm nhập. Có thể trách thì trách tại La Quân hỗn độn chi khí chính là hồng hoang sơ tích tối nguyên thủy lực lượng, cũng là tinh khiết nhất lực lượng, căn bản liền sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào chỗ bài xích. La Quân tự nhiên mà vậy liền đem cái này Thanh Long Tác phản khống chế lại. Thu, La Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này Thanh Long Tác lập tức liền đến trong tay hắn. Giờ phút này, La Quân tâm lý không khỏi lo lắng, hắn lo lắng giáo thần phát giác được biến hóa, sau đó tiến vào chế phục chính mình. Dù sao đã đến một bước này, La Quân cũng không lo được hắn. Hắn lắc đầu, đứng lên. Lúc này, La Quân trên thân máu me khắp người vẩy, y phục cũng thành huyết y, máu này làm về sau, liên miên ngạnh hóa, mặc lên người, cực kỳ khó chịu. Không đúng, La Quân tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này Thanh Long Tác cùng giáo thần chính là ý niệm tương thông, chính mình trước tiên phá hư kết cấu thời điểm, giáo thần nên phát giác được. Nhưng bây giờ qua 5 phút đồng hồ, giáo thần đều không có phản ứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng hiện tại không có thời gian thẳng chính mình. Vì sao lại không có thời gian thẳng chính mình? Nhất định là nàng gặp được phiền phức, nàng có thể gặp được đến phiền toái gì?
Lúc này La Quân là tâm niệm thay đổi thật nhanh, đầu chuyển đặc biệt nhanh. Sẽ có phiền toái gì? Là, chính mình cùng giáo thần ở trên trời lăng thành bên trong đánh nhau thời điểm, hủy không ít cửa hàng, giết không ít người. Đây là hỏng thiên lăng thành quy củ, lúc này, thiên lăng thành bên kia hẳn là kịp phản ứng. Cho nên, là thiên lăng lão tổ bên kia tìm đến giáo thần phiền phức. Coi như giáo thần nói đây không phải là nàng làm, như vậy thiên lăng lão tổ bên kia cũng sẽ để giáo thần đem chính mình giao ra. Nhưng giáo thần lòng dạ cao bao nhiêu, chắc chắn sẽ không để ý tới thiên lăng lão tổ người bên kia. Thế là, chiến đấu thì phát sinh. Như vậy lúc này, nếu như mình đoán không lầm, bên ngoài nhất định phát sinh chiến đấu kịch liệt. La Quân trong lòng mãnh liệt nhảy lên, hắn biết hắn lại có một đường sinh cơ. Cái này một đường sinh cơ có thể nói là một cái nhân quả quan hệ. Cái kia chính là, thiên lăng thành có ngày lăng thành quy củ. Chính mình trước đó đang chạy trốn thời điểm, cùng giáo thần cùng một chỗ làm hư quy củ. Người thiên lăng thành mấy trăm năm qua tuân thủ quy củ một khi bị đánh phá, thiên lăng thành cao nhân khẳng định là muốn truy cứu. Nhưng cái này truy cứu quá trình bên trong, chính mình thì có thời gian kém. Là nhân quả quan hệ, cũng là mình khí vận vị trí. Thời gian này kém, chính mình nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Không phải vậy liền có thể hội vạn kiếp bất phục. La Quân không dám trì hoãn, cho nên lập tức liền muốn phá vỡ cái này hắc ám nhà tù. Hắn vết thương chằng chịt, động một cái đều là xé rách đau nhức. Nhưng là La Quân không có cố kỵ, thân thể của mình cường tráng cực kỳ, chỉ cần có cơ hội tu dưỡng, rất nhanh liền có thể tốt. Hắn khẽ cắn môi, một chân đạp hướng nhà tù đại môn. Phanh một tiếng vang thật lớn, nhưng đại môn lại là không nhúc nhích tí nào. La Quân vết thương bị khẽ động, máu tươi lại cuồn cuộn chảy ra. Ngoá, không có khả năng a, này môn đến là cái gì làm, vì cái gì ta lực lượng đều không phá nổi. La Quân cảm thấy có chút khó tin. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền lấy hỗn độn chi khí qua tìm kiếm. Có thể nói, có thể tạo nên La Quân tại mê thất đại lục có thể có một phen thành tựu, lại không giống với thường nhân. Cái kia chính là cái này hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí làm hắn không có gì bất lợi. Cái này giống như là tại chủ thế giới bên trong, mà hoa đằng có được cái này một lợi khí, hắn đặt chân ở có thể sáng tạo vô số có thể giống nhau. Cũng giống là Trương Vô Kỵ có được cửu dương thần công. La Quân lập tức lợi dụng hỗn độn chi khí đi thăm dò nhìn này môn cấu tạo, rất nhanh, La Quân cũng cảm giác ra lòng đất cấu tạo bên trong, ma pháp trận thả ma pháp nguyên tố đến vững chắc cửa này. Ma pháp nguyên tố vẫn là tại nội bộ lưu thông, cho nên trong không khí không có ma pháp nguyên tố. Quả thực thật sự là tường đồng vách sắt. Nhưng này môn là muốn mở ra, môn có thể bị mở ra, vậy thì phải có khóa nhất định phải có lỗ khóa. La Quân đầu óc chuyển nhanh chóng. Ta qua, nếu như ta hỗn độn chi khí từ khóa vào trong lỗ đi vào, không phải tương đương với thông qua cái này con đường đi vào thông thiên bảo tháp nội bộ sao? La Quân không khỏi hưng phấn lên. Bất luận cái gì đều là tương sinh tương khắc. Tòa cung điện này bất luận cái gì thiết kế đều là kín không kẽ hở, giống như tường đồng vách sắt. Nhưng tòa cung điện này cuối cùng rồi sẽ vẫn là có không muốn người biết sơ hở. La Quân lập tức lấy hỗn độn chi khí từ trước đó đầu kia trong khe chui ra qua, sau đó, hỗn độn chi khí từ bên ngoài cửa trước nhìn. Môn kia lại là ván chưa sơn một khối, cũng không có bất kỳ cái gì lỗ khóa. La Quân không khỏi cảm thấy nhức cả trứng, làm sao lại không có khóa mắt. Hắn đầu óc nhất chuyển, là, này môn cũng không phải phổ thông môn. Là cảm ứng nguyên tố chi lực mà mở. Như vậy cái này cũng phải có cảm ứng khu. Khoa học kỹ thuật hiện đại dưới, như bức nữa đại môn, lại công nghệ cao, nhưng trên nguyên lý vẫn là khóa cửa nguyên lý. Không có khóa, môn không có khả năng tùy ý bị mở ra cùng quan bế. La Quân lập tức qua tìm cái này cảm ứng khu. Hắn liền muốn, như chính mình là giáo thần, hội làm sao tới mở ra cái cửa này. Đương nhiên là vươn tay ra, có thể áp vào vị trí. Quả nhiên, La Quân nhìn ngay lập tức đến trong môn phía trên, vừa lúc là đưa tay có thể tiếp xúc vị trí. Nơi này có một cái vô cùng nhỏ bé chỗ khác biệt, mắt thường là không nhìn thấy. Nhưng La Quân dùng hỗn độn chi khí thăm dò, liền có thể phát hiện cái này ở bên trong yếu kém. Hắn hỗn độn chi khí lập tức xông vào đi vào. Trong nháy mắt, nơi đó thì xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ bên trong cũng rất khéo léo, nguyên tố chi lực không thể đi ra, chỉ có thể đi vào. Đây là toàn bộ ma pháp trận thiết trí. Cũng có thể nói là, ma pháp trận là hút vào thức. Chỉ cần lỗ nhỏ bị mở ra,
lập tức tất cả mọi thứ đều hướng bên trong hút đi. La Quân hỗn độn chi khí cấp tốc cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực. Chấn hồn quy thần, mọi loại bất phi sở động. La Quân hỗn độn chi khí kém chút bị ma pháp trận hút đi, trong nguy cơ, hắn lập tức lấy nội gia quyền quyền lý đến chấn bình tĩnh tâm thần. Như thế một phen, hỗn độn chi khí mới tính ổn định. Nguyên tố chi lực vốn là không có cảm xúc, sở dĩ phải tùy ý các phương đại năng khống chế. Nhưng hỗn độn chi khí, đây chính là La Quân tư gia sản phẩm. Cho nên hắn cũng sẽ không để ma pháp trận hút đi. Ổn định hỗn độn chi khí về sau, La Quân lập tức trong nháy mắt thì chiếu rõ tứ phương. Lấy hỗn độn chi khí chiếu rõ tứ phương. Hỗn độn chi khí cùng cái này nội bộ nguyên tố chi lực toàn bộ câu thông cùng một chỗ, thế là sở hữu cấu tạo đều hiện lên hiện trong lòng hắn. Cái này nội bộ cấu tạo bốn phương thông suốt, rộng rãi sau khi lại tinh vi vô cùng. Dạng này một tòa ma pháp trận, thật là để La Quân thán phục. Đương nhiên, La Quân lúc này cũng không có thời gian thán phục. Hắn lập tức tham lam hấp thu nguyên tố chi lực. Tại trong lúc này bộ cấu tạo bên trong, hỗn độn chi khí đã ngưng tụ ra hư không nguyên thần. Tôn này hư không nguyên thần nhất quyền đem cửa đánh nổ. Nhất thời, sở hữu nguyên tố chi lực liền bắt đầu hướng ra ngoài tiết ra. Tựa như là lũ ống đạt được phóng thích, bạo phát. Giáo thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, La Quân có thể làm đến bước này. Cái này giống như là Thái Thượng Lão Quân đem Tôn Ngộ Không ném đến trong lò luyện đan qua luyện hóa. Sau cùng mẹ nó bị Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh, mà lại bị một chân đá ngã lăn lò luyện đan. La Quân hư không nguyên thần cấp tốc đem sở hữu nhà giam đại môn mở ra. Lúc này, Đa Luân Tư, Phê Y Kê Lua, Duẫn Nhi còn có Lan Si toàn bộ đều chạy ra nhà giam. Đa Luân Tư bọn người sau khi đi ra, lập tức liền tìm tới La Quân. La Quân nhà giam đại môn cũng là mở ra, bọn họ nhìn thấy La Quân lúc, liền gặp La Quân máu me khắp người, hình dáng vô cùng thê thảm. La Quân, Đa Luân Tư thấy thế hãi nhiên thất sắc. Duẫn Nhi đau lòng vô cùng tiến lên bắt lấy La Quân tay, hô, La đại ca. Lan Si thì là không hiểu ngốc ở một bên, cái này con rồng nhỏ hiện về tâm trí không được đầy đủ, cũng không cần trông cậy vào nó có thể cột lên gấp cái gì. Nó còn có cái không tốt mau bệnh, cũng là với ai đều có thể thân mật. Bất quá lần này, đang cùng giáo thần thân mật thời điểm, đó là đụng phải to lớn đả kích. Cho nên hiện tại, Lan Si cũng không quá sẽ cùng người xa lạ qua thân mật. Đây là có chuyện gì? Phê Y Kê Lua chấn định nhất, hắn nói ra, đây là giáo thần chữ vật giới chỉ, nơi này cung điện gọi là Vân Thiên Cung. Này Vân Thiên Cung danh xương tường đồng vách sắt, không người có thể phá. Nhưng bây giờ, ta lại có thể cảm giác được nguyên tố chi lực đang hướng ra ngoài mặt tiết lộ. La Quân liền nói ra, là ta làm, ta đang lấy nguyên thần phá hư thông thiên bảo tháp nội bộ ma pháp trận. Các ngươi lập tức qua tìm tới chúng ta chữ vật giới chỉ còn có giới tu di. Như thế mới tốt thừa cơ rút lui. Phê Y Kê luôn nói ra, tốt, chúng ta lập tức qua tìm. Hắn đón đến, lại kỳ quái nói, cái này Vân Thiên Cung cùng giáo thần cùng một nhịp thở, không có khả năng phát sinh lớn như vậy sự tình nàng đều không phát hiện. Chẳng lẽ là nàng gặp được phiền phức? La Quân nói ra, ta đoán cũng là như thế, cho nên mọi người nắm chặt một số. Chúng ta thừa cơ tốt lập tức đào tẩu, đây là duy nhất cơ hội. Phê Y Kê Lua ngay sau đó thì cùng Đa Luân Tư lập tức bốn phía đi tìm. Duẫn Nhi ở một bên chăm sóc La Quân, Lan Si dính sát Duẫn Nhi. La Quân không lo được hắn. Hắn một bên lấy hư không nguyên thần qua hướng thông thiên bảo tháp nội bộ trung ương. Một bên lại lấy quang não bên trong hỗn độn chi khí đến tụ tập nguyên tố chi lực, sau đó chữa trị trên thân thương tổn. La Quân đem thủy linh thuật cùng thánh quang thuật liên tục thi triển. Kể từ đó, hắn vết thương trên người khép lại tốc độ chính là kinh người. Mà lúc này, hư không nguyên thần đi vào thông thiên bảo tháp nội bộ. Cái kia rộng rãi ma pháp đại trận để La Quân nhìn trợn mắt hốc mồm. Tựa như là một cái cự đại nhà máy năng lượng nguyên tử. Ma pháp tư tư, tiếng sấm cổn đáng. Tại chính giữa địa phương, là một cái to lớn ao nước. Cái kia trong ao lại không phải phổ thông nước, mà chính là lôi trì. Bên trong toàn bộ là lôi điện chi lực. Ma pháp này trận chèo chống cũng là dựa vào cái này lôi trì cung cấp năng lượng. Cái này lôi trì để La Quân nhìn mà than thở, nghĩ không ra cái này mê thất đại lục bên trong, nhân lực lượng có thể đạt tới trình độ này. Lại có thể chính mình chế tạo ra một tòa lôi trì đi ra. Ta nhất định phải trưởng khống cái này tòa ma pháp trận, trưởng khống ma pháp trận, thì có thể khống chế người ra vào, cũng có thể tìm tới ra miệng. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh.
La Quân cũng biết, hắn cao thủ là tuyệt không thể nào khống chế ma pháp trận. Bởi vì ma pháp trận đến một lần lực lượng cường đại, thứ hai ma pháp trận là khắc lên giáo thần tinh thần lạc ấn. Hắn lực lượng căn bản dung nhập không tiến vào. Nhưng La Quân gia hỏa này hỗn độn chi khí, vậy đơn giản cũng là vạn năng chìa khóa a. Rất nhanh, La Quân liền để hư không nguyên thần trực tiếp trốn vào đến trong lôi trì. Lôi điện phồng lên, đùng đùng sao không dứt điện giật hư không nguyên thần. Nhưng là, những này lôi điện tiến vào hư không nguyên thần trong thân thể, hư không nguyên thần không có chút nào khó chịu cảm giác. Ngược lại giống như là bồi bổ một dạng, vô cùng thụ cho. Lôi trì là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Còn lại cao thủ, dù cho có nguyên thần một khi tiến vào lôi trì, lập tức bị lôi điện bổ đến hồn phi phách tán. La Quân lại một lần toàn thắng. Mà muốn đi vào ma pháp trận hạch tâm, vậy thì nhất định phải đi qua lôi trì. Giáo thần tòa này Vân Thiên Cung, đối với người ngoài tới nói, xác thực có thể tính được tuyệt đối tường đồng vách sắt. Sau đó, La Quân hư không nguyên thần tiến vào ma pháp trận hạch tâm. Cái kia nơi trọng yếu có một khỏa to lớn cực phẩm tinh thạch, khoảng chừng một quả bóng đá lớn nhỏ như vậy. La Quân cấp tốc để hư không nguyên thần đem cực phẩm tinh thạch lực lượng đồng hóa thành hắn hỗn độn chi khí. Trong tinh thạch có giáo thần tinh thần lạc ấn. Bất quá vẻn vẹn một cỗ lạc ấn, cái này không làm khó được La Quân. La Quân cấp tốc lấy hỗn độn chi khí xuyên vào, lại phóng xuất ra siêu mạnh mẽ thánh đạo trận cùng võ đạo tinh thần đến nghiền ép giáo thần tinh thần. Đây là một loại giao phong. Cần phải trải qua, giáo thần không có tự mình trình diện. Cho nên giáo thần lạc ấn đang giãy giụa sau một thời gian ngắn, liền bị La Quân hoàn toàn thuần phục. Như thế về sau, La Quân liền coi như là hoàn toàn trưởng khống tòa này Vân Thiên Cung. Mà lại, tại thuần phục giáo thần tinh thần lạc ấn một cái chớp mắt, La Quân có loại vô cùng cảm giác sảng khoái cảm giác, tựa như là đã đem giáo thần chinh phục tại dưới hông. Cỗ này giáo thần tinh thần lạc ấn cùng giáo thần bản thể ở giữa là có mãnh liệt liên hệ. Cái kia một cái chớp mắt, giáo thần đồng dạng có vô cùng cảm giác nhục nhã cảm giác. La Quân thậm chí đều cảm nhận được giáo thần phẫn nộ. Bất quá còn tốt, giáo thần từ đầu đến cuối không có tiến Vân Thiên Cung đến thu thập mình. Cái này khiến La Quân thở phào, đồng thời La Quân cũng không dám khinh thường, lại không dám trì hoãn. Lại tiếp tục trì hoãn, đó là muốn chết người. Sinh cơ đó là chớp mắt là qua a. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua lúc này lật khắp toàn bộ Vân Thiên Cung. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới giới tu di cùng bọn hắn chiếc nhẫn chữ vật kia. Nếu như tìm không thấy chữ vật giới chỉ, như vậy La Quân muốn mang theo mọi người như thế một đám người đào tẩu, vậy đơn giản thì là muốn chết cách làm. La Quân lập tức lấy thần linh chiếu rõ hư không, lấy chính mình hỗn độn chi khí tại Vân Thiên Cung bên trong tìm kiếm. La Quân trong lòng mãnh liệt nhảy lên, hắn biết hắn lại có một đường sinh cơ. Cái này một đường sinh cơ có thể nói là một cái nhân quả quan hệ. Cái kia chính là, Thiên Lăng Thành có ngày Lăng Thành quy củ. Chính mình trước đó đang chạy trốn thời điểm, cùng giáo thần cùng một chỗ làm hư quy củ. Người Thiên Lăng Thành mấy trăm năm qua tuân thủ quy củ một khi bị đánh phá, Thiên Lăng Thành cao nhân khẳng định là muốn truy cứu. Nhưng cái này truy cứu quá trình bên trong, chính mình thì có thời gian kém. Là nhân quả quan hệ, cũng là mình khí vận vị trí. Thời gian này kém, chính mình nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Không phải vậy liền có thể hội vạn kiếp bất phục. La Quân không dám trì hoãn, cho nên lập tức liền muốn phá vỡ cái này hắc ám nhà tù. Hắn vết thương chằng chịt, động một cái đều là xé rách đau nhức. Nhưng là La Quân không có cố kỵ, thân thể của mình cường tráng cực kỳ, chỉ cần có cơ hội tu dưỡng, rất nhanh liền có thể tốt. Hắn khẽ cắn môi, một chân đạp hướng nhà tù đại môn. Phanh một tiếng vang thật lớn, nhưng đại môn lại là không nhúc nhích tí nào. La Quân vết thương bị khẽ động, máu tươi lại cuồn cuộn chảy ra. Ngoá, không có khả năng a, này môn đến là cái gì làm, vì cái gì ta lực lượng đều không phá nổi. La Quân cảm thấy có chút khó tin. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền lấy hỗn độn chi khí qua tìm kiếm. Có thể nói, có thể tạo nên La Quân tại mê thất đại lục có thể có một phen thành tựu, lại không giống với thường nhân. Cái kia chính là cái này hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí làm hắn không có gì bất lợi. Cái này giống như là tại chủ thế giới bên trong, mà hoa đằng có được cái này một lợi khí, hắn đặt chân ở có thể sáng tạo vô số có thể giống nhau. Cũng giống là Trương Vô Kỵ có được cửu dương thần công. La Quân lập tức lợi dụng hỗn độn chi khí đi thăm dò nhìn này môn cấu tạo, rất nhanh, La Quân cũng cảm giác ra lòng đất cấu tạo bên trong,
ma pháp trận thả ma pháp nguyên tố đến vững chắc cửa này. Ma pháp nguyên tố vẫn là tại nội bộ lưu thông, cho nên trong không khí không có ma pháp nguyên tố. Quả thực thật sự là tường đồng vách sắt. Nhưng này môn là muốn mở ra, môn có thể bị mở ra, vậy thì phải có khóa nhất định phải có lỗ khóa. La Quân đầu óc chuyển nhanh chóng. Ta qua, nếu như ta hỗn độn chi khí từ khóa vào trong lỗ đi vào, không phải tương đương với thông qua cái này con đường đi vào thông thiên bảo tháp nội bộ sao? La Quân không khỏi hưng phấn lên. Bất luận cái gì đều là tương sinh tương khắc. Tòa cung điện này bất luận cái gì thiết kế đều là kín không kẽ hở, giống như tường đồng vách sắt. Nhưng tòa cung điện này cuối cùng rồi sẽ vẫn là có không muốn người biết sơ hở. La Quân lập tức lấy hỗn độn chi khí từ trước đó đầu kia trong khe chui ra qua, sau đó, hỗn độn chi khí từ bên ngoài cửa trước nhìn. Môn kia lại là ván chưa sơn một khối, cũng không có bất kỳ cái gì lỗ khóa. La Quân không khỏi cảm thấy nhức cả trứng, làm sao lại không có khóa mắt. Hắn đầu óc nhất chuyển, là, này môn cũng không phải phổ thông môn. Là cảm ứng nguyên tố chi lực mà mở. Như vậy cái này cũng phải có cảm ứng khu. Khoa học kỹ thuật hiện đại dưới, như bức nữa đại môn, lại công nghệ cao, nhưng trên nguyên lý vẫn là khóa cửa nguyên lý. Không có khóa, môn không có khả năng tùy ý bị mở ra cùng quan bế. La Quân lập tức qua tìm cái này cảm ứng khu. Hắn liền muốn, như chính mình là giáo thần, hội làm sao tới mở ra cái cửa này. Đương nhiên là vươn tay ra, có thể áp vào vị trí. Quả nhiên. La Quân nhìn ngay lập tức đến trong môn phía trên, vừa lúc là đưa tay có thể tiếp xúc vị trí. Nơi này có một cái vô cùng nhỏ bé chỗ khác biệt, mắt thường là không nhìn thấy. Nhưng La Quân dùng hỗn độn chi khí thăm dò, liền có thể phát hiện cái này ở bên trong yếu kém. Hắn hỗn độn chi khí lập tức xông vào đi vào. Trong nháy mắt, nơi đó thì xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ bên trong cũng rất khéo léo, nguyên tố chi lực không thể đi ra, chỉ có thể đi vào. Đây là toàn bộ ma pháp trận thiết trí. Cũng có thể nói là, ma pháp trận là hút vào thức. Chỉ cần lỗ nhỏ bị mở ra, lập tức tất cả mọi thứ đều hướng bên trong hút đi. La Quân hỗn độn chi khí cấp tốc cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực. Chấn hồn quy thần, mọi loại bất phi sở động. La Quân hỗn độn chi khí kém chút bị ma pháp trận hút đi. Trong nguy cơ, hắn lập tức lấy nội gia quyền lý đến chấn bình tĩnh tâm thần. Như thế một phen, hỗn độn chi khí mới tính ổn định. Nguyên tố chi lực vốn là không có cảm xúc, sở dĩ phải tùy ý các phương đại năng khống chế. Nhưng hỗn độn chi khí, đây chính là La Quân tư gia sản phẩm. Cho nên hắn cũng sẽ không để ma pháp trận hút đi. Ổn định hỗn độn chi khí về sau, La Quân lập tức trong nháy mắt thì chiếu rõ tứ phương. Lấy hỗn độn chi khí chiếu rõ tứ phương. Hỗn độn chi khí cùng cái này nội bộ nguyên tố chi lực toàn bộ câu thông cùng một chỗ, thế là sở hữu cấu tạo đều hiện lên hiện trong lòng hắn. Cái này nội bộ cấu tạo bốn phương thông suốt, rộng rãi sau khi lại tinh vi vô cùng. Dạng này một tòa ma pháp trận, thật là để La Quân thán phục. Đương nhiên, La Quân lúc này cũng không có thời gian thán phục. Hắn lập tức tham lam hấp thu nguyên tố chi lực. Tại trong lúc này bộ cấu tạo bên trong, hỗn độn chi khí đã ngưng tụ ra hư không nguyên thần. Tôn này hư không nguyên thần nhất quyền đem cửa đánh nổ. Nhất thời, sở hữu nguyên tố chi lực liền bắt đầu hướng ra ngoài tiết ra. Tựa như là lũ ống đạt được phóng thích, bạo phát. Giáo thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, La Quân có thể làm đến bước này. Cái này giống như là Thái Thượng Lão Quân đem Tôn Ngộ Không ném đến trong lò luyện đan qua luyện hóa. Sau cùng mẹ nó bị Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh, mà lại bị một chân đá ngã lăn lò luyện đan. La Quân hư không nguyên thần cấp tốc đem sở hữu nhà giam đại môn mở ra. Lúc này, Đa Luân Tư, Phê Y Kê Lua, Duẫn Nhi còn có Lan Si toàn bộ đều chạy ra nhà giam. Đa Luân Tư bọn người sau khi đi ra, lập tức liền tìm tới La Quân. La Quân nhà giam đại môn cũng là mở ra, bọn họ nhìn thấy La Quân lúc, liền gặp La Quân máu me khắp người, hình dáng vô cùng thê thảm. La Quân, Đa Luân Tư thấy thế hãi nhiên thất sắc. Duẫn Nhi đau lòng vô cùng tiến lên bắt lấy La Quân tay, hô, La đại ca. Lan Si thì là không hiểu ngốc ở một bên. Cái này con rồng nhỏ hiện về tâm trí không được đầy đủ, cũng không cần trông cậy vào nó có thể cột lên gấp cái gì. Nó còn có cái không tốt mau bệnh, cũng là với ai đều có thể thân mật. Bất quá lần này, đang cùng giáo thần thân mật thời điểm, đó là đụng phải to lớn đả kích. Cho nên hiện tại, Lan Si cũng không quá sẽ cùng người xa lạ qua thân mật. Đây là có chuyện gì?
Feike Lua chấn định nhất, hắn nói ra, đây là giáo thần chữ vật giới chỉ, nơi này cung điện gọi là Vân Thiên Cung. Này Vân Thiên Cung danh xương tường đồng vách sắt, không người có thể phá. Nhưng bây giờ, ta lại có thể cảm giác được nguyên tố chi lực đang hướng ra ngoài mặt tiết lộ. La Quân liền nói ra, là ta làm, ta đang lấy nguyên thần phá hư thông thiên bảo tháp nội bộ ma pháp trận. Các ngươi lập tức qua tìm tới chúng ta chữ vật giới chỉ còn có giới tu di. Như thế mới tốt thừa cơ rút lui. Feike luôn nói ra, tốt, chúng ta lập tức qua tìm. Hắn đón đến, lại kỳ quái nói, cái này Vân Thiên Cung cùng giáo thần cùng một nhịp thở, không có khả năng phát sinh lớn như vậy sự tình nàng đều không phát hiện. Chẳng lẽ là nàng gặp được phiền phức? La Quân nói ra, ta đoán cũng là như thế, cho nên mọi người nắm chặt một số. Chúng ta thừa cơ tốt lập tức đào tẩu, đây là duy nhất cơ hội. Feike Lua ngay sau đó thì cùng Đa Luân Tư lập tức bốn phía đi tìm. Xuân Nhi ở một bên chăm sóc La Quân, Lan Xi dính sát Xuân Nhi. La Quân không lo được hắn, hắn một bên lấy hư không nguyên thần qua hướng thông thiên bảo tháp nội bộ trung ương. Một bên lại lấy quang não bên trong hỗn độn chi khí đến tụ tập nguyên tố chi lực, sau đó chữa trị trên thân thương tổn. La Quân đem thủy linh thuật cùng thánh quang thuật liên tục thi triển. Kể từ đó, hắn vết thương trên người khép lại tốc độ chính là kinh người. Mà lúc này, hư không nguyên thần đi vào thông thiên bảo tháp nội bộ. Cái kia rộng rãi ma pháp đại trận để La Quân nhìn trợn mắt hốc mồm, tựa như là một cái cự đại nhà máy năng lượng nguyên tử. Ma pháp tư tư, tiếng sấm cổn đáng. Tại chính giữa địa phương, là một cái to lớn ao nước. Cái kia trong ao lại không phải phổ thông nước, mà chính là lôi trì. Bên trong toàn bộ là lôi điện chi lực. Ma pháp này trận chèo chống cũng là dựa vào cái này lôi trì cung cấp năng lượng. Cái này lôi trì để La Quân nhìn mà than thở, nghĩ không ra cái này mê thất đại lục bên trong, nhân lực lượng có thể đạt tới trình độ này. Lại có thể chính mình chế tạo ra một tòa lôi trì đi ra. Ta nhất định phải trưởng khống cái này tòa ma pháp trận, trưởng khống ma pháp trận, thì có thể khống chế người ra vào, cũng có thể tìm tới ra miệng. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. La Quân cũng biết. Hắn cao thủ là tuyệt không thể nào khống chế ma pháp trận. Bởi vì ma pháp trận đến một lần lực lượng cường đại, thứ hai ma pháp trận là khắc lên giáo thần tinh thần lạc ấn. Hắn lực lượng căn bản dung nhập không tiến vào. Nhưng La Quân gia hỏa này hỗn độn chi khí, vậy đơn giản cũng là vạn năng chìa khóa A. Rất nhanh, La Quân liền để hư không nguyên thần trực tiếp trốn vào đến trong lôi trì. Lôi điện phồng lên, đùng đùng sao không dứt điện giật hư không nguyên thần. Nhưng là... Những này lôi điện tiến vào hư không nguyên thần trong thân thể, hư không nguyên thần không có chút nào khó chịu cảm giác. Ngược lại giống như là bồi bổ một dạng, vô cùng thụ cho. Lôi trì là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Còn lại cao thủ, dù cho có nguyên thần một khi tiến vào lôi trì, lập tức bị lôi điện bổ đến hồn phi phách tán. La Quân lại một lần toàn thắng. Mà muốn đi vào ma pháp trận hạch tâm, vậy thì nhất định phải đi qua lôi trì. Giáo thần tòa này Vân Thiên Cung, đối với người ngoài tới nói, xác thực có thể tính được tuyệt đối tường đồng vách sắt. Sau đó, La Quân hư không nguyên thần tiến vào ma pháp trận hạch tâm. Cái kia nơi trọng yếu có một khỏa to lớn cực phẩm tinh thạch, khoảng chừng một quả bóng đá lớn nhỏ như vậy. La Quân cấp tốc để hư không nguyên thần đem cực phẩm tinh thạch lực lượng đồng hóa thành hắn hỗn độn chi khí. Trong tinh thạch có giáo thần tinh thần lạc ấn. Bất quá vẻn vẹn một cỗ lạc ấn. Cái này không làm khó được La Quân. La Quân cấp tốc lấy hỗn độn chi khí xuyên vào, lại phóng xuất ra siêu mạnh mẽ thánh đạo trận cùng võ đạo tinh thần đến nghiền ép giáo thần tinh thần. Đây là một loại giao phong. Cần phải trải qua, giáo thần không có tự mình trình diện. Cho nên giáo thần lạc ấn đang dẫy dụa sau một thời gian ngắn, liền bị La Quân hoàn toàn thuần phục. Như thế về sau, La Quân liền coi như là hoàn toàn trưởng khống tòa này Vân Thiên Cung. Mà lại... Tại thuần phục giáo thần tinh thần lạc ấn một cái chớp mắt, La Quân có loại vô cùng cảm giác sảng khoái cảm giác, tựa như là đã đem giáo thần chinh phục tại dưới hông. Cỗ này giáo thần tinh thần lạc ấn cùng giáo thần bản thể ở giữa là có mãnh liệt liên hệ. Cái kia một cái chớp mắt, giáo thần đồng dạng có vô cùng cảm giác nhục nhã cảm giác. La Quân thậm chí đều cảm nhận được giáo thần phẫn nộ. Bất quá còn tốt, giáo thần từ đầu đến cuối không có tiến Vân Thiên Cung đến thu thập mình. Cái này khiến La Quân thở phào, đồng thời La Quân cũng không dám khinh thường, lại không dám trì hoãn. Lại tiếp tục trì hoãn, đó là muốn chết người. Sinh cơ đó là chớp mắt là qua a. Đa Luân Tư cùng Phi Kê Lua lúc này lật khắp toàn bộ Vân Thiên Cung,
lại từ đầu đến cuối không có tìm tới giới tu di cùng bọn hắn chiếc nhẫn chữ vật kia. Nếu như tìm không thấy chữ vật giới chỉ, như vậy La Quân muốn mang theo mọi người như thế một đám người đào tẩu, vậy đơn giản thì là muốn chết cách làm. La Quân lập tức lấy thần linh chiếu rõ hư không, lấy chính mình hỗn độn chi khí tại Vân Thiên Cung bên trong tìm kiếm. Ngưng Mâu nhân vật bậc nào, hạng gì cao ngạo, há có thể bị Phiêu Tuyết nhỏ như vậy cô nàng một mà tiếp nhục mạ. Nàng cái này là động thật giận, trong nháy mắt đem cái kia bàn hoàng kiếm tế ra tới. Bàn hoàng kiếm vừa ra, nhất thời trong cả căn phòng đều là một mảnh hàn ý. Ngưng Mâu không chút nghĩ ngợi, chính là một kiếm hướng Phiêu Tuyết lăng không bổ tới. Nhất thời, một đạo bàn hoàng kiếm kiếm khí hướng phía Phiêu Tuyết thiểm điện chém tới. Phiêu Tuyết lạnh hừ một tiếng, nàng cũng lập tức đem tự thân pháp bảo sáu diễm liên đài tế ra tới. Phiêu Tuyết tuy nhiên tính khí rất thúi, nhưng cũng không ngốc, biết cái này bàn hoàng kiếm vô cùng lợi hại, cho nên trực tiếp cũng đem lợi hại nhất pháp bảo tế ra để ngăn cản. Sáu diễm liên đài tổng cộng là sáu mảnh hỏa diễm sắc liên diệp, ở giữa là liên đài. Như thế mới tạo thành sáu diễm liên đài. Cái này sáu diễm liên đài chính là Thiên Lăng lão tổ tại Minh Mông chết trong biển vô ý thu hoạch được, nghe nói sáu diễm liên đài mỗi một phiến liên diệp đều là một kiện thần binh lợi khí. Sau cùng bị đại thần thông giả tổ hợp luyện thành sáu diễm liên đài. Sáu diễm liên đài bản thân cũng là có đại thần thông giả tinh hồn lạc ấn, vô cùng cường đại. Phiêu Tuyết có thể một mực như thế tự ngạo, rất lớn trình độ cũng là ỷ vào cái này sáu diễm liên đài. Sáu diễm liên đài, sáu mảnh liên biện như ngọn lửa liền muốn bốc cháy lên. Cái kia bàn hoàng kiếm kiếm quang chém giết mà đến, liên biện điên cuồng xoay tròn. Kiếm quang trực tiếp chạm tại liên biện phía trên. Trong một chớp mắt, lộng lẫy tia lửa kích bắn ra. Phiêu Tuyết sắc mặt nghiêm túc, liên tiếp rời khỏi mấy bước. Như thế về sau, sáu diễm liên đài rốt cục đem bàn hoàng kiếm kiếm quang hóa giải. Bất quá lập tức, khi Phiêu Tuyết thấy rõ ràng sáu diễm liên đài lúc, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Bởi vì sáu diễm liên đài sáu mảnh liên biện bên trên có to lớn tổn hại. Có thể nói, cũng là cái này một đạo kiếm quang liền cơ bản đem sáu diễm liên đài cho hủy một nửa. Phiêu Tuyết không khỏi lửa giận công tâm, nói, ngươi cái này tiện thì, lại dám hủy ta liên đài, ta cùng ngươi liều. Nàng sau khi nói xong, liền đem sáu diễm liên đài nhất chỉ. Cái kia sáu diễm liên đài lập tức phát ra mãnh liệt huyết sắc đi ra. Huyết sắc trong nháy mắt ngưng tụ số tròn ngàn đạo huyết quang lợi kiếm. Cái này Phiêu Tuyết là muốn trong nháy mắt đem Ngưng Mâu chém giết thành thịt vụn. Lúc đầu, sáu diễm liên đài như không bị hao tổn, Phiêu Tuyết có thể thi triển ra lục đạo thần binh lợi khí tới. Cái kia lục đạo thần binh lợi khí đều có thần diệu, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thi triển liên đài bản thân ẩn tàng kiếm ý. Đây hết thảy phát sinh thật nhanh. Cũng chính là Ngưng Mâu tức giận, một kiếm chém ra. Sau đó sáu diễm liên đài bị hao tổn, Phiêu Tuyết phản kích. Song phương nhất thời thế thành nước lửa. Ngưng Mâu nơi đó sẽ đem Phiêu Tuyết để vào mắt, nàng nói thẳng, muốn chết. Trong một chớp mắt liền đem bàn hoàng kiếm điểm ra qua. Cái kia bàn hoàng kiếm bay đến không trung, mang theo một mảnh hàn mang. Bàn hoàng kiếm điên cuồng xoay tròn, trong một chớp mắt múa ra 10 đạo kiếm quang. Bàn hoàng lục thiên thần kiếm thuật, Ngưng Mâu trầm giọng nói, chu sát. Nhất thời, bàn hoàng kiếm 10 đạo kiếm quang thi triển ra bàn hoàng lục thiên thần kiếm thuật. Hàn quang tung bay, kiếm khí rất nhiều xuyên thủng cửu trọng thiên tư thái. Ngưng Mâu lần này là muốn đem Vô Trần Tử bọn họ những người này cho toàn bộ xử lý. Nữ nhân này, nổi giận lên có thể không tính là cái rất lợi hại có lý trí người. Cái kia Phiêu Tuyết liên đài kiếm ý trong nháy mắt liền bị bàn hoàng lục thiên thần kiếm thuật vỡ nát. Mà càng hỏng bét là, 10 đạo kiếm quang giống như 10 cái siêu cấp kiếm thuật cao thủ điên cuồng giết hại mà đến. Phiêu Tuyết trong lúc nhất thời cư nhưng đã không biết muốn thế nào tới. Lúc này, Vô Trần Tử đám người sắc mặt ngưng trọng. Vô Trần Tử trong mắt thoáng hiện tức giận, nói, thần tôn, ngươi lại để cho đem ta toàn bộ chu sát, thật sự là quá mức cuồng vọng. Đã như vậy, thì đừng trách chúng ta tội. Hắn trong lúc nói chuyện đã tế ra tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn, tạo hóa vạn thiên, cái kia tạo hóa chi môn bay ra ngoài, trong nháy mắt biến lớn. Hướng phía cái kia Ngưng Mâu che đậy quá khứ. Ngưng Mâu ngồi ngay tại chỗ, còn không sao cả động, tạo hóa chi môn cũng đã đem nàng che đậy ở bên trong. Bất quá lúc này, bên ngoài kiếm quang còn tại tung bay. Có thật nhiều kiếm quang chém về phía Vô Trần Tử huy động tay áo bảo bắn phá. Hắn cái này tay áo bảo cũng không phải đơn giản tay áo, chính là càn khôn tay áo.
quét xuống một cái, tỏa ra càn khôn. Bất quá mặc dù như thế, Vô Trần Tử cũng ứng phó đến có chút cố hết sức. Bất quá Vô Trần Tử lập tức liền bóp pháp ấn, miệng niệm pháp quyết. Tạo hóa chi môn bên trong cũng phát động công kích, liền muốn đem ngưng mâu xử lý. Vô Trần Tử các sư đệ cũng riêng phần mình thi triển ra pháp bảo đến ứng phó bản hoàng kiếm bản hoàng lục thiên kiếm thuật. Ngô Lực Tử chính là càn nguyên cửu đỉnh, cái kia càn nguyên cửu đỉnh trên không trung kịch liệt chấn động, không ngừng đáng phi kiếm quang. Gian phòng đã bị cái này kịch liệt chiến đấu tàn phá đến phân mảnh. Hai vị khác sư đệ bảo vệ được Phiêu Tuyết, riêng phần mình vận pháp bảo chống cự kiếm quang. Ngày này Lăng lão tổ mấy cái đại đệ tử, đều là lão tổ dốc lòng bồi dưỡng. Riêng phần mình đều có vô cùng lợi hại pháp bảo, nhưng bây giờ gặp gỡ cái này bàn hoàng kiếm, cả đám đều có vẻ hơi khó mà chống đỡ được. Một tiếng ầm vang, ngay vào lúc này, mạnh đại tạo hóa chi môn bên trong phát ra kịch liệt tiếng vang. Sau đó một đoàn tia sáng chói mắt nương theo lấy vô số tạo hóa toái phiến nổ bắn ra tới. Cái này một cái chớp mắt mạnh đại tạo hóa chi môn đã hôi phi yên diệt. Ngưng Mâu đứng thẳng tại chỗ, quần áo không gió từ trống, sắc mặt như băng xương. Nàng trực tiếp một chỉ điểm ra, lại là trong nháy mắt đem cái kia bản hoàng kiếm thu hồi lại. Cái này một cái chớp mắt, hiện trường đột nhiên thì an tĩnh lại. Ngưng Mâu đối xử lạnh nhạt liếc nhìn mọi người tại đây, nói, mấy người bọn ngươi không phải bản tôn đối thủ, hôm nay bản tôn xem ở Thiên Lăng lão tổ trên mặt mũi không lấy tính mạng các ngươi. Hiện tại các ngươi nhanh chóng rời đi, như lại bực bội, liền dạy các ngươi như cái này tạo hóa chi môn, hồi phi yên diệt. Vô Trần Tử sắc mặt trắng bệch, tạo hóa chi môn cùng hắn ý hợp tâm đầu, bây giờ tạo hóa chi môn bị hủy, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi thế mà, Vô Trần Tử lệ chỉ Ngưng Mâu, nói ra, ngươi thế mà hủy bần đạo pháp bảo. Hắn trong một chớp mắt, song tóc mai trắng như tuyết, một đầu vớ đen biến thành tơ trắng. Trong chớp nhoáng này giống như già nua hơn mấy chục tuổi. Ngưng Mâu đã cảm giác được La Quân làm loạn, nàng chỉ muốn nhanh lên đem những người này đuổi đi. Ngay sau đó nói ra, hủy liền hủy, người muốn như nào? Các ngươi đám người này, muốn đánh thì lập tức đánh, không phải vậy lời nói liền lăn. Không muốn lãng phí bản tôn thời gian. Quá càn rỡ, cái kia Ngô Lực Tử nghiêm nghị hét lớn, tiếp lấy liền vận càn nguyên cửu đỉnh công kích Ngưng Mâu. Càn nguyên cửu đỉnh trên không trung xoay tròn, phát ra một cỗ cường đại lốc xoáy chi lực. Cỗ này lốc xoáy chi lực tại Ngô Lực Tử khống chế dưới, trở thành một đầu đỉnh long gầm thét xông về phía Ngưng Mâu. Vô Trần Tử cũng lập tức huy động càn khôn tay áo, cái kia một cái chớp mắt, càn khôn tay áo vô hạn biến lớn, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem Ngưng Mâu ánh mắt che chắn. Phiêu Tuyết, còn có hai gã khác sư đệ cũng gào thét một tiếng, đem sở hữu pháp bảo đều chào hỏi hướng Ngưng Mâu. Cũng là Ngưng Mâu tính cách quá mạnh, nàng ngược lại là muốn đánh phát người ta đi. Có thể nhìn một cái nàng nói chuyện giọng điệu này, cái kia chính là một con chó đều nhẫn à không. Cho nên vẫn phải nói, Ngưng Mâu tình thương là phi thường cảm động. Nàng có rất nhiều lần cơ hội có thể đi trấn áp La Quân, nhưng đều bị nàng cảm động tình thương bỏ lỡ. Nhưng cũng không thể nói Ngưng Mâu cũng là đần độn, thật sự là bởi vì nàng từ nhỏ cũng là quyền cao chức trọng, được người kính ngưỡng. Dạng này người, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói với người khác lời hữu ích. Cũng không thể gặp người khác tới ngỗ nghịch nàng. Ngưng Mâu cái này vừa mở miệng thì có loại cần ăn đòn cảm giác. Bất quá lúc này, Ngưng Mâu cũng hoàn toàn giận, nói, các người đám người này thật đúng là muốn chết a. Hiện trường bên trong, pháp bảo cùng năng lượng từ trường cường thịnh tới cực điểm. Vô Trần Tử càng là biết Ngưng Mâu có xuyên toa hư không pháp khí, cho nên trực tiếp sắp hiện ra từ trường lượng khóa kín, liền để bất luận cái gì hư không xuyên toa pháp khí đều thời gian ngắn mất đi hiệu dụng. Nếu là thật sự cho là có một cái xuyên toa hư không pháp khí liền có thể đem sở hữu công kích tháo bỏ xuống, vậy thì thật là trò cười. Thật coi tất cả mọi người đều là ăn chay sao? Ngưng Mâu muốn tránh cũng không được, trong mắt nàng thoáng hiện hàn quang tinh mang. Sau đó, Nguyên Thủy Thánh Điển xuất hiện, nàng lật đến bên trong một tờ, trong nháy mắt từ bên trong lấy ra một cái hoàng kim la bàn. Cái này hoàng kim la bàn trong nháy mắt biến lớn, xoay tròn cấp tốc đứng lên. Chư thiên sinh tử luân, vòng chỉ thế gian tang thương, bao quát vạn thiên biến hóa, toàn bộ cho bản tôn vòng. Ngưng Mâu liền kết pháp ấn, thôi động năng lượng thật lớn chăm chú tại chư thiên sinh tử luân bên trên. Sau đó, cái kia chư thiên sinh tử luân điên cuồng xoay tròn. Sinh tử vòng lập tức bay ra vô số nhỏ bé kim sắc văn tự, những này kim sắc văn tự hội tụ thành vô cùng lực lượng.
sinh tử vòng mỗi một lần xoay tròn, đều sẽ sinh ra mảnh tiểu thế giới vết nứt, những công kích kia tới cuồng bạo lực lượng toàn bộ bị chư thiên sinh tử luân hấp thu đi vào. Ngưng mâu tại hiện trường là bình yên vô sự, chư thiên sinh tử cùng rất nhiều năng lượng đối nện cùng một chỗ. Cái kia đánh tới sóng năng lượng càng cường đại, chư thiên sinh tử luân chuyển thì càng lợi hại. Tới về sau, ngưng mâu lệ quát một tiếng, nói, bảo. Chư thiên sinh tử luân nhất thời đùng đùng, sao không dứt, tuôn ra vô số kim quang vết rách còn có mảnh vỡ dấu vết. Những này vết rách cùng mảnh vỡ dấu vết chém giết điên cuồng quá khứ. Vô trần tử bọn người không khỏi thất sắc, bọn họ lập tức toàn bộ thôi động thần linh, tụ tập vô số nguyên tố năng lượng sóng, phối hợp pháp bảo toàn lực tới đứng lên. Song phương chiến đấu tránh thức đến gay cấn cấp độ. Hiện trường trong phòng, sớm đã là một mảnh hỗn độn, cả tầng lầu đều đã bị trận chiến đấu này tác động đến, trở nên phân mảnh. Tựa như là bão quá cảnh. Mà lại lúc này, ngưng mâu là thật động sát ý. Nàng cảm giác được Vân Thiên Cung bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất đại biến hóa. Ngưng mâu hiện tại là không thể phân thân, nàng cấp tốc lại tế ra bàn hoàng kiếm, lệ quát một tiếng nói, bàn hoàng lục thiên thần kiếm thuật. Lần này, bàn hoàng kiếm ra lại, vô trần tử bọn người quả nhiên là có nỗi khổ không nói được a. Chủ yếu là cái này ngưng mâu lúc đầu pháp lực cũng là vô cùng cường đại, nàng vận dùng pháp bảo, làm cho pháp bảo lợi hại mấy lần. Mà lại, này nương môn pháp bảo quả thực cũng là dùng mãi không hết a. Còn kiện món pháp bảo đều là như thế chi lợi hại. Vô luận là chư thiên sinh tử luân vẫn là hắc ám kỷ luật, hay là thanh long tác, bàn hoàng kiếm. Cái kia một món pháp bảo không phải khiến người ta thèm nhỏ dãi đâu. Ngô Lực Tử lấy Càn Nguyên Cửu Đỉnh làm căn cơ, mọi người đem nguyên tố chi lực toàn bộ dồn vào Càn Nguyên Cửu Đỉnh bên trên. Càn Nguyên Cửu Đỉnh khống chế năng lượng thật lớn tới sở hữu công kích. Lúc này bàn hoàng kiếm, mọi người lập tức kêu khổ, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Ngay vào lúc này, cái kia Vân Thiên Cung bên trong, La Quân rốt cục bay ra ngoài. La Quân thật là không có cách nào đem tất cả mọi người mang đi. Mà lại cơ hội chớp mắt là qua, trần trừ nữa xuống dưới, một cái cũng đi không. Cho nên La Quân liền theo Đa Luân Tư bọn họ thương định, từ La Quân đi đầu chạy ra. Về sau lại nghĩ biện pháp tới cứu mọi người. La Quân ra Vân Thiên Cung, lập tức liền xuất hiện tại ngưng mâu bên người. Ngưng mâu đang toàn lực cùng vô trần tử bọn người đấu pháp, nàng dù sao chỉ là nhất tôn nguyên thần, cho nên tại công lực bên trên, thì chưa hẳn thật nghịch thiên. Vô trần tử những người này đều là thiên lăng lão tổ đệ tử, mỗi người ở trên trời lăng bên trong đều là số một số hai hào kiệt. Bây giờ 5 người hợp lực, cho nên ngưng mâu cũng không có bao nhiêu dư lực. La Quân cái này vừa ra tới, trông thấy ngưng mâu đang cùng nhân đấu đến chính là hỏa nhiệt. Chỗ của hắn hội khách khí với ngưng mâu, lập tức liền là một chiêu thiên lôi quyền ấn hướng phía ngưng mâu đánh giết tới. La Quân nén giận mà phát, một chiêu này quyền ấn sắc bén vô cùng, dòng nước lũ hội tụ. Cuồn cuộn như lôi đình. Ngưng mâu lạnh hừ một tiếng, nói, tiểu tặc ngươi muốn chết. Nàng trong nháy mắt thì từ nguyên thủy thánh điển bên trong tế ra một cái khôi lỗi tiểu nhân. Cái kia thiên lôi quyền ấn đánh giết tại con rối trên người tiểu nhân, con rối tiểu người lập tức bị đánh giết thành phấn vụn. Bất quá thiên lôi quyền ấn cũng theo đó bị hóa giải. La Quân gặp sát chiêu không được, lập tức thi triển ra linh hồn lốc xoáy. Đây là rất tốt cơ hội tốt. La Quân nghĩ đến nếu là có thể xử lý ngưng mâu tôn này nguyên thần. Như vậy nguy cơ trước mắt cũng coi là giải trừ. Ngưng mâu lại là ngờ tới La Quân sẽ tiếp tục thi triển sát chiêu, cho nên cái kia con rối tiểu nhân bất quá là đến hỏa hoãn thời gian. Tại La Quân linh hồn lốc xoáy còn chưa thi triển đi ra lúc, ngưng mâu từ nguyên thủy thánh điển bên trong lần nữa lấy ra một đạo tử quang. Đạo này màu tím xuất hiện về sau, thoáng qua ở giữa hóa thành một đầu thần thú chu tước. Chu tước thần thú trên cánh đều là hỏa diễm, nó móng vuốt sắc bén vô cùng, tề minh lấy công sát hướng La Quân. La Quân không khỏi kêu khổ, cái này ngưng mâu nguyên thủy thánh điển cũng quá biến thái đi. Giống như bên trong đồ, vật dùng mãi không hết. La Quân lập tức thi triển linh hồn lốc xoáy muốn đem chu tước thần thú luyện hóa. Bất quá lúc này, bởi vì hiện trường sóng năng lượng vận dụng đến quá lợi hại. Bốn phía đến nguyên tố chi lực đại bộ phận đều bị điều tiết khống chế đến hiện trường đến hỏa nhiệt hóa trong chiến đấu. La Quân trong lúc nhất thời có khả năng điều tới nguyên tố chi lực thì mỏng yếu một ít. Kể từ đó, linh hồn lốc xoáy lực lượng cũng giảm yếu rất nhiều. Cái này chu tước thần thú thân hình lại phá lệ nhạy bén, thế mà từ linh hồn lốc xoáy trên không bay thẳng ra ngoài, sau đó hướng La Quân kiểm môn, khuôn mặt vồ giết tới. La Quân không khỏi nhíu mày, trực tiếp tế ra thanh long tác.
Thanh Long tát xoát một chút ra bất ngờ, trực tiếp đem Chu Tước thần thú móng vuốt khóa lại. La Quân lập tức vận đến linh hồn lốc xoáy. Cái này Chu Tước thần thú lúc này mới bị rảo sát tiến linh hồn lốc xoáy bên trong. La Quân lúc đầu coi là cái này muốn đem Chu Tước thần thú xử lý, nhưng làm hắn không nghĩ tới là, cái này Chu Tước thần thú chính là Chu Tước chi tinh hồn, chiến đấu lực phi thường cường đại. Mà La Quân linh hồn lốc xoáy lại quá nhỏ yếu, cho nên Chu Tước thần thú một mực đang bên trong bay nhảy, cũng không bị giải quyết hết. Mà lại, Chu Tước thần thú tùy thời đều có tránh ra khả năng. La Quân mày nhíu lại xuống dưới, hắn quan sát tình huống hiện trường, lập tức liền phát hiện Ngưng Mâu cùng Vô Trần Tử những người này chiến đấu đã vững vàng chiếm thượng phong. Nếu như không phải mình ra tới quấy rối, khả năng Vô Trần Tử bọn họ đã bại. La Quân thầm nghĩ, xem ra muốn xử lý Ngưng Mâu là không thể nào, ta nhất định phải nhanh rời đi. Không phải vậy thì không có cơ hội. Hắn vừa nghĩ đến đây, lập tức liền xông Ngưng Mâu nói ra, thần tôn, ta đồng bạn còn tại Vân trong thiên cung. Ta hy vọng ngươi tại không có giết chết ta trước đó có thể thiện đợi bọn hắn. Nếu không lời nói, chỉ cần ta một ngày không chết, liền nhất định đưa ngươi tất cả mọi chuyện công khai, đồng thời, vĩnh viễn tối giết các ngươi thần giáo người, không chết không thôi. Ngươi hẳn phải biết, tại trên người của ta, có thể phát sinh không có khả năng quá nhiều. Tựa như giờ phút này, ta cũng như thế có thể đi tới. Hắn sau khi nói xong liền không còn lưu lại, nhất động suy nghĩ thì thu cái kia thanh long tác. Sau đó, La Quân xoay người bỏ chạy ra ngoài cửa sổ, lăng không đứng vững, mau chóng đuổi theo. Ngưng Mâu không có La Quân quấy rối, nàng cũng rốt cục tỉnh táo lại. Cút, Ngưng Mâu hét lớn một tiếng, đột nhiên nhất trưởng đẩy ra, lần nữa phát ra một lần năng lượng cường đại sóng. Vô Trần Tử chờ người thân thể kịch chấn, cái này một cái chớp mắt, cái kia càn nguyên cửu đỉnh phát ra lóa mắt quang hoa, sau đó liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Toái phiến như cao bạo đạn nổ bắn ra ra, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, càng là bụi đất tung bay. Vô Trần Tử bọn người liều mạng vận chuyển nguyên tố chi lực hộ thân, cái này mới không có bị càn nguyên cửu đỉnh toái phiến gây thương tích. Mà lại, đây là Ngưng Mâu lưu tình, Ngưng Mâu ở lúc mấu chốt, thu hồi chư thiên sinh tử luân cùng bàn hoàng kiếm. Không phải vậy lời nói, đám người này thì lần này muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Bất quá coi như thế, Vô Trần Tử bọn người pháp bảo cũng hủy hơn phân nửa, từng cái nội thương nghiêm trọng. Giờ này khắc này, được làm vua thua làm giặc, Vô Trần Tử bọn người đã không còn gì để nói. Vô Trần Tử nói với Ngưng Mâu, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hôm nay tại thần tôn thủ hạ mất đi mặt mũi, ngày khác nhất định đòi lại. Ngưng Mâu lại là không để ý tới, nói, đừng muốn tiếp tục bực bội, hôm nay nếu không phải nhìn tại Thiên Lăng lão tổ phân thượng, sớm đã để cho các ngươi chết nghìn lần trăm lần. Câu nói này nói hạng gì cuồng vọng. Nhưng dưới mắt Vô Trần Tử mấy người cũng là bị đánh chịu phục, không dám có bất kỳ phản bác nào. Sau đó, Vô Trần Tử bọn người mặt mày xám xịt rời đi. Ngưng Mâu tuy nhiên ngạo khí vô cùng, bất quá nàng cũng không phải là một mực xúc động mãng phu. Trong lòng nàng rất rõ ràng Thiên Lăng lão tổ tại Thiên Lăng địa vị. Nếu quả thật đem Thiên Lăng lão tổ 5 người đệ tử giết, vậy mình theo Thiên Lăng lão tổ cũng là không chết không thôi. Ngưng Mâu đã đầy đủ cảm nhận được La Quân khó mà trưởng khống, nàng muốn tại Thiên Lăng tiếp tục chờ đợi bắt La Quân, cái kia liền không thể uống Thiên Lăng lão tổ đem quan hệ chơi cứng. Mặt khác, coi như không tại Thiên Lăng lão tổ lực thu hút, nếu là hắn muốn báo thù, vậy cũng sẽ cho mình thần giáo mang đến không tiểu phiền toái. Cho nên Ngưng Mâu tốt nhất khắc chế nộ khí. Đợi đám người này sau khi rời đi, Ngưng Mâu đã tại thần linh bên trong tìm không thấy La Quân tung tích. Nàng tại cái này lữ điếm gian phòng cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đợi tiếp nữa, lại muốn cùng những phàm phu tục tử đó bực bội. Ngay sau đó, Ngưng Mâu vung tay lên, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang rời đi lữ điếm. Ngưng Mâu rất nhanh liền đến một mảnh yên tĩnh tử hải một bên. Chết trên biển, ánh sáng mặt trời vẩy chiếu trên mặt biển. Cái kia trên biển liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, chỉ gặp nơi xa đường chân trời bên trên, hải thiên nhất sắc. Bất quá tuy nhiên có ánh sáng mặt trời, nhưng tử hải thượng phong cũng rất lớn, ngẫu nhiên chỉ thấy sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cái kia trên mặt biển còn có hải âu lướt qua. Thiên Lăng khí trời tình huống muốn so tuyết vực tốt nhất quá nhiều. Ngưng Mâu nhìn một chút, khóa chặt phương hướng về sau, trực tiếp qua Ngân Y Hậu hải đảo tìm Ngân Y Hậu. Nàng vẫn là muốn dựa vào Ngân Y Hậu mới có thể tìm được La Quân. Bất quá để Ngưng Mâu thất vọng là, nàng đến Ngân Y Hậu hải đảo sau lại không có gặp Ngân Y Hậu.
Căn cứ tỷ nữ trả lời là, Ngân Y Hậu nhận ra ra Thiên Lăng lão tổ truyền triệu, đã qua Thiên Lăng lão tổ Xuân Minh Đảo. Ngưng Mâu cũng không phải không phóng khoáng người, nàng ngẫm lại, liền quyết định qua Xuân Minh Đảo một chuyến. Cái này rất nhiều chuyện, đó là nhất định phải cùng Thiên Lăng lão tổ gặp được thấy một lần. Trước đó, giáo thần Lena Hoya vừa mới nhập Thiên Lăng thành. Một đám lão ma nhận La Quân xúi dục cùng Lena Hoya giao thủ. Khi đó Lena Hoya trên tay không có pháp bảo, lại bị cái kia ám hắc đại đế đánh lén mới bị thương nhẹ. Những lão ma đó nhóm sở dĩ dám cùng Lena Hoya động thủ, là bởi vì bọn hắn tuy nhiên nghe qua Lena Hoya danh khí, nhưng cũng không có ý thức được Lena Hoya đến lợi hại tới trình độ nào. Những này lão ma nhóm từng cái cũng là khó lường nhân vật, cho nên ỷ vào người đông thế mạnh, như thế mới dám cùng Lena Hoya động thủ. Nếu như không phải bọn họ vận khí tốt, Lena Hoya đem Nguyên Thủy Thánh Điển lưu tại thánh trong giáo đường trấn áp cục diệt, đám người này nơi đó có thể có sống. Lena Hoya cùng Nguyên Thủy Thánh Điển, đó là tuyệt sẽ không đồng thời rời đi thánh giáo đường. Mà lại, Lena Hoya người ở bên ngoài, cũng sẽ không sợ sệt có người ngấp nghé Nguyên Thủy Thánh Điển. Bởi vì Lena Hoya tùy thời có thể thông qua Nguyên Thủy Thánh Điển xuyên toa về thánh giáo đường. Lena Hoya thông qua tự thân cùng Nguyên Thủy Thánh Điển, để Ngưng Mâu xuyên toa đến Thiên Lăng tới. Mà dưới mắt, nếu như Ngưng Mâu thật gặp được siêu cấp nguy hiểm, Lena Hoya cũng có thể thông qua nàng và Nguyên Thủy Thánh Điển liên hệ, đi thẳng tới Thiên Lăng. Chỉ bất quá, nàng nếu là cùng Nguyên Thủy Thánh Điển đều xuất hiện tại Thiên Lăng. Cái kia nàng thì không có cách nào xuyên toa trở về. Cái kia phải là một bước một cái dấu chân đi trở về qua. Lão ma nhóm cùng Thiên Lăng lão tổ là hoàn toàn khác biệt. Tựa như Lena Hoya rất rõ ràng Thiên Lăng lão tổ địa vị, Thiên Lăng lão tổ cũng rất quen thuộc Lena Hoya địa vị. Cho nên hai người thực sẽ không tùy tiện khai chiến kết thù. Cũng là bởi vì này, lần này Thiên Lăng lão tổ chỉ là phái các đệ tử qua khách khí để Lena Hoya đem La Quân giao ra. Nếu như Thiên Lăng lão tổ đích thân tới, mà Lena Hoya lại không chịu thỏa hiệp. Như vậy cả hai chiến đấu liền sẽ rất nghiêm trọng, cũng sẽ kết xuống không hiểu cừu hận. Điểm này, ai cũng không muốn nhìn thấy. Ngưng Mâu lúc này sở dĩ muốn đi gặp Thiên Lăng lão tổ, một là hóa giải trước đó cùng Vô Trần Tử bọn người hiểu lầm. Mà chính là hy vọng thông qua Thiên Lăng lão tổ đem La Quân bắt được. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Ngưng Mâu có thể cho Thiên Lăng lão tổ một chút chỗ tốt. Nàng muốn dựa vào nàng siêu nhiên thân phận cùng Thiên Lăng lão tổ đạt thành một cái hiệp nghị. Cường giả ở giữa hiệp nghị. Ngưng Mâu đã chính thức đem La Quân xem như một cái cực kỳ uy đối đầu người. Người này một ngày không chết, trong nội tâm nàng cũng là khó có thể bình an. Nàng đã điều tra Vân Thiên Cung tình huống, tra được cái kia một cái chớp mắt, nàng phổi đều muốn tức điên. Còn tốt La Quân không có đem sự tình làm tuyệt, không có đưa nàng ma pháp đại trận phá hủy. Không phải vậy nàng đến phí cực lớn đến tâm huyết tới sửa phục. La Quân sở dĩ không hủy đi Vân Thiên Cung cũng là bởi vì, hắn không có cách nào đem Đa Luân Tư bọn người mang đi. Hắn cũng không muốn quá phận chọc giận giáo thần, sợ nàng làm ra thất thường gì sự tình tới. Ngưng Mâu cũng không có làm khó Đa Luân Tư bọn họ, nàng hiện tại đã cải biến sách lược. Trước đó là muốn bắt sống La Quân, hiện tại là muốn trực tiếp giết La Quân. Tại không có giết La Quân trước đó. Nàng đều không tâm tư đến cùng Đa Luân Tư bọn họ đến so đo. Xuân Minh Đảo là một ngọn núi thủy tú lệ hải đảo, bên trong phong cảnh tú mỹ, chiếm diện tích cực lớn, hơn nữa còn có xinh đẹp sơn phong. Thiên Lăng lão tổ ở chính giữa lão tổ trong động phủ. Thiên Lăng lão tổ mở rộng đại môn, sáng lập lão tổ động phủ. Dưới tay hắn đệ tử có 300 nhiều. Mà lại những đệ tử này từng cái đối lão tổ cực kỳ kính yêu. Đây cũng là Thiên Lăng lão tổ có thể tại Thiên Lăng nơi này có địa vị siêu phàm một nguyên nhân. Giờ phút này, tại Xuân Minh đảo Xuân Minh Phong bên trên, một đầu tóc bạc, một thân áo bào trắng Thiên Lăng lão tổ ngồi xếp bằng tại trên cùng Thiên Trụ Phong bên trên. Môn hạ đệ tử, Vô Trần Tử bọn người cùng nhau ủ rũ bẩm báo. Về phần Ngân Y Hậu làm theo tại Thiên Lăng lão tổ bên cạnh đợi, hắn cũng là không dám thở mạnh. Bởi vì Ngưng Mâu chuyện này, hắn ở bên trong cũng là tranh vào vũng nước đục. Thiên Lăng lão tổ là loại kia vô cùng tiên khí phiêu nhiên tồn tại, hắn đồng thời cũng có chút mặt mũi hiền lành. Sư phụ, Phiêu Tuyết đột nhiên căm giận bất bình nói ra, đệ tử nhìn cái kia Lena Hoya cũng không có gì lớn bản sự, bất quá lại ỷ vào nàng cái kia Nguyên Thủy Thánh Điển lợi hại mà thôi. Nàng đón đến, còn nói thêm, sư phụ, đệ tử cầu ngài tự mình xuất thủ, hàng phục Lena Hoya nguyên thần, chiếm lấy Thánh Điển. Như thế cũng tốt làm đệ tử nhóm ra cái này một ngụm ác khí.
Vô Trần Tử chứng chặt nhất, hắn lại là cái gì cũng không nói, chỉ là chờ đợi sư phụ dạy bảo. Thiên Lăng lão tổ quét mắt một vòng Phiêu Tuyết, vừa nhìn về phía hắn mấy cái vị đệ tử. Sau đó, hắn nói với Vô Trần Tử, Vô Trần, người cảm thấy thế nào? Vô Trần Tử trầm giọng nói ra, hồi bẩm sư phụ, cái kia thần tôn nhất tôn nguyên thần đã còn là lợi hại như thế. Nếu là thật sự đem sự tình chơi cứng, chỉ sợ ngày sau Thiên Lăng lại khó có ngày yên tĩnh. Phiêu Tuyết căm giận bất bình nói ra, thế nhưng là khó nói chúng ta liền muốn như thế nhịn xuống khẩu khí này. Một bên nhị sư huynh Ngô Lực Tử nói ra, nhưng là sư muội, ngươi đừng quên. Lần này cái kia Lena Hoi A thực cũng coi là lưu thủ, nàng như không nương tay, chúng ta liền đã chết hết trên tay nàng. Thiên Lăng lão tổ sắc mặt lạnh nhạt, hắn lộ ra có chút mặt mũi hiền lành. Vô Trần, ngươi nói tiếp, Thiên Lăng lão tổ nói ra. Vô Trần Tử nói ra, sư phụ, cái kia La Quân đã đào tẩu. Đệ tử cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục cùng thần tôn kết thù, vẫn là bắt La Quân, đem Thiên Lăng thành sự tình mau chóng cho ra một cái công đạo cho thỏa đáng. Thiên Lăng lão tổ mỉm cười, nói ra, ngươi ý là, hôm nay tại Lena Hoia nơi đó ăn thiệt thòi, cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vô Trần Tử nói ra, chuyện hôm nay, Lena Hoia thần tôn đã lưu thủ, đã song phương đều có điều cố kỵ, vẫn là như vậy chuyện lớn hóa nhỏ thì tốt hơn. Phiêu Tuyết lại là không cam lòng, nàng còn muốn nói điều gì lúc, Thiên Lăng lão tổ mở miệng nói ra, Phiêu Tuyết, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi ý nghĩ, vi sư rõ ràng. Bất quá ngươi cái tính tình này vẫn là quá táo bạo, ngươi được nhiều theo các sư huynh ngươi học. Hắn đón đến, nói ra, lần này, để cho các ngươi qua tìm Lena Hoia, chuyện này là làm cho Thiên Lăng thành người nhìn. Nếu thật là muốn có chủ tâm đối phó Lena Hoia, vi sư đã tự mình xuất thủ. Đã Lena Hoia đã lưu thủ, như vậy chuyện này thì không nên tái khởi tranh chấp. Đó cũng không phải nói vi sư liền sợ thần giáo, sợ Lena Hoia. Mà chính là một cái thành bản vấn đề. Vì ra một hơi, đem chọn cái Thiên Lăng dẫn vào to lớn như thế chiến sự, đáng giá không? Phiêu Tuyết nhất thời nói không ra lời, khuôn mặt nàng đỏ lên, nói ra, đệ tử biết sai. Liền cũng tại lúc này, ngày đó một bên một đạo lưu quang bay tới. Thiên Lăng lão tổ mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cái kia lưu quang bay tới, sau đó, lưu quang ở trước mặt mọi người đứng nghiêm, lại chính là Ngưng Mâu. Phiêu Tuyết thấy một lần nữ nhân này đến, nhất thời thì nổi giận. Vừa mới kiềm chế hỏa khí thì chui lên đến, sông Ngưng Mâu nói, người cái này tiện nữ nhân, còn dám đến nơi đây. Ngưng Mâu đôi mắt phát lạnh, nàng theo Phiêu Tuyết tính cách tuyệt đối cây kim so với cọng dâu. Ngưng Mâu thực cũng đau đầu, gặp được Phiêu Tuyết loại này không có bản sự, tính khí còn lớn hơn người, vậy thì thật là hố cha hàng. Nếu không phải nữ nhân này còn có Thiên Lăng lão tổ đến làm chỗ dựa, nữ nhân này không biết muốn chết bao nhiêu lần. Bất quá đúng lúc này. Thiên Lăng lão tổ đã nổi giận, Phiêu Tuyết, ngươi làm càn, lập tức hướng thần tôn nhận lầm. Phiêu Tuyết bỗng cảm giác ủy khuất, nhưng nàng lại nhìn thấy luôn luôn hiền lành sư phụ thế mà hiếm thấy bão nổi, nàng cũng là cảm thấy run lên, sau cùng mới không tình nguyện hướng Ngưng Mâu nhận lầm. Ngưng Mâu từ tốn nói, ngươi hẳn là may mắn ngươi có một cái tốt sư phụ, nếu không lời nói, chỉ bằng ngươi mấy lần đập vào tại bản tôn, ngươi tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ. Phiêu Tuyết cảm thấy cái này khí a. Nhưng là hiện tại, nàng cũng chỉ có thể nghe. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Ngưng Mâu theo Phiêu Tuyết cũng không phải là một cái bối phận người. Ngưng Mâu đó là theo Thiên Lăng lão tổ bình khởi bình tọa, liền xem như Vô Trần Tử gặp Ngưng Mâu, vậy cũng muốn tất cung tất kính hô một tiếng thần tôn. Cái này Phiêu Tuyết, cũng thật là không biết mức độ cùng lễ nghĩa. Cũng là các sư huynh nhóm đối nàng quá sủng ái một số, cũng mới tạo nên cái này vô pháp vô thiên tính cách. Đi xuống đi. Thiên Lăng lão tổ sau đó quát lớn Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết bất đắc dĩ, nhân tiện nói, vâng, sư phụ, đệ tử cáo lui. Sau đó, Phiêu Tuyết lui xuống đi. Thiên Lăng lão tổ liền nhìn về phía Ngưng Mâu, hắn mỉm cười, nói ra, thần tôn đại giá quang lâm, đây là ta cái này Xuân Minh đảo vinh hạnh. Còn mời thần tôn qua ta động phủ một lần. Ngưng Mâu tuy nhiên kiêu căng, bất quá giờ phút này đối mặt Thiên Lăng lão tổ, nàng biểu hiện ra phải có tôn kính, lão tổ. Lần này tùy tiện trước tới quấy rầy là muốn hướng người bồi cái không phải. Trước đó cùng người các đồ đệ nhiều có hiểu lầm, ta chuẩn bị một số nho nhỏ đền bù tổn thất. Nàng sau khi nói xong, một mạch từ Nguyên Thủy Thánh Điển bên trong xuất ra không ít pháp bảo. Những này pháp bảo có thể đều không phải là phàm phẩm, tỉ như Thông Thiên Thần Kiếm, tỉ như Kim Quang Thánh Hỏa Lệnh, tỉ như Phục Cửu Chi Mâu còn có Lạc Phách Kính chờ chút.
Những này pháp bảo để vô trần tử bọn người nhìn nhãn tình sáng lên, từng cái cảm thấy không khỏi cảm khái, thần giáo là thiên hạ đệ nhất dạy, nhà quả nhiên là phong phú. Tùy tiện lấy ra đền bù tổn thất liền đã như thế không được. Thiên Lăng lão tổ cũng không khách khí, hắn đối vô trần tử đám người nói, đây là thần tôn ban thưởng, các ngươi còn không mau cảm ơn thần tôn. Vô trần tử bọn người lập tức biểu thị đa tạ. Sau đó, Thiên Lăng lão tổ phiêu nhiên dưới thiên trụ phong, hắn làm mời tư thế, nói ra, mời, thần tôn. Ngưng Mâu gật đầu, ngay sau đó theo sau lưng Thiên Lăng lão tổ. Lão tổ động phủ chính là động thiên phúc địa, bên trong bài trí tràn ngập tiên gia khí chất. Các loại dụng cụ đều là phi thường chú trọng, mà lại có nhiều chỗ còn hoa thụ thành ấm. Thiên Lăng lão tổ đem Ngưng Mâu dẫn tới chủ phủ, sau đó cùng Ngưng Mâu phân chủ khách nhập tòa. Về sau, lại có tiểu đồng dâng trà. Vô trần tử mấy người cũng bồi ở một bên. Như thế về sau, Thiên Lăng lão tổ mới nói, thần tôn đến đây, cũng không tất cả đều là vì cho ta mấy cái này không ra gì đồ nhi đưa pháp bảo a. Ngưng Mâu cũng không phải cái hội quanh co lòng vòng người, nàng nói ra, ta biết lão tổ Thiên Huyền La Bàn có biết chuyện thiên hạ, hôm nay đến thì là muốn mời lão tổ giúp ta tìm kiếm tiểu tặc kia La Quân. Chỉ cần lão tổ có thể giúp ta đuổi bắt người này, ta tất có thâm tạ. Thiên Lăng lão tổ thực đã sớm đoán ra Ngưng Mâu ý đổ đến, hắn mỉm cười, nói ra, nguyên lai là vì chuyện này. Bất quá, cái kia La Quân tại Thiên Lăng trong thành xông ra đại họa, cũng coi là hỏng Thiên Lăng thành quy củ. Ta cũng chính là muốn tìm hắn, chỉ bất quá, người này, ta không thể giao cho thần tôn ngươi. Hắn đón đến, nói ra, ta biết, thần tôn ngươi có ngươi lý do. Nhưng Thiên Lăng thành cũng có Thiên Lăng thành quy củ, bất cứ lúc nào, quy củ cũng không thể hỏng. Ngưng Mâu ánh mắt chìm xuống, nói ra, lão tổ, nói như vậy đứng lên, ngươi là sẽ không cùng ta hợp tác. Thiên Lăng lão tổ nói ra, cái này La Quân đã đào tẩu, ta cũng không muốn cùng thần tôn ngươi thương hòa khí. Như vậy đi, chúng ta người nào tìm được trước hắn, hắn thì về người nào. Như thế về sau, người nào cũng không thể tái sinh sự cố, thần tôn, ngươi xem coi thế nào. Ngưng Mâu sắc mặt rất là khó coi, nói ra, lão tổ ngươi có Thiên Huyền La Bàn, ta nơi đó có thể có ngươi nhanh. Thiên Lăng lão tổ nói ra, vì lấy đó công bình, một ngày sau đó, ta lại đi tìm. Dạng này thần tôn ngươi nhìn có thể chứ? Thiên Lăng lão tổ cũng coi là một mà tiếp lui bước. Ngưng Mâu hít sâu một hơi, nàng biết mình lại nói cái gì cũng vô dụng. Ngay sau đó liền nói ra, cái kia tốt, nàng đón đến, lại đứng lên, nói ra, cáo từ. Thiên Lăng lão tổ nói ra, thần tôn đi thong thả. Vô trần, các ngươi đưa tiễn thần tôn. Không cần, Ngưng Mâu nói xong, quay người hóa thành một đạo lưu quang, thiểm điện bay ra lão tổ động phủ. Ngưng Mâu sau khi đi, vô trần tử hơi hơi kỳ quái nói, sư phụ, một ngày sau đó lại đi tìm La Quân, cái này chẳng phải là cho cái kia La Quân một ngày thời gian đào tẩu. Vô trần tử cảm thấy đây quả thực là tại giúp La Quân bận bịu. Cái kia La Quân vốn là bị giáo thần bắt lấy, tuyệt không chạy trốn cơ hội. Kết quả mấy người bọn hắn qua náo một trận, sau cùng tổn thất nặng nề. Kết quả chính là La Quân ngư ông đắc lợi chạy đi. Dưới mắt lại cùng giáo thần đạt thành hiệp nghị, nhưng thấy thế nào, đều là đang cấp La Quân tranh thủ một ngày cơ hội. Vô trần tử cảm thấy, nếu như sư phụ không phải mình sư phụ, hắn nhất định muốn hoài nghi đây là sư phụ đang cố ý cho La Quân tưới nước. Thiên Lăng lão tổ từ tốn nói, cái kia vô trần ngươi cảm thấy ta nên như thế nào trả lời chắc chắn giáo thần. Vô trần tử ngẩn ngơ, hắn trong nháy mắt liền thì thoải mái. Bởi vì đứng tại sư phụ trên lập trường đến xem, cũng tựa hồ là không có càng tốt biện pháp giải quyết. Cứ như vậy ước định người nào tìm được trước La Quân, cái kia giáo thần khẳng định không làm. Muốn lão tổ đem La Quân giao cho giáo thần, người lão tổ kia cũng khẳng định không thể làm. Thế là song phương thỏa hiệp dưới, cũng là lão tổ cho giáo thần một ngày đuổi bắt thời gian. Tóm lại, đủ loại nhân duyên tế hội, lại là đang cấp La Quân tranh thủ lấy khó đến thời gian. Như vậy giờ phút này, La Quân đến ở nơi nào đâu? La Quân từ khách sạn gian phòng đào tẩu về sau, hắn hiện tại là chân trần không sợ đi giày. Trực tiếp tại thừa dịp loạn bên trong, còn qua cửa hàng gói mấy bộ y phục. Cái này cũng bất quá là một cái chớp mắt sự tình, tay lăng không một chảo là được rồi. Người sống, rất trọng yếu cũng là mặc quần áo ăn cơm. La Quân trên thân cái này thân thể huyết y, cái kia là phi thường không thoải mái. Cho nên, hắn nhất định phải thay quần áo. Mà lại, không thay quần áo, cái này thân thể huyết y cũng quá dễ thấy. Sau đó,
La Quân cũng tới đến một cái sơn phong bên cạnh. Ngọn núi kia là gặp tử hải dao động đập nện tại trên đá ngầm. La Quân trực tiếp trên không trung thì cầm quần áo lột sạch, sau đó liền chui vào đến chết trong biển. Cái này tử hải, cũng không phải là chủ thế giới trong kia cái tử hải. Cái này tử hải sở dĩ gọi tử hải, là bởi vì nghe nói chết trong nước có một tòa cự đại lăng mộ, bởi vậy, vùng biển này bị đổi tên gọi là tử hải. Nước biển là rét lạnh, sạch sẽ. La Quân xuyên vào đến trong nước biển, cái kia nước muối cọ rửa đến vết thương của hắn bên trên, gọi là một cái đau xót thoải mái a. La Quân rửa sạch sẽ về sau, lại tại trong biển vận dụng thủy nguyên tố bên trong thủy linh thuật trị liệu vết thương. Như thế về sau, vết thương lại một lần nữa đạt được tưới tiêu. La Quân tiếp lấy mới bay ra mặt biển, đi vào ngọn núi bên trên. Hắn đem cướp tới y phục tìm mấy món vừa người mặc lên người. Lúc này chính là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng tại La Quân trên thân, hắn cảm nhận được một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, La Quân lại là lâm vào trầm tư. Sau đó nên làm cái gì, đi như thế nào? Trong lòng của hắn còn có bất an, cái kia chính là giáo thần có thể hay không rất nhanh liền đi tìm đến. Chỉ mấy lần trước, thật sự là cho hắn đầy đủ tâm lý. Không được, ta không thể tại một chỗ đợi, ta nhất định phải không ngừng biến hóa phương vị. Hắn nghĩ tới đây, liền trực tiếp lăng không đứng vững, hướng trên mặt biển bay đi. Tại La Quân trong lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, hắn có thể lăng không đứng vững, tại trời xanh bên trong bằng vào bản sự của mình tùy ý ngao du. Nhưng là một ngày này, khi hắn chính thức có thể làm đến bước này lúc, hắn lại không có thời gian đến vui mừng. Cũng không có quá lớn mới mẻ cảm giác, hắn chỉ có thể cứ như vậy mệt mỏi. Đối với La Quân tới nói, hắn kinh lịch trước đó tử vong cùng tuyệt vọng. Dưới mắt hắn vô cùng trân quý cái này kiếm không dễ tự do, nhưng hắn đồng thời cũng biết. Cái này tự do không hề dài lâu, giáo thần bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới. Đầu óc hắn loạn thành nha, mặt đối dưới mắt loại tình huống này, hắn thế mà không có biện pháp nào có thể phá giải. Nếu như trước tiên có thể thoát khỏi loại kia đâu đâu cũng có giám thị, cho một số thở dốc thời gian, La Quân còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng bây giờ, hắn căn bản là không kịp qua nghĩ biện pháp. Hắn liền sợ còn không có lấy lại tinh thần, giáo thần đã truy sát mà đến. Đón gió biển rong ruổi, La Quân một bên tứ phía nhìn quanh, một bên tại trong lòng suy nghĩ đối sách. Nhưng mà, đối với La Quân tới nói, hắn thật sự là không có biện pháp gì rất muốn. Bởi vì hắn căn bản không biết đến là cái gì thời thời khắc khắc đang giám thị hắn, đến mức hắn mặc kệ đến địa phương nào, giáo thần đều có thể trước tiên tìm đến. Hắn tại trong não vực tìm khắp Long tộc ma pháp, nhưng cũng không có bất luận cái gì có thể phá giải đối sách. Long tộc ma pháp bây giờ đối với La Quân tới nói, thực có chút gà mờ. Hắn nghĩ đến chính là, tương lai tốt đem những ma pháp này toàn bộ giao cho Lan Si. Như thế cũng coi như không có cô phụ chính mình vị kia tiện nghi sư phụ, Clarissa phó thác. Ngay tại La Quân vô kế khả thi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được phương viên vạn mét bên trong có mạnh đại nguyên tố chi lực ba động. La Quân hơi kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là giáo thần đến. Hắn cấp tốc lấy thần linh chiếu rõ hư không. Lập tức, phương viên vạn mét bên trong tình huống đều xuất hiện tại La Quân trong não vực. Cái này trên mặt biển không giống như là tại thị tập bên trên như vậy ồn ào. Nơi này bốn phía đều là không có một ai. Mà cái kia ba động mãnh liệt địa phương thì phá lệ hiển nhiên, cho nên La Quân có thể rất dễ dàng cảm giác được. Đang chấn động kịch liệt phương lại là bốn tên nữ tử áo đen chính đang vây công một tên thanh niên áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng kia lớn lên phong thần tuấn lãng, uy phong bất phàm. Dù sao nhìn so La Quân tuyệt đối là muốn đẹp trai. Hiện trường bên trong, pháp bảo bay loạn, nguyên tố chi lực ba động phá lệ mãnh liệt. Bốn tên nữ tử áo đen vây công thanh niên áo trắng lại là đánh lâu không xong. Thanh niên mặc áo trắng kia lại là ỷ vào một đầu trượng bát đại thương khiến tứ nữ khó mà cận thân. Thanh niên mặc áo trắng kia trong tay đại thương lại không phải phổ thông thương, cái kia thương tên là long xà vô cực thương. Cái này long xà vô cực thương bên trong thai nghén một long nhất giao tinh hồn. Long giao đi qua đại thần thông giả thối luyện, đã có được tự thân trí tuệ cùng khí thế. Thanh niên mặc áo trắng kia hét lớn một tiếng, nói, bàn xà thất tham. Long xà vô cực thương lập tức bay đến không trung, tiếp lấy long dao xoay quanh mà ra, phát ra cường đại vô cùng khí thế. Trong chớp mắt, đầy trời đều là long uy dao ảnh, hung mãnh vô song. Bốn tên nữ tử áo đen vây công thanh niên áo trắng một người,
nhưng trên thực tế lại là thanh niên áo trắng một người đang vây công cái kia bốn tên nữ tử áo đen. Cái kia bốn tên nữ tử áo đen liên tục thi triển ma pháp, nhưng đều bị thanh niên áo trắng long xà vô cực thương hóa giải. Ha ha, thanh niên áo trắng cười ha hả, hắn nói ra, các ngươi cái này Nguyệt Ảnh cung tứ đại mỹ nhân, hôm nay bổn công tử không chỉ có muốn cướp các ngươi trấn cung chi bảo, còn muốn đem bọn ngươi cái này bốn cái mỹ nhân nhi mang về ở trên đảo khoái hoạt, ha ha. Tứ nữ khó thở, hết lần này tới lần khác lại cầm thanh niên áo trắng này không thể làm gì. La Quân ở một bên nhìn rõ ràng, hắn phát hiện cái này long xà vô cực mỗi một súng phương pháp bén nhọn, lại tràn ngập dương cương chi khí. Cái kia tứ nữ tu luyện ma pháp đều là nước nguyên tố ma pháp, pháp bảo cùng tự thân khí chất đều là âm nhu tính. Cho nên gặp gỡ cái này long xà vô cực thương, quả nhiên là không có biện pháp nào. Ngay vào lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia cầm trong tay long xà vô cực thương lại vung lên, lại thi triển ra một chiêu long xà vọng nguyệt đến. Cái kia long xà vô cực thương long cùng giao tại thương thế thúc kéo xuống, giơ lên vạn đạo dương cương kiếm khí. Trong một chớp mắt, giống như mưa to một dạng bắn trụng hướng tứ nữ. Một chiêu này chính xác chứng thực, cái này bốn tên nữ tử pháp bảo căn bản ngăn cản không. Một khi pháp bảo bị phá, bốn tên nữ tử hạ chàng tuyệt đối bi thảm. La Quân gặp tình huống này, cũng không nghĩ nhiều. Hắn trực giác đã cảm thấy thanh niên áo trắng này không phải vật gì tốt. Ngay sau đó, hắn giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông vào trong cuộc chiến. Thiên lôi quyền ấn. La Quân nhất quyền bạo ép tới. Trong nháy mắt, dòng nước lũ cuồn cuộn, phẫn nộ hướng thanh niên mặc áo trắng kia đánh giết tới. Thanh niên mặc áo trắng kia bị kinh ngạc, lại là không nghĩ tới nửa đường hội giết ra cái trình giảo kim tới. Hắn lập tức đem long xà vô cực thương nhất chuyển, cả người bay lên không trung, thoát đi tứ nữ vây công. Sau đó, vạn đạo kiếm quang bay thẳng đến La Quân nghiền sát mà đến. Thanh niên áo trắng là hận La Quân hỏng hắn chuyện tốt, cho nên muốn lôi đỉnh chém giết La Quân. Cái kia tứ nữ lại là vừa vặn đến thở dốc đến cơ hội. La Quân gặp cái này vạn đạo kiếm quang bắn trụm mà đến, đạo đạo đều là dương cương chi ý. Đây cũng không phải là chính mình đại băng đống thuật cùng hàn băng chi khí có thể tới. Về phần cái kia thiên lôi quyền ấn lại là giết cái khoảng không. Trong nguy cơ, La Quân lập tức bạo giống một tiếng, chỗ có cảm xúc bạo phát. Linh hồn lốc xoáy. Nhất thời, vũ trụ hắc động linh hồn lốc xoáy hình thành, hỏa nguyên tố, quang nguyên tố, các loại nguyên tố La Quân tâm tình cùng võ đạo tinh thần. Linh hồn lốc xoáy giống như thiên địa dung lô, bên trong nguyên tố toái phiến còn có nhiệt độ cao cùng tinh thần ý chí có thể hòa tan hết thảy. Cái kia vạn đạo kiếm quang toàn bộ chui vào linh hồn lốc xoáy bên trong, trong nháy mắt liền trở thành linh hồn lốc xoáy chất dinh dưỡng. Ngươi cũng xuống đi, La Quân phản tay vừa lộn, thôi động linh hồn lốc xoáy hướng thanh niên mặc áo trắng kia thu nạp quá khứ. Linh hồn lốc xoáy lập tức liền xuất hiện tại thanh niên áo trắng dưới chân. Cái kia phía dưới nước biển bị linh hồn lốc xoáy năng lượng thật lớn rảo ra một cái phương viên trăm mét vòng xoáy khổng lồ. Mà lên phương hấp lực thì càng không cần nói. Cái này trên mặt biển, nguyên tố chi lực vô biên vô hạn. La Quân đem hỗn độn chi khí phát huy đến cực hạn, cho nên một chiêu này linh hồn lốc xoáy lực lượng là phi thường cường đại. Thanh niên áo trắng không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn cực lực ổn định thân hình, nhưng vẫn là ngăn không được thân thể lung lay sắp đổ. Đừng nhìn La Quân đối phó dạy giáo thần ngưng mâu lúc lộ ra rất lợi hại là không thể làm gì. Nhưng trên thực tế, lấy La Quân dưới mắt thân thủ, cái kia tại cái này mê thất đại lục có thể là tuyệt đối tuyệt đỉnh cao thủ. Liền lấy cái kia Huyền Hoàng Thiên Tôn tới nói, Huyền Hoàng Thiên Tôn thế nhưng là thiên lăng bên trong thành danh lão ma. Nhưng vẫn là chết tại La Quân thủ hạ, thì từ một điểm này cũng có thể thấy được La Quân lợi hại. Mà lại, vô trần tử năm người đều không làm gì được giáo thần. Nhưng La Quân thân thể vô pháp bảo bối, lại theo giáo thần rằng có lâu như vậy, đây cũng là có thể thấy được. Đương nhiên, La Quân sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy. Rất lớn nguyên nhân cũng là giáo thần trước đó vẫn muốn bắt sống hắn. Cái kia bốn tên áo đen mỹ nữ nhìn thấy có người đến giúp đỡ, không khỏi đại hỉ. Thanh niên áo trắng bạo giống một tiếng, đột nhiên đem long xà vô cực đạn bắn mà ra, đâm thẳng La Quân. Bất quá La Quân không hề động. Bởi vì long xà vô cực thương chỉ là vừa mới lôi đỉnh bắn ra mà ra, sau đó liền bị linh hồn lốc xoáy thu nạp vào qua. Cái kia cường đại vô cùng long xà vô cực thương đến linh hồn lốc xoáy bên trong, cấp tốc liền bị rảo thành phấn vụn. Long giao tinh hồn cũng trở thành bụi bay. Thanh niên áo trắng liên tục mấy lần đều ngăn không được thân hình,
sau cùng cũng ngã vào đến linh hồn lốc xoáy bên trong. Công tử chậm đã, nữ tử áo đen nhóm thấy thế không khỏi thất sắc. La Quân nao nao, sau đó, hắn lập tức liền minh bạch những cô gái này vì sao lại như thế thất sắc. Đơn giản là thanh niên áo trắng trên người có các nàng Nguyệt Ảnh cung Trấn Cung chi bảo. Các nàng là sợ Trấn Cung chi bảo bị hủy. La Quân cùng linh hồn lốc xoáy là chặt chẽ tương liên, hắn trực tiếp đem thanh niên áo trắng trên thân chữ vật giới chỉ thu hồi lại. Mà thanh niên mặc áo trắng kia cũng đã trực tiếp bị hòa tan thành toái phiến, bên trong thiên địa lại không thanh niên kia tung tích. Sau đó, La Quân đem linh hồn lốc xoáy thu, trên mặt biển lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia bốn tên nữ tử áo đen lại là không biết La Quân thu giới chỉ, các nàng hoa dung thất sắc, bên trong một cái phàn nàn nói, cái này xong, Trấn Cung chi bảo cũng đi theo bị hủy. Chúng ta trở về muốn thế nào hướng cung chủ bàn giao? Còn lại ba tên nữ tử cũng là kinh hoàng thất sắc, không biết làm sao. Các nàng cuối cùng vẫn là rõ lý lẽ, cũng biết chuyện này không thể trách La Quân. Bất quá La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, các ngươi không cần lo lắng, hắn chữ vật giới chỉ tại ta chỗ này. Ta không có hủy đi các ngươi Trấn Cung chi bảo. Hắn nói thì mở ra lòng bàn tay. Bốn tên nữ tử nhìn thấy La Quân trên tay giới chỉ, lập tức liền nhận ra chiếc nhẫn kia chính là thanh niên mặc áo trắng kia. Tứ nữ nhất thời đại hỉ, cầm đầu nữ tử gọi là Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt là mọi người đại tỷ, nhìn 25-26 tuổi, nàng lộ ra thành thục mà mỹ lệ. Dáng người cũng là phi thường rung động lòng người. Huyền Nguyệt hướng La Quân nói, đa tạ công tử trưởng nghĩa xuất thủ, Huyền Nguyệt vô cùng cảm kích. La Quân đem chữ vật giới chỉ trả lại Huyền Nguyệt, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá là tiện tay mà thôi, cáo từ. Hắn nói xong quay người muốn đi. Huyền Nguyệt tứ nữ không khỏi sửng sốt, người này cực kỳ kỳ quái, chẳng lẽ thì như vậy đi. La Quân thực cũng biết, cái kia trong chữ vật giới chỉ khẳng định có bảo bối tốt, càng có Nguyệt Ảnh cung Trấn Cung chi bảo. Hắn muốn chiếm làm của riêng, thật sự là rất dễ dàng. Bất quá, La Quân vẫn là có chính mình nguyên tắc. Vừa đến, cái này bốn tên nữ tử lại yếu thế. Nam tử hán, làm sao cũng không tiện đoạt các nàng đồ, vật. Thứ hai, La Quân tuy nhiên tại thiên lăng bên trong cũng giật đồ, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác trước chọc hắn. Công tử xin dừng bước, Huyền Nguyệt lập tức hô. La Quân chính xác khẩn cấp đi, hắn sợ cái kia giáo thần mẹ nó đuổi theo a. Bất quá La Quân nghe được Huyền Nguyệt hô, hắn vẫn là quay người mặt hướng Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt nói ra, công tử tại chúng ta Nguyệt Ảnh cung chính là có đại ân. Còn mời công tử vào cung một lần, chúng ta cung chủ nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ công tử. La Quân cười ha ha, nói ra, không cần phiền toái như vậy, không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại cũng là gặp rủi ro gà mái, chính đang tránh né cửu gia truy sát. Cho nên ta vẫn còn muốn sớm đi cho được việc. Huyền Nguyệt các nàng, còn có thậm chí toàn bộ thiên lăng đều là thuộc về người Đông Phương, cho nên bọn họ khẩu ngữ cùng thói quen đều là theo thời cổ người không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, lời nói vẫn là theo thiên nguyên đế quốc người bên kia một dạng. Huyền Nguyệt sau lưng nhị tỷ Triệu Sơ Ảnh không khỏi ngạc nhiên, nói ra, công tử tu vi tuyệt đỉnh, thế mà cũng sẽ biết sợ bị người đuổi giết. Ta nhìn cái này thiên lăng bên trong, như có tư cách làm công tử cứu nhân người, chỉ có thiên lăng lão tổ một mạch. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta cửu nhân, cái kia không chỉ là thiên lăng lão tổ một mạch. Tính toán, không cùng các ngươi nhiều lời, vạn nhất cô nương kia đuổi theo, chỉ sợ còn muốn liên lụy các ngươi. Cáo từ, hắn vội vã liền muốn rời khỏi. Công tử chậm đã, Huyền Nguyệt lập tức hô. Ta qua. La Quân nhìn về phía Huyền Nguyệt, mấy cái này đám tiểu tỉ muội, chẳng lẽ lại là muốn lấy thân báo đáp sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân nhìn về phía Huyền Nguyệt bốn chị em, trong mắt tràn ngập không hiểu. Huyền Nguyệt liền nói ra, công tử đắc tội với người thật sự là thiên lăng lão tổ một mạch. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Huyền Nguyệt sắc mặt hơi hơi biến. La Quân gặp Huyền Nguyệt sắc mặt, cũng đã biết, thiên lăng lão tổ một mạch thật không phải tùy tiện người nào có thể đắc tội. Hắn nói ra, cáo từ. Hắn lúc đầu cũng liền không muốn cùng Huyền Nguyệt các nàng phát sinh cái gì gút mắc. Cho nên, Huyền Nguyệt các nàng cũng căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ hay không liên lụy các nàng. Bất quá lúc này, Huyền Nguyệt lần nữa gọi lại La Quân, nàng nói ra, công tử, xin nghe ta một lời. La Quân hơi hơi kỳ quái nhìn về phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt trên mặt rất có vẻ dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói ra, công tử, thiên lăng lão tổ có tuyệt thế pháp bảo thiên huyền la bàn,
là bản nơi tay, mặc kệ ngươi trốn tới đó, lão tổ tính toán liền biết rõ. Ngươi vội vàng như vậy mà đi, chỉ sợ vẫn là trốn không thoát lão tổ pháp nhãn. La Quân trong lòng run lên, thầm nghĩ, nguyên lai mình sở dĩ nhiều lần bị giáo thần bắt lấy, cũng là bị thiên huyền la bàn cho tìm tới. Cái này khiến La Quân đối cái này mê thất đại lục có chút nhức cả trứng, nơi này ngũ hành nguyên tố tràn ngập giữa thiên địa, tựa như là vô cùng vô tận tin tức trải rộng. Cho nên ở chỗ này làm việc, Pitbull A tại hiện thực xã hội bên trong Internet còn nếu không có tư ẩn. La Quân liền nói với Huyền Nguyệt, ta cũng biết thiên huyền la bàn chi lợi hại, cho nên liền bất tiện theo chư vị cô nương chỉ hoãn. Còn mời thông cảm, hắn nói xong cũng vội vã muốn đi. Huyền Nguyệt lập tức nói, công tử, thiên huyền la bàn tuy nhiên lợi hại, nhưng nhà ta cung chủ lại có thể che đậy thiên cơ pháp bảo. Người tại chúng ta Nguyệt Ảnh cung có lớn lao ân huệ, còn mời công tử theo chúng ta hồi cung một chuyến. Ta nhất định chi tiết bẩm báo cung chủ, mời cung chủ đem che đậy thiên cơ pháp bảo tặng cho công tử. La Quân nhãn tình sáng lên, cái này thật đúng là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng a. Nếu quả thật có dạng này pháp bảo, vậy mình tiếp xuống tình cảnh liền tốt quá nhiều. Hắn vô pháp cự tuyệt Huyền Nguyệt yêu cầu này, ngay sau đó nói ra, hôm nay xuất thủ, vốn nên là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Bất quá quý cung người nếu thật là có thể có che đậy thiên cơ pháp bảo biếu tặng, tại hạ là sống còn sự tình, vậy tại hạ thì không khách khí. Huyền Nguyệt cười một tiếng, nói ra, vậy công tử thì theo chúng ta đi thôi. La Quân nói ra, tốt, ngay sau đó, hắn liền đi theo Huyền Nguyệt bốn vị cô nương sau lưng, một đường về phía tây một bên mà đi. Mọi người ngự không phi hành, Huyền Nguyệt tứ nữ tay áo tung bay, tại cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đúng như tiên nữ. La Quân cùng các nàng chung song hành. Tứ nữ đối La Quân rất có hảo cảm, bởi vì La Quân tuy nhiên không bằng thanh niên mặc áo trắng kia anh tuấn, nhưng là La Quân cho người ta một loại rất rực rỡ, như mộc xuân phong cảm giác. Lại thêm, La Quân phẩm hạnh cùng thanh niên mặc áo trắng kia thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Công tử, Thiên Lăng lão tổ một phái tại Thiên Lăng bên trong uy vọng rất cao, luôn luôn sẽ không cường thế đè người. Ngươi là như thế nào cùng bọn hắn kết thù? Nhị tỷ Triệu Sơ Ảnh nhìn không được hỏi. Đây cũng là bọn người nữ trong lòng hiếu kỳ. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nói rất dài dòng, ta thù này nhà quá nhiều. Ta là bởi vì tại một lần cùng đường mặt lộ phía dưới, bất đắc dĩ tại Thiên Lăng thành hủy một số cửa hàng, thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng cái này hỏng Thiên Lăng lão tổ quy củ. Quay đầu ngẫm lại, La Quân thật đúng là cái tuyệt đối gây chuyện tinh a. Tại chủ thế giới bên trong, có thể đắc tội cơ bản đắc tội cái quang. Đến mê thất đại lục, ngắn ngủi hơn một tháng, đây chính là đắc tội giáo thần cùng Thiên Lăng lão tổ hai cái này siêu cấp đại a. Huyền Nguyệt bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Tam muội Dương Vi lập tức lại hỏi, vậy công tử một cường địch khác là ai? Có thể đem công tử tu vi như vậy người bức bách đến cùng đường mặt lộ, chắc hẳn không phải vô danh chi bối a. La Quân lần nữa cười khổ, nói ra, đó là thần giáo giáo thần. Huyền Nguyệt tứ nữ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người anh em này làm cho người ta, đó là một cái so một cái lợi hại a. La Quân là cố ý nói như thế bằng phẳng, hắn không muốn để cho các nàng tại bất minh nội tình tình huống dưới trợ giúp chính mình. Ít nhất phải làm cho các nàng biết, xuất thủ tương trợ chính mình, đó là cần nguy hiểm rất lớn thành bản. Huyền Nguyệt tứ nữ mặc dù biết La Quân đắc tội với người lợi hại, nhưng các nàng lúc này cũng không có nói thêm cái gì. Một đường bay đi, đột nhiên biến có chút trầm mặc. La Quân cũng liền không chủ động nói chuyện. Hắn người này, lòng tự trọng vẫn là rất mạnh. Sau đó, Huyền Nguyệt chủ động hướng La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, công tử, phía trước đã không xa, ngươi nhìn chỗ kia có cái hải đảo, chính là chúng ta Nguyệt Ảnh cung. La Quân mỉm cười, nói ra, ta thì như vậy tiến đến, chỉ sợ là quấy rầy cung chủ thanh tĩnh. Huyền Nguyệt nói ra, công tử ngàn vạn lần đừng muốn nói như thế, nếu như hôm nay không có ngươi tương trợ, chúng ta mấy cái tỉ muội chỉ sợ muốn bị cái kia tặc nhân nhục. Mà lại ngay cả trấn cung chi bảo cũng phải bị hắn cướp đi, ngươi là chúng ta đại ân nhân. Triệu Sơ Ảnh ở một bên bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, chúng ta nói như thế nửa ngày, lại còn không biết công tử họ gì tên gì đây. La Quân liền chủ động nói ra, ta gọi La Quân. Nguyên lai là Trần công tử. Triệu Sơ Ảnh nở nụ cười xinh đẹp, nàng nói tiếp đi chính mình tên. Sau đó, Huyền Nguyệt mấy người cũng tự báo danh. Trong lúc nói chuyện, mọi người cũng đã bay đến hải đảo chỗ. Huyền Nguyệt mang theo mọi người rơi xuống trên hải đảo. La Quân liền gặp hải đảo này nhìn xem như non xanh nước biếc,
khắp nơi phong quang đều là mỹ hảo. Ánh mặt trời chiếu sáng, lại có gió biển thổi lướt nhẹ qua. Tinh tế vừa nghe, trong không khí liền có một cỗ gió biển dâm đãng vị đạo. Trước đó phương giống như đào hoa đảo, đào hoa đua nở. Nếu là muốn yêu đến cái này địa phương đến, vậy thì thật là tuyệt không thể tả. Huyền Nguyệt cũng không dám chỉ hoãn La Quân sự tình, nàng nói với La Quân, công tử chờ một lát, ta cái này qua bẩm báo cung chủ. Nàng lại đối Triệu Sơ ảnh nói ra, các ngươi ở chỗ này bồi bồi Trần công tử. Triệu Sơ bóng đám người ứng hảo. La Quân bị Huyền Nguyệt mở miệng một tiếng công tử hô trái tim đều xốp giòn. Nếu không phải còn lo lắng giáo thần đột nhiên giết tới, còn có Duẫn Nhi các nàng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn chả thật nghĩ ở cái địa phương này nhiều đợi mấy ngày. Nam nhân thích nhất, chứ không phải liền là chúng đẹp bên trong, du hí hoa tùng sao. Huyền Nguyệt tiến vào đào trong bụi hoa về sau, La Quân tại nguyên chỗ chờ ước chừng 5 phút đồng hồ. Cái này 5 phút đồng hồ bên trong, La Quân có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Hắn là thật sợ không trung đột nhiên một đạo lưu quang bay tới, sau đó cái kia giáo thần thì xuất hiện tại trước mắt mình. Cho nên cái này 5 phút đồng hồ bên trong, Triệu Sơ ảnh các nàng đến nói với La Quân thứ gì, La Quân là một câu đều không nhớ kỹ, tuyệt đối không quan tâm. Sau 5 phút, Huyền Nguyệt đến đây, nàng là vội vàng mà đến, vừa đến La Quân trước mặt, liền nói ra, Trần công tử, đây chính là có thể che đậy thiên cơ pháp bảo. Nàng nói liền lấy ra một kiện sự vật. La Quân nhìn lại, liền gặp Huyền Nguyệt trên tay chính là một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng. Nhìn lại nhìn không ra cái gì không cùng đi, hắn hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận, nói ra, đa tạ quý cung người. Huyền Nguyệt nói ra, công tử cũng chớ xem thường mặt này gương đồng gọi là ngũ thải liên hoa kính. Cái này ngũ thải liên hoa kính chỉ muốn công tử thôi động pháp lực, liền có thể đem công tử bốn phía tất cả mọi thứ toàn bộ che đậy đứng lên. La Quân lập tức liền hiểu, đại khái cái này ngũ thải liên hoa kính là có cùng loại phục chế công năng. Tỷ như bên cạnh là chống không, nó có thể đem chống không phục chế đến trên người mình. Thế là tại thiên huyền la bàn bên trong thì cái gì đều không nhìn thấy. Quả nhiên là đồ tốt. Như thế bảo vật, nhất định không phải phàm vật. La Quân cảm thấy không khỏi kích động, hắn lập tức lấy hỗn độn chi khí thăm dò ngũ thải liên hoa kính. Cái này ngũ thải liên hoa kính cấu tạo La Quân lập tức liền nhất thanh nhị sở. Bên trong quả nhiên có kỳ diệu trận pháp tồn tại, mà lại ngũ thải liên hoa kính mặt kính chất liệu cấu tạo chính là đặc thù thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, loại này vẫn thạch bên trong tài liệu rất lợi hại phong phú, có kỳ lạ khoáng vật chất tồn tại. Chính là bởi vì những này kỳ lạ khoáng vật chất mới có thể đạt tới có thể phục chế bốn phía hết thảy tồn tại. La Quân lập tức còn ý thức được ngũ thải liên hoa kính một cái khác tác dụng, cái kia chính là có thể đem người cũng sao chép được. Bất quá, phục chế nhân bất quá là một loại mặt kính hình ảnh. Cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tác dụng. Nhưng là, phục chế một người đi ra cũng rất phiền phức. Nhất định phải cùng ngũ thải liên hoa kính khoáng vật chất tiến hành dung hợp, như thế mới có thể đạt tới phục chế tác dụng. Vừa vặn, La Quân hỗn độn chi khí lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn không sợ loại này kỳ lạ khoáng vật chất vô pháp dung hợp. La Quân cấp tốc trưởng khống ngũ thải liên hoa kính, tiếp lấy liền để ngũ thải liên hoa kính khởi động. Thế là cái này một cái chớp mắt. La Quân vị trí chỗ ở liền bị ngũ thải liên hoa kính thành công phục chế. Kể từ đó, liền xem như thiên lăng lão tổ thiên huyền la bàn thì vô pháp tìm tới La Quân. Sự tình đến tận đây, La Quân rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái kia đuổi sát tại sau lưng cảm giác áp bách cũng rốt cục biến mất. Bất quá, liền xem như thế, La Quân vẫn cảm thấy cái này Nguyệt Ảnh Cung cũng không nên mỏi mòn chờ đợi. Dù sao mình lại tới đây. Lúc trước thiên huyền la bàn bên trong vẫn là hội lưu lại dấu vết. Thiên lăng lão tổ đoán chừng cũng sẽ biết Nguyệt Ảnh Cung có ngũ thải liên hoa kính, nếu như vậy truy tung mà đến, chính mình vẫn là rất nguy hiểm. Càng có khả năng sẽ liên lụy Nguyệt Ảnh Cung. Ngay sau đó, La Quân thì nói với Huyền Nguyệt, quý cung người tặng ta như pháp bảo này, quả thật là cứu mạng to lớn ân. Vốn nên tiến đến ở trước mặt nói lời cảm tạ, nhưng là dưới mắt. Ta lo lắng thiên lăng lão tổ còn có giáo thần hội theo trước đó dấu vết truy tung tới, cho nên ta vẫn là muốn xin cáo từ trước. Đối đãi ta xác định an toàn về sau, nhất định trở về ở trước mặt hướng quý cung chủ đạo tạ. Huyền Nguyệt nao nao, nàng lập tức cũng liền lý giải La Quân lo lắng. Nàng nói ra, Trần công tử, người tự yên tâm đi thôi. Cung chủ đã nói rõ với ta, nàng nói ngũ thải liên hoa kính bất quá là tiểu tiểu lễ vật. Ngày sau còn sẽ có đại tạ. La Quân nghe vậy liền thở phào, sau đó hắn hướng chúng nữ ôm quyền, nói ra,
như thế tại hạ liền cáo từ. Chúng nữ cũng biết sự tình không thể coi thường, mặc dù có chút không muốn, liền cùng một chỗ cúc thi lễ, nói ra, Trần công tử một đường cẩn thận. La Quân ngay sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Huyền Nguyệt đột nhiên nói ra, Trần công tử, trước đó ngươi cũng phải biết cái kia trong chữ vật giới chỉ có chúng ta Trấn cung chi bảo. Chẳng lẽ ngươi không tốt đẹp gì kỳ, cái kia Trấn cung chi bảo đến là cái gì không? La Quân nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, ta biết đó nhất định là đồ tốt, nhưng ta càng không thể biết. Bởi vì ta sợ ta biết hội dậy tham niệm. Huyền Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, công tử thật là đương đại kỳ nhân vậy. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngày khác ta nếu có thể hóa giải trước mắt ân oán, nhất định phải đến Nguyệt Ảnh cung cùng các vị cô nương hảo hảo tự bên trên một phen, Trần mỗ như vậy cáo từ. Hắn sau khi nói xong, liền đạp không mà đi. Lần này lời nói hùng hồn, tăng thêm lăng không mà đi, hiển nhiên đương đại tiên nhân a. La Quân rời đi Nguyệt Ảnh cung, hắn cái này trên mặt biển rong ruổi, tâm lý thì an tâm rất nhiều. Tại cái này mê thất đại lục bên trong, La Quân tâm cảnh cùng tại chủ thế giới lúc có rất lớn khác biệt. Chủ thế giới bên trong, hắn không có dạng này ưu thế, cho nên hắn nỗ lực phá lệ cố hết sức cùng vất vả. Có đôi khi, vô luận hắn làm sao qua liều mạng, qua nỗ lực. Nhưng là cùng Trần Diệc Hàn, Trần Thiên Nhai giữa bọn hắn khoảng cách vẫn là to lớn khoảng cách. Đây là nhất làm cho người không biết làm sao địa phương. Một người, tuổi nhỏ thời điểm, tốt nghiệp rời quê hương, đến Bắc Thượng phổ biến dạng này địa phương làm thuê. Ăn chỉ khổ sở, nếm chỉ nhân gian chua xót. Mỗi ngày chen xe buýt tới lui muốn 4 giờ, ban đêm ngủ ở thuê giá rẻ trong phòng, ăn tiện nghi đồ ăn. Mà mỗi tháng tiền lương vẻn vẹn chỉ có thể qua sinh hoạt. Dạng này thời gian có khổ hay không? Đương nhiên khổ. Nhưng chúng ta không sợ dạng này thời gian khổ cực. Chúng ta sợ là, mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào, nhưng sau cùng cũng mua không nổi nơi này nhà. Chúng ta sợ là, mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn xám xịt, chẳng làm nên trò trống gì về đến cố hương. Chúng ta sợ là, mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào, ăn bao nhiêu khổ, lại cũng không bằng những cái kia sinh ra tới thì có tốt điều kiện người. Bọn họ sinh ra tới thì điều kiện ưu việt, sinh ra tới thì không cần qua lo lắng tương lai, liền có thể có hương xa mỹ nhân. Đây chính là giữa người và người chênh lệch, cũng là thế gian không công bằng. Chúng ta thực sợ sẽ nhất là, không nhìn thấy hy vọng cùng không có hy vọng. La Quân có đôi khi sẽ thích tại mê thất đại lục bên trong, bởi vì ở chỗ này, hắn có ngày nhưng ưu thế. Hắn tựa như là cầm tốt hạng mục Mã Vân, hắn biết mình sớm muộn có một ngày sẽ trở thành cái này mê thất đại lục siêu cấp cường giả. Ta phải trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, sau đó hảo hảo trải vuốt một chút chính mình đến hỗn độn chân khí. Sau đó đối liệt thần ngẫu cũng muốn tiến hành một hệ liệt huấn luyện. La Quân một bên chẳng có mục đích phi hành, một bên tâm lý bắt đầu tính toán. Mặt khác, ta nhất định phải có thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Tại cái này mê thất đại lục bên trong, pháp bảo thật sự là quá trọng yếu. Giáo thần sở dĩ đánh đâu thắng đó, cũng là bởi vì nàng có vô cùng vô tận pháp bảo. La Quân thầm nghĩ, nhưng là, muốn tìm tới cùng Thiên Lăng lão tổ cùng giáo thần sánh ngang pháp bảo, thật sự là rất khó khăn. Trừ phi, La Quân lúc này nghĩ đến trong truyền thuyết Thiên Lăng phần mộ. Trong truyền thuyết, cái này Thiên Lăng phần mộ ngay tại chết trong biển. Mà Thiên Lăng phần mộ là mai táng vô số đại thần thông giả, ở trong đó nhất định sẽ thật nhiều nghịch thiên pháp bảo, chỉ cần ta tìm tới nơi này, liền có thể đối kháng giáo thần. Nhưng là, La Quân thở dài, cũng biết đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Tại ngày này lăng khu vực bên trong, ai không muốn tìm tới Thiên Lăng phần mộ a? Nhưng là đã nhiều năm như vậy đều không người tìm tới. Mình muốn thời gian ngắn tìm tới, làm sao có thể? Bất quá cũng nói không chính xác a. La Quân nghĩ, mẹ nó mình là trời mệnh giả a. Thiên mệnh giả không phải liền là không giống bình thường a. Hắn dưới mắt cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Lệch đúng lúc này, hậu phương bỗng nhiên truyền tới một thanh thúy êm tai thanh âm nữ nhân, Trần công tử. La Quân nghe xong thanh âm này, cả người đều xốp giòn. Mẹ nó, hắn cũng là đối loại này truyền thống nữ nhân cách gọi không có sức chống cự a, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy tam thê tứ thiếp tốt thời đại đến có hay không. La Quân biết có thể hô lên Trần công tử cái này ba chữ đến, khẳng định là Nguyệt Ảnh cung người. Bất quá cái thanh âm này cũng không phải là Huyền Nguyệt tứ nữ. Ngay sau đó, hắn quay người liền trông thấy ngoài trăm thước, một đạo bóng trắng cấp tốc đến đây. Trong nháy mắt đã đến phụ cận. La Quân liền cũng liền thấy rõ người đến.
Nữ nhân này một thân màu trắng cung trang, ung dung hoa quý, nhìn chừng 30 tuổi. Cũng không phải nói nàng trông có vẻ già, mà chính là nàng dạng này khí chất, thực sự không cách nào làm cho người theo tiểu cô nương liên hệ tới. Mà lại, nữ nhân này tư sắc là mỹ lệ phi thường mà kinh diễm. La Quân liếc một chút nhìn về sau, liền từ tâm lý sinh ra một loại ái mộ chi tình tới. Nhưng loại này ái mộ chi tình lại vẻn vẹn chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Nữ nhân này cùng giáo thần khí chất khác biệt. Giáo thần là mỹ lệ bên trong tràn ngập một loại cao cao tại thượng quyền uy, cái kia không cách nào thân cận. Nhưng nữ nhân này lại có khác nhau, nàng so sánh giống như là loại kia quý tộc phu nhân khí chất. Dạng này nữ nhân, có mỹ lệ bề ngoài, thành thục nội tâm, rung động lòng người dáng người. Lại chính là người thiếu niên, trung niên nhân tha thiết ước mơ loại kia tình nhân trong mộng. Phảng phất là thời gian cũng vô pháp tại trên người các nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cung chủ, La Quân lập tức liền cảm thấy nữ nhân này hẳn là Nguyệt Ảnh cung cung chủ. Cho nên ra miệng thì hô. Bạch y nữ nhân nao nao, nàng miệng thơm khẽ mở, hơi hơi kỳ quái nói ra, Trần công tử, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ gặp mặt, người thế nào biết thân phận ta? La Quân là cái gặp nữ nhân xinh đẹp thì dễ dàng miệng ba hoa ra hỏa, hắn mỉm cười, nói ra, cung chủ như thế khí chất cùng mỹ mạo, ta muốn trừ là cung chủ bên ngoài, tuyệt đối không thể là người khác. Bạch y nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này quả nhiên là bách mị tỏa ra, khiến người ta xốp giòn đến đầu khớp xương mặt. Nàng nói ra, cung chủ không đều nên lão nữ nhân, vừa già lại xấu sao. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy khẳng định không phải Nguyệt Ảnh cung cung chủ, ngài là ta cuộc đời gặp qua xinh đẹp nhất cung chủ. Bạch y nữ nhân nhất thời cười đến nhánh hoa run rẩy, nàng nói ra, ta nghe Huyền Nguyệt các nàng nói Trần công tử chính là cái nhẹ nhàng quân tử, thiếu niên anh hùng. Không nghĩ tới Trần công tử nói chuyện còn như thế láo cá. La Quân nói ra, ta cái kia tính là gì thiếu niên anh hùng, nhiều lắm là xem như thanh niên anh hùng. Ha ha, bạch y nữ nhân cười càng thêm vui vẻ, thật sự là nàng xác thực chưa bao giờ thấy qua có người nói chuyện có thể như thế khôi hài. Ngẫm lại, thiên lăng bên trong phần lớn đều là lão ma. Còn có tiểu bối cũng đều là ở trong môi trường này sinh trưởng, tất cả mọi người là lục đục với nhau, trần trụi giết hại đoạt bảo. Có rất ít người giống La Quân tính tình như vậy. Nói giỡn về nói giỡn, La Quân lập tức chuyển tới đề tài chính, hắn biết cái này Nguyệt Ảnh cung cung chủ sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình. Ngay sau đó, La Quân nói đùa nói ra, cung chủ nửa đường tìm đến tại hạ, chứ không phải là muốn về ngũ thải liên hoa kính a. Bạch y nữ tử liền cũng liền trở nên nghiêm nghị, nàng nói ra, không dối gạt Trần công tử, trước đó cái kia ngũ thải liên hoa kính chính là Huyền Nguyệt tùy hứng trộm đi. Sự luyện công của ta đang chỗ mấu chốt, cho nên mới phát sinh chuyện này. Ta lúc này đến, thật là muốn tìm công tử muốn về ngũ thải liên hoa kính, còn mời công tử tha thứ. Cái này ngũ thải liên hoa kính đối với ta cùng Nguyệt Ảnh cung tới nói, phi thường trọng yếu. La Quân không khỏi ngây người, ta dựa vào, lão tử cũng là tùy tiện nói một chút, người thật đúng là đến muốn ngũ thải liên hoa kính a. Hắn thật sự là chưa thấy qua còn có dạng này sự tình cùng người a. Trời ạ! Người biết hay không nhân tình thế thái a? Đưa ra ngoài đồ, vật còn có thể muốn trở về a? La Quân lúc này tâm lý thật sự là cảm thấy ngày chó, hắn nhìn kỹ mắt bạch y nữ tử, xác định nàng không phải đang nói đùa. Ngay sau đó, hắn liền cười lớn một chút, nói ra, không có việc gì, Huyền Nguyệt nói với ta là cung chủ ngươi đưa cho ta. Ta không nghĩ tới Huyền Nguyệt cùng ta nói láo, thật có lỗi, hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia ngũ thải liên hoa kính từ trong tay áo lấy ra. Đưa trả lại cho bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng tiếp nhận ngũ thải liên hoa kính về sau, trong nháy mắt thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó còn nói thêm, theo ta được biết, Trần công tử ngươi đắc tội hai đại chí tôn, nguy cơ sớm tối. Tại ngũ thải liên hoa kính có thể giúp ngươi tranh thủ một con đường sống, ngươi thật nguyện ý giao trả cho ta. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, cái này vốn không phải ta, đã cung chủ muốn cầm về. Ta sao có thể mặt dày mày dạn không trả? Bạch y nữ tử nói ra, nhưng cái này tại tính mệnh của ngươi du quan, ngươi như khăng khăng không trả, quay người đào tẩu, ta cũng không thể tránh được. La Quân tâm tình không được tốt, như là trước kia còn có tâm tình nói đùa, hiện tại cũng không có ý định này, nói thẳng, cung chủ nếu không có việc khác tình, tại hạ cáo từ. Hắn quay người muốn đi, tâm lý nhiều ít vẫn là không thoải mái. Trần công tử chậm đã. Bạch y nữ tử nói ra, La Quân tâm lý một cái lộp bộp, ta qua,
người cung chủ này không phải là muốn thử dò xét chính mình. Trong lòng của hắn lập tức lại dấy lên hy vọng tới. Ngay sau đó, La Quân vẫn là trên mặt bất động thanh sắc, nói, cung chủ còn có chuyện sao? Bạch y nữ tử lại là nở nụ cười xinh đẹp, sau đó lại lấy ra ngũ thải liên hoa kính, nàng nói ra, vừa mới bất quá là cùng Trần công tử chỉ đùa một chút, còn hy vọng Trần công tử không muốn buồn bực ta. La Quân trong lòng lập tức cuồng hỉ, hắn tiếp nhận ngũ thải liên hoa kính, nói ra, này kính tại ta xác thực là sống còn, ta thì không khách khí. Hắn đón đến, nói ra, cung chủ nếu là lại muốn, ta cũng không còn. Bạch y nữ tử nói ra, tuyệt không lại muốn. La Quân ngay sau đó thiếp thân cất kỹ ngũ thải liên hoa kính. Cái này ngũ thải liên hoa kính tại thân, La Quân mới có thể an tâm. Cùng lúc đó, cũng đã thôi động ngũ thải liên hoa kính che đậy thiên cơ. Sau đó, La Quân còn nói thêm, còn không biết cung chủ xưng hô như thế nào. Bạch y nữ tử nói ra, ta gọi Lục Nguyệt Hoa, nhìn ta so ngươi lớn tuổi, ngươi có thể gọi ta một tiếng ánh trăng tỷ. La Quân cười ha ha, nói ra, nhìn ngươi rõ ràng là muội tử ta, nơi đó so ta lớn tuổi. Ta nhìn tựu ngươi ánh trăng tốt. Hắn lúc này tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Sau đó còn nói thêm, cung chủ trước tới tìm ta, tổng sẽ không thật chỉ là vì mở cái này trò đùa à. Hắn tuy nhiên miệng bên trong hoa hoa, nhưng cũng không tiện thật gọi Lục Nguyệt Hoa vì ánh trăng. Lục Nguyệt Hoa liền nói ra, lần này trước tới tìm ngươi, xác thực là có chuyện. Bất quá ta hiện tại còn không thể nói, 3 ngày sau ta mới có thể nói cho ngươi. La Quân hơi hơi kỳ quái, nói, đây cũng là sao? Lục Nguyệt Hoa nói ra, tóm lại là ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ, bất quá muốn tại 3 ngày sau. Dưới mắt, ta cũng không có chuyện gì, không bằng ngươi ta cùng một chỗ đồng hành, ngươi thấy có được không? La Quân giật mình trong lòng, hắn thực chất bên trong còn là ưa thích mỹ nhân nhi. Riêng là Lục Nguyệt Hoa dạng này nữ nhân, thực sự để hắn vô pháp kháng cự. Hắn nói ra, có thể cùng cung chủ đồng hành, đó là ta vinh hạnh cùng phúc khí. Chỉ bất quá ta lúc này phiền phức quấn thân, cung chủ cùng ta cùng một chỗ, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy phiền phức. Lục Nguyệt Hoa cười một tiếng ở giữa phong tình khiến người ta say mê. Nàng nói ra, ngươi cảm thấy ta lại là sợ phiền phức người sao? Yên tâm đi, nếu thật là gặp được phiền phức, có lẽ ta còn có thể giúp được ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, 3 ngày sau, nhất định cũng phải giúp ta bận bịu. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp bận bịu. Lục Nguyệt Hoa nói ra, vậy chúng ta quyết định như vậy. La Quân trong lòng không khỏi kỳ quái, đến là muốn chính mình hỗ trợ cái gì. La Quân đoán không ra Lục Nguyệt Hoa tâm tư, bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà phiền não. Hắn hiện tại phiền phức đã đủ nhiều, sớm đã là con giận nhiều không ngứa cấp độ. Sau đó, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa liền một đường bay về phía trước. Cụ thể muốn đi hướng nơi đó, La Quân cũng không có một cái nào khái niệm. Dù sao cũng là trước rời xa Nguyệt Ảnh Cung liền tốt. La Quân cùng với Lục Nguyệt Hoa, cái kia ngũ thải liên hoa kính liền đem Lục Nguyệt Hoa hành tung cũng che giấu. Lục Nguyệt Hoa cũng là biết, trước đó La Quân đến Nguyệt Ảnh Cung đợi qua, cho nên đợi tại Nguyệt Ảnh Cung cũng không an toàn. Bởi vậy, nàng mới chọn để La Quân rời đi về sau đó lại đuổi tới. Một đường tây hành. La Quân hỗn độn chi khí dồi dào vô cùng, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mệt mỏi. Lục Nguyệt Hoa nhìn ở trong mắt, liền cũng biết La Quân tu vi thật sự là sâu dày vô cùng. La Quân lúc này cũng tới hào hứng, hắn cảm thấy một đường mà đi có đẹp làm bạn, đó còn là một kiện nhân sinh chuyện tốt. La Quân hướng Lục Nguyệt Hoa hỏi, đúng, trước đó Huyền Nguyệt các nàng truy cái kia tặc nhân là chuyện gì xảy ra? Lục Nguyệt Hoa nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia oán giận. Nàng nói ra, cái kia tặc nhân gọi là Ngô Tuấn Giật, chúng ta Nguyệt Ảnh Cung có một chuyện cần hắn hỗ trợ. Không nghĩ tới hắn lại thừa dịp sự luyện công của ta bế quan đến chỗ mấu chốt, trộm chúng ta Trấn Cung chi bảo mà đi. Cái này tặc nhân thật sự là đáng giận, lần này nếu không phải có Trần công tử ngươi hỗ trợ, chúng ta Nguyệt Ảnh Cung chính là phải bị thua thiệt, càng phải bị người trên đường chế nhạo không thôi. La Quân nao nao, tâm hắn nghĩ nhạy bén cực kỳ, nói ra, ngươi muốn ta hỗ trợ. Chứ không phải liền là lúc đầu chuẩn bị tìm Ngô Tuấn Giật hỗ trợ a. Lục Nguyệt Hoa nao nao, nàng lại là không có phủ nhận. La Quân chính là càng thêm hồ nghi, bất quá hắn không có hỏi nhiều, dù sao 3 ngày sau đó, chính mình liền sẽ biết được. Một đường tây hành ước chừng 300 dặm về sau, phía trước xuất hiện một cái không bị khai phát hoang vu hải đảo. La Quân nói ra,
cái này chết trong biển hải đảo vạn thiên, chắc hẳn cái kia giáo thần cùng thiên lăng lão tổ cũng khó có thể thẩm tra tới. Chúng ta liền đến phía trước qua nghỉ ngơi một chút đi. Lục Nguyệt Hoa dù sao là không có ý kiến gì, nàng nói ra, người cảm thấy tốt là được. Lời nói này, cũng có chút phù sướng phụ tùy cảm giác. Cái này khiến La Quân tâm lý rất lợi hại thoải mái. Sau đó, hai người liền đáp xuống cái kia trên hải đảo. Trên hải đảo này bốn phía đều là rừng cây, trên bờ biển cũng là một mảnh hoang vu. Lâu không có dấu người cảm giác. La Quân trông thấy rừng cây không khỏi cuồng hỉ, hắn nói với Lục Nguyệt Hoa, cái này trong rừng cây chính là tốt nhất chỗ ẩn thân, ta cũng không tin thiên lăng lão tổ bọn họ sẽ đích thân qua lục soát. Bọn họ nếu là dùng thần linh chiếu gặp hư không đến, vậy liền nhất định cái gì cũng chưa tới. Lục Nguyệt Hoa nói ra, người cảm thấy tốt là được. La Quân cười ha ha. Sau đó, hai người liền ở trung ương rừng cây hạ xuống. Dù sao cái kia là tuyệt đối liền cái dấu chân cũng không lưu lại cho địch nhân. Tại rừng cây rậm rạp địa phương rơi xuống, lúc này sắc trời đã tới gần trạng vạng tối. Ngày đó một bên thải hà cùng trời chiều theo mặt biển thấp thoáng cùng một chỗ, hải thiên nhất sắc, mỹ lệ mà hùng vĩ, chói lọi mà nhiều màu. Ngoá, quên một việc, La Quân sau khi hạ xuống, hắn mắt nhìn mặt đất tràn đầy hư thối lá rụng, cảm thấy nơi này quả thực không có phù hợp dung thân chỗ. Hắn nói ra, ta chữ vật giới chỉ bị giáo thần Lena Hoya cho lục soát đi, bây giờ muốn hảo hảo an trí một chút cũng khó khăn. Hắn lập tức vừa nhìn về phía Lục Nguyệt Hoa, nói ra, cung chủ, người hẳn là có A. Nói nhảm, Lục Nguyệt Hoa rất lợi hại tự nhiên mà vậy nói ra, muốn trên tàng cây ngủ, có trên cây. Muốn trên mặt đất ngủ, có mặt đất. La Quân đột nhiên lại nghĩ đến một điểm, hắn cùng Lục Nguyệt Hoa muốn cùng một chỗ ẩn tàng tung tích, vậy thì phải ngủ ở một cái trong lều vải. Không phải vậy đến hoa, ngũ thải liên hoa kính cũng chiếu cố không đến hai người. Cái này khiến La Quân cảm thấy rất là hưng phấn a. Cho nên đầu hắn lại rất nhanh chuyển đứng lên, nói ra, vậy liền trên tàng cây dựng cái phòng nhỏ đi. Trên cây không gian khẳng định càng nhỏ hơn, tốt nhất là có thể cùng Lục Nguyệt Hoa ngủ một cái giường. Đây chính là La Quân tâm tư. Mặc kệ lại cái dạng gì tình huống dưới, nam nhân thủy chung đều là nam nhân. Trông thấy cái này phong hoa tuyệt đại Lục Nguyệt Hoa, cái kia vẫn sẽ có chút vô pháp tự kiềm chế a. Lục Nguyệt Hoa nói ra, có thể. Sau đó, Lục Nguyệt Hoa liền từ trong chữ vật giới chỉ tìm ra giường trúc. Cái kia giường trúc tại trạc cây ở giữa trải tốt, tự nhiên, cái này nhất định muốn tìm một cây đại thụ. Mặt khác, lại ở bên ngoài bố trí xuống lều vải, không cho con muỗi quấy nhiễu. Tiếp theo, Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân tại đủ rất rộng rãi trên giường trúc lại trải giường chiếu trải, còn thả một cái bàn nhỏ. Dạng này bãi xuống thiết lập, nơi này lập tức liền thành một cái phòng nhỏ. Hơn nữa còn rất ấm áp, khiến người ta nhìn một chút thì rất có ngủ dục vọng. Lục Nguyệt Hoa sau đó lại cầm rất nhiều thực vật đi ra, hơn nữa còn có mỹ tửu. Đồng thời, Lục Nguyệt Hoa còn có tiểu hỏa nồi cùng tiểu hỏa lô. Hai người tiếp lấy thì nấu bốc cháy nồi bắt đầu ăn. Rượu kia là hảo tửu. La Quân cảm thấy mình thật lâu không có thư thái như vậy ăn cơm uống rượu, hắn uống một hớp rượu, ăn một miếng cay thịt bò. Cạn ly, cung chủ. La Quân hô to một tiếng thống khoái về sau, theo Lục Nguyệt Hoa chạm cốc nói. Lục Nguyệt Hoa một ngụm cũng liền uống, nàng rất là thật là thoải mái. Hai người uống rượu, chênh choáng lên, nói chuyện cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. La Quân, ngươi làm sao lại đồng thời đắc tội thiên lăng lão tổ còn có giáo thần Lena Hoya? Lục Nguyệt Hoa gọi thẳng tên hỏi. La Quân cũng liền không tị hiềm, hắn cũng không lo lắng Lục Nguyệt Hoa hội là địch nhân. Bởi vì, Lục Nguyệt Hoa nếu là thiên lăng lão tổ người bên kia, nàng không cần làm tiểu thủ đoạn, trực tiếp âm thầm thông báo thiên lăng lão tổ là được rồi. Càng là không cần đưa La Quân ngũ thải liên hoa kính. Và lại, nếu là không có ngũ thải liên hoa kính, mình coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, vậy cũng trốn không thoát thiên lăng lão tổ pháp nhãn a. La Quân ngay sau đó liền nói rất dài dòng. Lời nói lại lớn lên, một câu tổng có thể nói xong. Lục Nguyệt Hoa nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta thực căn bản cũng không phải là cái này mê thất đại lục người. Lục Nguyệt Hoa không khỏi kinh ngạc. Ngươi nghe ta từ đầu nói lên cáp, La Quân uống rượu, hào hứng cũng tới. Hắn thì từ mình tại chủ thế giới bên trong bị địch nhân truy sát, sau đó cùng bạn bè bất đắc dĩ chạy đến mê thất đại lục bắt đầu. Lục Nguyệt Hoa nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi thật giống như địch nhân đặc biệt nhiều a.
La Quân nhất thời, mẹ nó, nàng nói xong có đạo lý, La Quân thế mà không phản bác được a. Chính mình hơn một năm nay đến, quả thực thì là cửu nhân địch nhân trải rộng thiên hạ a. Từ đông đến tây, từ chủ thế giới đến mê thất đại lục. Đi tới chỗ nào, liền có thể ở nơi nào thụ một số cường địch. Ta qua, cái này khiến La Quân trong nháy mắt đều muốn hoài nghi mình nhân phẩm đến có phải hay không có vấn đề. Ngươi nói tiếp a, Lục Nguyệt Hoa thúc giục nói. La Quân cũng liền không nghĩ ngợi thêm, hắn cũng không phải trái tim pha lê. Dù sao hắn làm việc từ trước đến nay coi trọng một cái không thẹn với lương tâm. Về phần người khác chán ghét hơn chính mình, căm hận chính mình, vậy thì do bọn họ qua. Hắn là một cái sống so sánh tự mình cùng tiêu sái người. Trên thực tế, La Quân tâm lý hiểu hơn, hắn chi cho nên sẽ có nhiều như vậy địch nhân cùng phiền phức, rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn là thiên mệnh giả a. La Quân thì giảng hắn đến chủ thế giới, tại vạn kính nhân tung diệt tuyết vực bên trong gian nan hành tẩu. Sau cùng lại vì đa luân tư cứu, tiếp lấy thì cùng mâu tư trưởng lão bọn người gặp nhau. Sau cùng tại thời khắc mấu chốt, lựa chọn vì tình nghĩa, cứu đa luân tư. Tiếp theo, La Quân giảng theo giáo thần kết thù, mấy lần dụng kế lừa qua giáo thần, dẫn đến giáo thần lôi đình nổi giận. Lục Nguyệt Hoa đang nghe La Quân nói hắn trêu đùa giáo thần lúc, nàng đôi mắt đẹp lập tức sáng. Nàng liền cũng đã biết trước mắt La Quân thật sự là cái thông minh tuyệt đỉnh kỳ lạ nam tử. La Quân một mực giảng đến giờ này ngày này, bao quát cùng Long Thần hết thảy đều là nói. Lục Nguyệt Hoa nghe ngạc nhiên liên tục, nàng nói ra, người tại mê thất đại lục kinh lịch thật đúng là mạo hiểm vô cùng, nghe đều giống như một bộ truyền kỳ cố sự đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt ha, ca đi tới đó đều là truyền kỳ. Hắn theo Lục Nguyệt Hoa trò chuyện mở, cái kia cũng sẽ không lại vẻ nho nhã nói chuyện. Lục Nguyệt Hoa cười một tiếng. Cố sự sau khi nói xong, hai người cũng ăn không sai biệt lắm. Lục Nguyệt Hoa đem trên mặt bàn đồ ăn thu thập sạch sẽ, cũng đem cái bàn lau sạch sẽ. Lúc này trời đã hoàn toàn đen, trăng sáng thanh huy vẩy chiếu xuống tới. Dạng này bóng đêm là xinh đẹp như vậy. Lục Nguyệt Hoa nói với La Quân, ngươi tự tiện đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nàng nói xong cũng trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần nghỉ ngơi. Cho nên cái này giường, như thế ngủ, vậy thật đúng là rất rộng rãi. Cứ việc La Quân trong lòng là rất muốn cùng Lục Nguyệt Hoa phát sinh điểm cái gì, mà lại cùng ở một phòng, trên người nàng cỗ này mùi thơm phá lệ câu người. Nhưng La Quân cũng biết, ý nghĩ này quá hoang đường. Lục Nguyệt Hoa chính là nhất cung chi chủ, chính mình không nên có ý nghĩ ngông cuồng. Cho nên, hắn lập tức cũng liền bắt đầu tu luyện. Dù sao vẫn là muốn lấy chính sự làm trọng. La Quân đi đầu đem liệt thần ngẫu lấy ra. Liệt thần ngẫu tại La Quân trên tay cũng là một cái tiểu mộc người. La Quân tâm niệm nhất động, tiểu mộc người lập tức liền mở to mắt. Sau đó, tiểu mộc người nhảy ra La Quân trong lòng bàn tay, tại cái kia trên giường đứng vững, tiếp lấy thì thân thể biến lớn, rất nhanh liền thành một người bình thường cỡ như vậy. Lục Nguyệt Hoa lúc đầu cũng định nghỉ ngơi, gặp chiến trận này, lập tức mở to mắt. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía liệt thần ngẫu, hỏi, đây là cái gì? La Quân cười một tiếng, nói ra, nó gọi là liệt thần ngẫu, là ta bị giáo thần nhốt tại Vân Thiên Cung về sau, ta tại nàng pháp bảo trong đống tìm tới. Hiện tại ta đã đưa nó biến thành ta thân ngoại hóa thân, cũng chính là nhất tôn nguyên thần. Nguyên thần đều là không có thân thể, Lục Nguyệt Hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, nhưng cái này liệt thần ngẫu thân thể nhìn lại là nhất tôn hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Nếu là vận dụng thỏa đáng, người cái này nguyên thần coi như không được. La Quân cười cười, theo rồi nói ra, ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn cùng nó câu thông một chút, thuận tiện dạy nó tu luyện như thế nào. Lục Nguyệt Hoa gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Lục Nguyệt Hoa nhắm mắt lại. La Quân liền nói với liệt thần ngẫu, ngồi xuống đi. Cái kia liệt thần ngẫu cũng liền tại La Quân đối diện ngồi xếp bằng. La Quân nhắm mắt. Hắn hỗn độn chi khí lập tức theo liệt thần ngẫu trong não vực hỗn độn chi khí hợp thành một thể. La Quân lập tức phát hiện một kiện ngạc nhiên vô cùng sự tình. Cái kia chính là, tại liệt thần ngẫu trong não vực cư nhưng đã hình thành một cái theo chính mình một dạng quang não. Cái kia quang não bên trong hỗn độn chi khí so với chính mình trước đó chăm chú cho nó nhiều không chỉ gấp 2. Nói cách khác, cái này liệt thần ngẫu đã sẽ tự mình tu luyện hỗn độn chi khí. Mà lại, nó tư chất biến theo chính mình một dạng. Đều là vận dụng hỗn độn chi khí, có thể khống chế lục hệ nguyên tố chi lực. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, trong lòng giật mình, hắn không biết đây coi là chuyện tốt hay chuyện xấu.
sẽ có hay không có một ngày, liệt thần ngẫu sẽ trưởng thành đến chính mình không cách nào khống chế nó cấp độ. La Quân tâm lý không tự chủ được sinh ra lo lắng. Người vốn là như vậy kỳ quái, như liệt thần ngẫu không phải hắn, hắn mới sẽ không quản nó như thế nào trưởng thành. Nhưng bây giờ đã chiếm làm của riêng, liền lo lắng về sau không thể lại đem trưởng khống. Bất quá lập tức, La Quân cũng cứ an tâm, nếu như liệt thần ngẫu thật có thể trưởng thành đến rất cường đại, đó cũng là nó tạo hóa. Nó cũng không phải cái gì ma đầu loại hình đồ, vật. Nếu nó đủ cường đại, mà lại có chính mình tâm trí, vậy mình thì cùng nó làm người bằng hữu cũng không phải không thể mà. Ngay sau đó, La Quân lấy thần thức cùng liệt thần ngẫu câu thông. Liệt thần ngẫu tiếp xúc đến La Quân thần thức, lập tức tản mát ra vui sướng tâm tình, nó thân thiết hô, chủ nhân, chủ nhân. Thanh âm này người nghe cũng là cái không chút tâm cơ nào đơn thuần tiểu đồng. La Quân mỉm cười, liền cũng lấy thần thức nói ra, tiểu gia hỏa, người tại sao muốn gọi ta là chủ nhân? Liệt thần ngẫu nói ra, chủ nhân, ta chính là thượng cổ bàn hoàng lấy thần đồng mộc, tăng thêm pháp lực tinh thạch luyện chế mà thành nhất tôn con rối nguyên thần. Ngài hiện tại lấy pháp lực kích hoạt ta não bộ tinh thạch, cho nên ngài dĩ nhiên chính là ta chủ nhân nha. La Quân thử thăm dò nói ra, không có người nào trời sinh liền là ai chủ nhân, mặc kệ ngươi là thế nào đến, nhưng ngươi bây giờ đã có chính mình tư tưởng. Vậy liền cũng là cái này chúng sinh bên trong một viên, cho nên, ngươi có thể tự do mà đi. Liệt thần ngẫu nhất thời ngây người, nó sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, chủ nhân, ta chính là con rối nguyên thần, tuy nhiên có chính mình ý thức cùng nhanh nhạy. Nhưng là căn bản không có bất luận cái gì dục vọng. Cho nên ta không có chỗ có thể đi, cũng chỉ nguyện ý đi theo tại ngài. Khẩn xin chủ nhân không muốn vứt bỏ ta. Nó nói càng về sau, đã có chút bi bi thiết thiết. La Quân dĩ nhiên không phải thực tình muốn liệt thần ngẫu rời đi, nói như vậy cũng bất quá là một loại thăm dò a. Hắn rơi vào trầm tư. Cái này liệt thần ngẫu đến là thật không chút tâm cơ nào, vẫn là có ý giấu giếm, muốn tại chính mình nơi này thu hoạch càng nhiều đồ đâu. Điểm này, La Quân trong lúc nhất thời khẳng định là tham không thấu. Tính toán, La Quân đột nhiên cắn răng một cái, hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này liệt thần ngẫu nói đến bất quá là nhất tôn con rối nguyên thần, chẳng lẽ mình còn sợ nó phản hay sao? Ta nếu ngay cả trấn áp nó lòng tin đều không có, cái kia còn nói gì đi đối phó giáo thần đâu? Vừa nghĩ như thế, La Quân trong lòng lập tức thì sinh ra hào tình tráng trí. Đối với liệt thần ngẫu, La Quân cũng không có thủ đoạn đến quản thúc cùng kiềm chế, bởi vì liệt thần ngẫu cùng hắn là đồng xuất một mạch. Tựa như hai loại một dạng độc xà cắn nhau một ngụm, đây tuyệt đối là đem đối phương độc không chết. La Quân cũng không cố kỵ nữa, ngay sau đó liền nói ra, vậy thì tốt, ngày khác ngươi nếu muốn rời đi, chỉ cần cùng ta nói một tiếng, ta tuyệt sẽ không cực hạn ngươi tự do. Nhưng là có một chút chúng ta trước đó đến nói tốt. Chủ nhân mời nói, liệt thần ngẫu lập tức nói. La Quân nói ra, ngươi chính là ta chỗ tạo nên, đối ngươi liền cũng coi là có truyền nghề chi thực. Ngày khác ngươi nếu dám dùng ta bản sự qua vì không phải làm ác, ta sẽ đích thân hủy ngươi. Liệt thần ngẫu lập tức nói, chủ nhân, ngươi không cho ta làm, ta tuyệt không làm. La Quân nói ra, vậy thì tốt, hiện tại ta trước cho ngươi đặt tên. Liệt thần ngẫu chính là vui sướng, nói ra, quá tốt, ta có thể có danh tự. La Quân nói ra, ngươi chính là thần đồng mộc thân thể, lại là thượng cổ bàn hoàng tự mình chế tạo, tự thần đồng đi. Liệt thần ngẫu nghi hoặc nhìn về phía La Quân, nói ra, thần đồng cái tên này cùng bàn hoàng tự mình chế tạo có quan hệ gì sao? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, không có quan hệ. Hắn đón đến, nói ra, ngươi biết cái gì gọi trang sao? Liệt thần ngẫu nói ra, không hiểu. Cái này cũng đều không hiểu, cái kia cũng không nên hỏi. La Quân nói ra. Thần đồng liền đàng hoàng nói, vâng, chủ nhân, vậy sau này ta liền gọi thần đồng. La Quân tâm lý quái vui, ha ha, còn thu thập không ngươi cái này hùng hài tử. Có trời mới biết, hắn câu nói mới vừa rồi kia cái gì ngươi chính là thần đồng mộc thân thể, lại là thượng cổ bàn hoàng tự mình chế tạo căn bản chính là muốn trang cao nhân tới cái cao thâm mà chắc, sau đó thuận tiện trang. Nào biết được tiểu gia hỏa này thế mà còn phát ra câu nghi vấn. Sau đó, La Quân liền gọi thần đồng sở hữu long tộc ma pháp cùng long tộc lý luận. Bao quát chính hắn thiên lôi quyền ấn, hám thiên ấn, còn có linh hồn lốc xoáy. Sau cùng, La Quân lại đem chính mình võ đạo tinh thần, chờ một chút hết thảy đều toàn bộ nhét vào thần đồng trong não vực. Lần này, cái này thần đồng thì thật chẳng khác gì là La Quân một cái phục chế thể.
hắn có La Quân không sai biệt lắm toàn bộ tri thức cùng tinh thần. Hai người là giao lưu tinh thần, cho nên Lục Nguyệt Hoa là căn bản nghe không được, cũng không biết. Mà lại giao lưu tinh thần có giao lưu tinh thần chỗ tốt, cái kia chính là rất nhiều lời nói thuyết minh rất lợi hại phiền phức, nhưng là thần thức bên trên lại lập tức liền hiểu. Cho nên, cũng mới có hai cái lẫn nhau người am hiểu. Đối phương nói hai cái đơn giản chữ, sau đó bên này thì sẽ lập tức hiểu. Sau đó, La Quân nói với thần đồng, chính ngươi đi luyện tập đi, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Còn ngươi có thể đi tới một bước nào, cái kia đều xem chính ngươi tạo hóa. Vâng, sư phụ, thần đồng sau khi nói xong, quay người liền trực tiếp bay ra ngoài. La Quân lúc này trong đầu y nguyên có thể cảm giác được thần đồng tung tích, mà lại nhắm mắt lại, thì có thể biết thần đồng cụ thể đang làm cái gì. Cái này khiến La Quân lại yên tâm rất nhiều. Sau đó, La Quân liền mắt nhìn bên cạnh Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa một mực là nhắm mắt, cái này khiến La Quân không làm rõ ràng được nàng đến là ngủ vẫn là tại tu luyện. La Quân chẳng qua là cảm thấy, Lục Nguyệt Hoa khía cạnh cũng là như vậy mỹ lệ, gương mặt kia bên trên da thịt quả nhiên là trắng nõn như mỡ đông, lại như vô cùng mịn màng. La Quân tiếp lấy thì thu hồi tâm thần, hắn mặc dù tốt nữ nhân, nhưng cũng sẽ không trầm mê ở chính giữa. Sau đó, La Quân bắt đầu tu luyện hỗn độn chi khí. Nhắm mắt về sau, trong não vực quang não đã có một cái vạc nước cỡ như vậy. Nhắm mắt lại, trong não vực là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám. Cái này quang não là cái viên cầu thể, quanh thân tản ra màu xanh vầng sáng. Mà lại, quang não tại xoay chậm chậm lấy. La Quân minh bạch, cái này quang não cũng là cùng loại với một cái động cơ, hắn có thể điều động bao nhiêu nguyên tố chi lực, thì quyết định bởi tại cái này động cơ cường đại cỡ nào động lực. Như vậy, liền tiếp tục sửa luyện, cường đại quang não đi. Bây giờ quang não bên trong tất cả đều là hỗn độn chi khí là lớn nhất không kén ăn. Trong không khí, cái gì lực lượng, cái gì nguyên tố chi lực nó đều có thể thu nạp vào đến, hòa tan làm hỗn độn chi khí. La Quân bắt đầu điên cuồng thu nạp nguyên tố chi lực. Một đêm này rất nhanh liền quá khứ, đến hừng đông thời điểm, La Quân cảm giác được quang não lại biến rất nhiều. Trước đó là to bằng vại nước, dưới mắt lại là hai cái vạc nước cỡ như vậy. Bên trong hỗn độn chi lực liền càng thêm dồi dào, càng khủng bố hơn. La Quân tựa như là nắm giữ lấy một cái mỏ dầu, mãi mãi cũng không lo lắng xe hội không có dầu. Buổi sáng tia nắng ban mai xuyên thấu qua rừng cây vẩy chiếu xuống đến, xung quanh còn có chim trùng chít chít chách chách âm thanh. Nơi này không khí phá lệ nguyên thủy, tươi mát. La Quân dễ chịu hít thở sâu một hơi, sau đó lại mở rộng cái lưng mỏi. Lục Nguyệt Hoa cũng mở to mắt, nàng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, xem ra ngươi một đêm này thu hoạch không nhỏ a. La Quân mỉm cười, nói ra, thật có chút thu hoạch. Hắn đón đến, nói ra, bất quá ta từ đầu đến cuối không có lợi hại gì tiện tay pháp bảo. Dạng này theo giáo thần đối chiến đứng lên, vô cùng ăn thiệt thòi. Lục Nguyệt Hoa cười một tiếng, nói ra, thiên tài địa bảo đều là có linh tính, cũng giảng một cái duyên phận. Có lẽ là ngươi duyên phận còn chưa tới, nhưng bất kể như thế nào, ngươi đã có cùng giáo thần đối chiến tư cách, cái này cũng đã là rất nhiều người cũng không thể cùng ngươi so. Ha ha, La Quân cười lớn một tiếng, hắn nói ra, ta nguyện vọng không chỉ có riêng là cùng giáo thần đối chiến, cô nương kia cao cao tại thượng, sớm muộn có một ngày ta phải muốn đem nàng theo dưới đất, đánh nàng cái mông. Đến lúc đó nhìn nàng có phải hay không còn có thể kiêu ngạo như vậy. Lục Nguyệt Hoa nói ra, có lẽ ngươi còn có thể để cho nàng làm ngươi tiểu thiếp đây. Nàng cũng là theo chân cười. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nàng làm thiếp, ngươi làm lão bà của ta sao? Hắn cũng không có nói với Lục Nguyệt Hoa qua chính mình có thê tử, cho nên lúc này miệng một nhanh, miệng kia hoa hoa mau bệnh thì lại đi ra. Thốt ra lời này lời nói, La Quân thì biết tự mình nói sai. Lục Nguyệt Hoa nhưng cũng không có buồn bực, nàng chỉ là cười mỉm nhìn lấy La Quân, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? La Quân lập tức tránh đi Lục Nguyệt Hoa ánh mắt, hắn cười ha hả, nói, ta có nói cái gì không? Ta không hề nói gì à? Lục Nguyệt Hoa liền cũng liền không lại tiếp tục truy cứu vấn đề này. Ngay vào lúc này, La Quân tâm thần nhất động, lập tức liên hệ với thần thông. Hắn tại trong não vực nhẹ nói, thần đồng, trở về. Vâng, chủ nhân, thần đồng chính tại hư không ngao du, quên cả trời đất. Nghe vậy về sau, hắn lập tức lộn vòng trở về. Chỉ một lúc sau, thần đồng liền bay ra ngoài, xuất hiện tại La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trước mặt.
Lục Nguyệt Hoa không khỏi thất sắc, nói ra, người để hắn đơn độc ra ngoài. La Quân gật đầu, hắn lập tức cũng liền biến sắc, ta dựa vào. La Quân thế mà sơ sẩy trọng yếu nhất một việc, cái kia chính là thần đồng vốn chính là thuộc về giáo thần. Lúc này, thần đồng bay ra ngoài, thì không tại ngũ thải liên hoa kính bảo vệ dưới. Cứ như vậy, thần đồng há không phải liền là bại lộ La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa hành tung. Cái này coi là thật thì là chân chính cẩn thận mấy cũng có sơ sót ha. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, Lục Nguyệt Hoa nói với La Quân. La Quân gật gật đầu. Thần đồng, ta hỏi ngươi, giáo thần có hay không ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký? La Quân hỏi, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không, nếu như giáo thần thật tại thần đồng trên thân lưu lại ấn ký, như vậy giáo thần sớm nên đuổi theo. Mà lại, thần đồng tại Vân Thiên Cung bên trong là không chút nào thu hút. Cho nên rất có thể giáo thần đều không biết mình có một vật như vậy. Đây cũng là La Quân nhất thời buông lỏng, mới có thể sơ sẩy thần đồng tồn tại một nguyên nhân. Thần đồng nghi hoặc nhìn về phía La Quân, nói, giáo thần là ai? La Quân không khỏi vỗ đầu một cái, chính mình thật sự là hồ đồ a. Cái này thần đồng trước đó vẫn luôn không có bị kích hoạt, thuộc về một tờ giấy trắng, hắn căn bản cũng không nhận biết giáo thần a. Không có gì, La Quân nói ra, người khôi phục nguyên hình, đến trên người của ta tới đi. Thần đồng nói ra, vâng, chủ nhân. Sau đó, thần đồng thì lại biến thành tiểu mộc người. La Quân ôm đồm trên tay, để vào trong tay áo. Ta cái này có bao nhiêu chữ vật giới chỉ, không gian không lớn, tặng cho ngươi đi. Lục Nguyệt Hoa gặp La Quân keo kiệt, lập tức nói ra. La Quân tự nhiên là cầu còn không được, hắn cười một tiếng, nói ra, vậy ta thì không khách khí. Lục Nguyệt Hoa cũng là mỉm cười một chút, nói ra, nói thật giống như ngươi khách khí với ta qua giống như. Hai người tuy nhiên nhận biết không lâu, nhưng lại có loại đã vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Vậy đại khái cũng là mới quen đã thân đi. Có lẽ chủ yếu hơn là nam nữ lẫn nhau hấp dẫn. Lục Nguyệt Hoa đem một cái chữ vật giới chỉ cho La Quân về sau, La Quân liền đem ngũ thải liên hoa kính cùng thần đồng đều bỏ vào. Thần đồng là không cần hô hấp, hắn tuy nhiên có thân thể, nhưng cuối cùng không phải thật sự người. Thân thể kia cũng không thể nói là thân thể, mà chính là thân thể. Ngũ thải liên hoa kính cho dù là tại trong chữ vật giới chỉ cũng có thể phát huy tác dụng. Cứ như vậy, La Quân đã cảm thấy tự tại nhiều. Vì có qua có lại, La Quân nói ra, ánh trăng, người trong giới chỉ cũng không thể hô hấp đúng không? Lục Nguyệt Hoa nói ra, đúng a, muốn có thể hô hấp, cái kia đến tạo một tòa tịnh hóa ma pháp trận, rất khó khăn. Thiên Lăng cũng không có mấy người có thể có loại bản lãnh này. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra sẽ, chỉ cần ngươi có tốt tinh thạch, ta có thể cho ngươi tạo một cái. Thật, Lục Nguyệt Hoa trong mắt tràn ngập kinh hỉ. La Quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên là thật. Hắn vừa nói chuyện đợi đứng lên, nói ra, ta luôn cảm thấy nơi này đã không đủ an toàn. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Lục Nguyệt Hoa nói ra, tốt. Sau đó, hai người liền đem trang bị thu sạch tiến trong chữ vật giới chỉ. Tại cái này mê thất đại lục bên trong chỉ cần tu vi cao thâm, đó còn là có thật nhiều tiện lợi. Tỷ như có cái chữ vật giới chỉ, cái kia đi ra ngoài quả thực có thể mang một chỗ nhà. Mà lại muốn đi đâu nhì bay thẳng qua. Căn bản không cần giao dưỡng lộ phí, cũng không cần cho xe hơi cố lên. Còn lục sắc không ô nhiễm, rất là ôm vòng. Đương nhiên, cái này thực là La Quân chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Tại mê thất đại lục bên trong, có mấy người tu vi có thể đạt tới hắn cùng Lục Nguyệt Hoa loại cảnh giới này. Tại mê thất đại lục bên trong, riêng là thiên nguyên trong đế quốc, có thể xuất hiện một cái ma pháp sư, cái kia đều giống như là một cái yến kinh đại học sinh cấp bậc. Mà lại coi như là ma pháp sư, bọn họ có mấy cái có thể có được như vậy rồi rào tinh thần lực. Rất nhiều người có thể bay một đoạn đường cũng không tệ, một đoạn đường bay xuống, tinh thần lực theo nước chảy giống như tiêu hao. Dù sao tổng tới nói, thực tại mê thất đại lục bên trong, có thể giống La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa như thế tiêu sái phi hành, cái kia tại chủ thế giới bên trong đều là thuộc về chí ít 10 tỷ NDT phú hào cấp bậc. Sau khi thu thập xong, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa đi qua một đêm nghỉ ngơi. Hai người đều là tinh lực dồi dào. Nếu không hai chúng ta so tài một chút, xem ai tốc độ nhanh. La Quân bỗng nhiên đối Lục Nguyệt Hoa cười nói. Lục Nguyệt Hoa từ tốn nói, ngươi cũng đừng nhạc cực sinh bi, vạn nhất chúng ta khoảng cách kéo xa, ngũ thải liên hoa kính bao phủ không đến, đến lúc đó bị Thiên Lăng lão tổ bọn họ tìm được cơ hội, vậy ngươi coi như cười không nổi. La Quân nghĩ cũng phải,
liền cũng liền bỏ ý niệm này đi. Sau đó, hai người bay ra rừng cây, tại trời xanh bên trong thỏa thích ngao du đứng lên. Ánh trăng, người tại thiên lăng bên trong so ta quen thuộc. La Quân một bên phi hành, một bên cùng Lục Nguyệt Hoa trò chuyện. Hắn hiện tại hô hào ánh trăng cũng kêu rất là thuận miệng. Ừm, Lục Nguyệt Hoa nói. La Quân nói ra, thiên lăng lão tổ có thiên huyền la bàn, giáo thần có nguyên thủy thánh điển. Người nói nếu như ta muốn đối kháng bọn họ, phải đi tìm một kiện cái dạng gì pháp bảo. Lục Nguyệt Hoa nói ra, nguyên thủy thánh điển, thiên huyền la bàn, hai kiện pháp bảo kia tại chúng ta mê thất đại lục bên trong, đều là thuộc về tuyệt thế linh bảo. Riêng là giáo thần Lena Hoya nguyên thủy thánh điển, nhưng nói là mê thất đại lục hồn phách vị trí, bao quát vạn vật. Bên trong pháp bảo vô số, càng có thể đẩy hiểu quá khứ tương lai. Quả thực cũng là khủng bố, cái kia giáo thần Lena Hoya chỉ cần nguyên thủy thánh điển nơi tay, liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. La Quân không khỏi tê cả da đầu, hắn cười khổ nói, nàng như đứng ở thế bất bại, há không có nghĩa là ta muốn vĩnh viễn bị nàng ngăn chặn. Lục Nguyệt Hoa khe khẽ thở dài, nói ra, thẳng thắn tới nói, người muốn chiến thắng giáo thần, thật không có gì hy vọng. La Quân liền hỏi, như vậy là không có thể theo nguyên thủy thánh điển chống lại pháp bảo. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cái này. La Quân nói ra, thiên địa sinh âm dương, thư hùng. Vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Không có khả năng liền không ai có thể khắc chế nguyên thủy thánh điển pháp bảo a. Lục Nguyệt Hoa nói ra, có lẽ có, nhưng ta không dám khẳng định. La Quân lập tức tới hứng thú, nói, ta cũng chính là cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi nói xem. Lục Nguyệt Hoa nói ra, tương truyền năm đó bản hoàng có tam đại pháp bảo. Thượng cổ thời đại, bản hoàng chính là dựa vào cái này ba món pháp bảo vô địch khắp thiên hạ. Thượng cổ thời đại, bản hoàng. La Quân đã không chỉ một lần nghe được bản hoàng cái danh này. Trong lòng của hắn đối bản hoàng sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Bất quá giờ phút này hắn cũng không hỏi, mà chính là nói ra, ta biết bản hoàng có một ngụm bản hoàng kiếm, đó là đang dạy thần nguyên thủy thánh điển bên trong, vô cùng lợi hại. Hắn chả có cái kia hai kiện pháp bảo. Lục Nguyệt Hoa nói ra, bản hoàng kiếm, huyền thiên hỏa vân thần khải, u minh hoàng tuyển đồ. Nàng đón đến, nói ra, bản hoàng kiếm ngươi là kiến thức đến. Vậy ta thì không cần cùng ngươi nhiều lời. Còn huyền thiên hỏa vân thần khải, này khải hấp thụ thiên địa chi tinh hoa, đoạt thiên công chi tạo hóa. Mặc vào có thể bay vân nhập thiên, xuống biển cầm long. Liền xem như người bình thường mặc, cũng có thể phi thiên độn địa. Mà lại, huyền thiên hỏa vân thần khải sau khi mặc vào, đao thương bất nhập, pháp bảo khó làm thương tổn. Càng có thể mượn nhờ phía trên hỏa vân ngưng tụ hỏa vân thần đan giết người, cái kia là phi thường lợi hại sát khí. Bất quá, bàn hoàng kiếm cùng huyền thiên hỏa vân thần khải tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng cái kia U Minh Hoàng Tuyền Đồ so ra, vậy liền kém xa. U Minh Hoàng Tuyền Đồ cũng là duy nhất có thể cùng nguyên thủy thánh điển sánh ngang siêu cấp thần khí. Cái này U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong chính là một cái tiểu thế giới, bên trong có một đầu phi thường lớn bờ sông, sông kia liền gọi là U Minh Hoàng Tuyền bờ sông. La Quân giật mình trong lòng, nói ra, U Minh Hoàng Tuyền bờ sông. Một con sông liền có thể theo nguyên thủy thánh điển sánh ngang. Lục Nguyệt Hoa nói ra, sông kia cũng không phải đơn giản bờ sông, U Minh Hoàng Tuyền bờ sông đã là chôn sâu lòng đất, về sau bị đại thần thông giả đem chọn con sông vận chuyển đến U Minh trong Hoàng Tuyền đồ. Cái kia U Minh Hoàng Tuyền bờ sông Hoàng Tuyền thủy có rất cường đại ăn mòn năng lực, đồng thời Hoàng Tuyền hà bên trong còn có thật nhiều quái thú dị chủng. Làm ngươi nắm giữ U Minh Hoàng Tuyền mưu toan về sau, ngươi chính là U Minh Hoàng Tuyền bờ sông chủ nhân. Nếu ngươi thật có thể đem U Minh Hoàng Tuyền đồ cầm trên tay, ngươi thì sẽ biết món pháp bảo này chỗ lợi hại. La Quân nói ra, cái kia huyền thiên hỏa vân thần khải cùng U Minh Hoàng Tuyền đồ đến đi nơi nào? Có thể hay không cũng cất giữ trong nguyên thủy thánh điển bên trong? Cái này tuyệt không có khả năng. Lục Nguyệt Hoa nói ra, nguyên thủy thánh điển không cách nào dung nạp U Minh Hoàng Tuyền đồ. Mà lại, nếu thật đang dạy thần thủ bên trên, tất cả mọi người hội biết được. Năm đó giáo thần cùng long tộc chiến đấu cũng không phải tiểu chiến dịch, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, nàng cũng không có đụng tới qua hai loại pháp bảo, cái này liền cũng đã nói lên, hai kiện pháp bảo kia không có khả năng đang dạy thần thủ bên trên. Biển người mênh mông, La Quân nói ra, cho dù ta có lòng muốn tìm đến những này pháp bảo, nhưng chỉ sợ cũng không có gì có thể. Lục Nguyệt Hoa nói ra, sự thật này, nếu quả thật tốt như vậy tìm, sớm cũng liền bị người tìm tới. Thực khả năng rất lớn. Hai kiện pháp bảo kia hẳn là đều tại thiên lăng trong phần mộ. La Quân cười khổ, nói ra, nhưng là thiên lăng phần mộ cũng là rất khó tìm.
Lục Nguyệt Hoa nói ra, không sai. Trước đó Thiên Lăng thực cũng là một mảnh hoang vu, sau đến nhiều như vậy người tới, đều là vì tìm kiếm được Thiên Lăng phần mộ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Thiên Lăng đã hình thành một cái đặc biệt tồn tại. Có thể Thiên Lăng phần mộ làm thế nào cũng tìm không lớn. Nàng đón đến, nói ra, đã từng cũng có đại thần thông giả hoa thời gian 20 năm, lấy thần thức bắn phá toàn bộ Tử Hải. Nhưng sau cùng, hắn cơ hồ tìm lượt Tử Hải mỗi một cái nơi hẻo lánh, sau cùng cũng không từng tìm tới Thiên Lăng phần mộ. Vì sao lại như vậy chứ? La Quân không khỏi kỳ quái, nói ra, không phải nói, Thiên Lăng phần mộ ngay tại chết trong biển sao. Cái này chết biển tên cũng là căn cứ phần mộ mà đến. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi phải biết, Thiên Lăng phần mộ trước kia là thần ma chiến trường. Những người kia, đều không phải chúng ta có thể hiểu được. Bọn họ nếu là thiết chí trận pháp, cùng loại ngũ thải liên hoa kính, hoặc là tiểu thế giới dạng này chướng nhãn pháp, ai có thể tìm được đến. La Quân nghĩ cũng phải. Hắn nói ra, xem ra ta muốn đi tìm đến, kia liền càng là mò kim đáy biển. Phải nói so mò kim đáy biển còn khó. Lục Nguyệt Hoa nói ra, Thiên Lăng nhiều người như vậy, tìm mấy trăm năm đều không tìm được. Người cũng có thể thấy được đến cỡ nào khó. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, nhìn thấy phía trước lại có một vứt bỏ hải đảo kia bên trên cũng là sơn phong san sát. Chúng ta đi chỗ nào nghỉ một lát đi, thuận tiện ăn một chút gì. Ta còn có một số việc muốn hướng ngươi giải một chút. La Quân nói ra, Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói ra, tốt. Hai người tại hải đảo kia hạ xuống về sau, liền lại đem nhà gỗ cùng giường gỗ đem đến trên cây. Về sau, Lục Nguyệt Hoa đem bữa sáng hơi làm một chút, cho La Quân ăn. Cái này lúc sau đã là 10 giờ sáng, hai người cách trước đó hải đảo đã gặp nhau hơn 300 dặm đường. Cái này chết biển to lớn, vô biên vô hạn, cũng khó trách cái kia đại thần thông giả lấy thần thức bắn phá cũng phải dùng thời gian 20 năm. Thu xếp tốt về sau, La Quân nói ra, ta cảm thấy muốn tìm Thiên Lăng phần mộ, không thể riêng này A Mù Quáng tìm. Chúng ta phải từ năm đó đến thần ma chiến trường bắt đầu vào tay. Lục Nguyệt Hoa nói ra, có thể nghĩ tới biện pháp, tất cả mọi người nghĩ tới. La Quân thở dài, nói ra, tính toán, ta cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, mê thất đại lục nơi này, thượng cổ lúc sau đến là cái gì cảnh tượng? Lục Nguyệt Hoa trong đôi mắt đẹp nhất thời hiện lên hướng về chi sắc, nàng nói ra, thượng cổ thời đại, là ma pháp văn minh lộng lẫy nhất thời điểm. Tam đại thánh hoàng chúa tể mê thất đại lục, chúng ta bây giờ rất nhiều thần khí, pháp bảo, đều là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay. Nếu không phải về sau phát sinh thần ma đại chiến, chúng ta ma pháp văn minh cũng không trở thành điêu tàn đến bây giờ tình trạng này. Cái này còn gọi điêu tàn, La Quân nói ra, ta nhìn đã rất không tệ. Ngươi không phải chúng ta mê thất đại lục người, ngươi sẽ không hiểu chúng ta đối thượng cổ thời đại loại kia hướng tới cùng sùng bái. Lục Nguyệt Hoa nói ra. La Quân nói ra, ma lại là những người kia đâu. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ma dĩ nhiên chính là đại biểu hắc ám ma pháp hệ đám người kia, bọn họ ma tộc sở hữu trưởng lão bao quát ma hoàng muốn chúa tể mê thất đại lục, về sau thánh hoàng nhóm chỉ huy chúng thần ứng chiến. Bởi vậy liền mới có thần ma đại chiến. Cái kia một trận thần ma đại chiến làm cho cả mê thất đại lục đều đụng phải trầm trọng đả kích. Từ đó về sau, những đại thần thông giả đó, thánh hoàng, ma hoàng thì toàn bộ đều biến mất. Cụ thể năm đó đến phát sinh cái dạng gì chiến đấu, lại là không ai có thể biết được. Chúng ta cũng chỉ có thể từ ngẫu nhiên thu hoạch được thất lạc thần khí bên trong suy nghĩ tượng cuộc chiến đấu kia thảm liệt. Sau cùng, Lục Nguyệt Hoa thăm thẳm nói ra. La Quân đương nhiên sẽ không vì thần ma đại chiến những thánh hoàng đó, ma tộc người tiếc hận. Cho nên, hắn không cách nào theo Lục Nguyệt Hoa một dạng cảm động lây. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là muốn làm sao làm đến lợi hại pháp bảo, tại sao cùng giáo thần đánh nhau chết sống, sau đó cứu trở về Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư bọn họ. Sau đó, La Quân lại hỏi, người mới vừa nói có tam đại thánh hoàng, nhưng ta chỉ nghe nói bản hoàng. Còn có mặt khác hai đại thánh hoàng là Lục Nguyệt Hoa nao nao. Theo rồi nói ra, còn có Nguyên Hoàng cùng Tần Hoàng. La Quân nói ra, bọn họ nhất định cũng có rất lợi hại pháp bảo đúng hay không?